Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 62. Thần Đan Quân chủ nhìn ra Diệp Thần trong mắt kích động và quyết tâm, lắc lắc đầu nói, ta biết vậy hai cái cô gái đối với ngươi mà nói rất trọng yếu, nhưng là cái này nhập linh bài chắc hẳn triều đại thiên kiêu đều đã dùng hết rồi. Dẫu sao nhập linh bài quá trọng yếu, người bình thường cũng sẽ không chắp tay nhường nhịn. Diệp Thần nghe được câu này tâm tình ngay tức thì rơi vào đáy cốc. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một giọng nói nhưng là ở Diệp Thần vang lên bên tai. Không nhất định. Côn Lôn Hư nguyên bản có 3 cái nhập linh bài. Đoán Tạo Thần Quân suy tư nói, mỗi ngàn năm sử dụng một lần, 3 cái nhập linh bài có thể mang 3 người rời đi, nếu như 3 cái người sống trở về, lần kế còn có thể dùng. Như là chết, chính là hủy bỏ. Người kia chắc có một quả đi, nếu như hắn còn sống. Nghe nói như vậy, Thần Đan Quân chủ con ngươi híp lại, hiển nhiên là muốn đạo cái gì, nói ta biết ngươi nói tới ai. Côn Lôn Hư vùng lân cận, ngược lại là có một nơi đỉnh núi, núi này kêu Huyết Ma Núi, Huyết Ma Núi Huyết Ma Sơn chủ có một quả nhập linh bài, chỉ ít ở chúng ta bị huyết linh tộc đánh tan trước, ta là biết Huyết Ma Sơn chủ có nhập linh bài. Huyết Ma Núi. Diệp Thần quyết định nói, được, ta lập tức chuẩn bị đi. Chờ lát. Ngươi có biết Huyết Ma Sơn chủ là cấp bậc gì cường giả sao? Thần Đan Quân chủ ánh mắt bén nhạy, ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói, Huyết Ma Núi tàn bạo vô cùng, hàng năm đều có các loại ma đạo cường giả trú đóng, còn có các loại trận pháp tụ tập. Ngươi cái này tu vi, nếu là đã qua, sợ rằng sẽ trực tiếp bị những cái kia trận pháp yêu thú ăn. Cho dù trận pháp không giết được ngươi, Huyết Ma trên núi ma khí ngang dọc, sẽ ăn mòn ngươi thân xác, thậm chí ngươi linh hồn lực. Chính là những thứ này, đều đủ để cho ngươi chết nhiều lần. Thanh âm hắn lạnh như băng nói, thứ nhì, máu kia ma sơn chủ, lại là nhập thần cảnh tứ tầng thiên, so Ngụy Vô Thành đều mạnh hơn không thiếu, lại qua đi mấy ngàn năm, thậm chí có thể đến thần vương cảnh, chúng ta là sẽ không tùy tiện giúp ngươi, nhất là ngươi tự tìm chết, chúng ta càng sẽ không giúp. Diệp Thần ánh mắt thận trọng, hắn vốn lấy vì mình thực lực đủ để nghiền ép Côn Lôn Hư tất cả mọi người, bây giờ nhìn lại. Người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Suy tính mấy giây, hắn vẫn là nói, sư tôn, lần này không cần sư tôn ra tay. Lấy ta chiến lực, cộng thêm ta trên tay thần vương khí, đủ đối phó hắn. Dầu gì, ta còn có một tôn thần vương cấp chiến khôi, cho dù phát huy ra được chiến lực thiếu chút nữa, nhưng ngăn trở là không thành vấn đề. Nhập thần cảnh tứ tầng thiên. Ta còn không để ở trong mắt. Ta bây giờ thực lực. Đánh bể nhập thần cảnh tứ tầng thiên, không nói ở đây. Được rồi. Ngươi nếu phải đi, ngươi chết ta cũng mặc kệ. Thần Đan Quân chủ không quá đồng ý Diệp Thần loại phương thức này, hẳn khổ nhiều xây một đoạn thời gian lại đi, chỉ ít đến đế tôn cảnh, hoặc là đế tôn cảnh tầng 4 tầng 5 thiên lại đi. Bây giờ Diệp Thần vì hai cái hồng trần cô gái, không tiếc tống táng tiền đồ. Cái này làm cho hắn đối với Diệp Thần hảo cảm giảm bớt mấy phần. Diệp Thần cố nhiên là luân hồi mộ chủ, nếu như không thuộc về tuyệt đối thanh tịnh, vậy tất nhiên sẽ thật sớm chết hiểu. Thần Đan Quân chủ không có nói nữa tiếng nói. Diệp Thần ra luân hồi mộ địa, mở mắt liền nhìn thấy rất nhiều cường giả, vây quanh ở mình trước người. Diệp Vô Địch vội vàng hỏi, điện chủ, ngài thế nào rồi? Mới vừa mạnh như vậy công từng đánh chết tới, chúng ta cũng cho là huyết linh tộc người lại tới. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Điện chủ, Diệp Lăng Thiên mấy cái lắc mình bay tới, ôm quyền nói, quang minh điện đường trên dưới, tất cả đế tôn cảnh đã toàn bộ chuẩn bị xong, bao gồm đang bế quan ở giữa đế tôn cảnh cửu tầng thiên, đều đã toàn bộ hội tụ, có phải hay không có cường giả đánh tới. Mọi người cũng làm xong liều mạng chém giết chuẩn bị. Diệp Thần sững sốt một chút, dõi mắt vừa thấy đài xem sao xuống quảng trường, đứng rậm rạp chằng chịt đế tôn cảnh võ giả. Những thứ này đế tôn cảnh võ giả trật tự tỉnh nhiên đứng, người mặc linh khí khôi giáp, tay cầm binh khí, giống như là một chi tùy thời chuẩn bị chém giết đại quân tựa như. Bọn họ cảm giác Diệp Thần ở xem mình, liền lúc này ôm quyền nói, mời điện chủ chỉ thị, vô luận cùng ai chứ tác chiến, chúng ta đều đã làm xong liều mạng chuẩn bị. Bọn họ là quang minh điện đường đế tôn cảnh võ giả. Bọn họ là vô địch đại danh từ. Bọn họ điện chủ, lại là sáng tạo vô số kỳ tích Diệp Thần. Vô luận là ai tới tấn công Côn Lôn Hư, bọn họ đều không sợ.
Dù là không địch lại, dù là kẻ địch dẫn đầu tập kích chúng ta điện chủ, bọn họ vậy sẽ liều giết rốt cuộc. Cái này, hụ hụ hụ, Diệp Thần ho khan ra mấy đạo máu bầm, hiển nhiên là những người này hiểu lầm. Mới vừa rồi mình thi triển vạn vật theo dõi quyết, thanh thế cực lớn, phía sau sư tôn vậy thi triển pháp quyết, thanh thế lớn hơn, phía sau linh vận tiên tôn xóa đi dấu vết lúc, tản mát ra uy lực còn lại, hóa thành hơn đợt công kích mình, hiển nhiên kinh động tất cả đế tôn cảnh. Bất quá, linh vận tiên tôn, ngược lại thật không kém. Chỉ riêng dư âm liền đem mình và sư tôn đánh cho bị thương. Dư âm à! Trước kia đều là mình chiến đấu dư âm, chấn động được rất nhiều đế tôn cảnh hoảng sợ, thậm chí là bị thương. Không nghĩ tới, ngày hôm nay ngược lại là bị người khác dư âm chấn thương. Chư vị! Mới vừa rồi ta chẳng qua là dò xét một vị cường giả. Bộc phát một ít tác chiến, bất quá không có sao, người nọ đã rời đi, các vị tản đi. Nghe được Diệp Thần thanh âm, rất nhiều đế tôn cảnh võ giả lúc này mới tản đi, mỗi người trở về bế quan tu luyện. Hàn Vân, Diệp Vô Địch các người nhưng là có chút kinh ngạc. Hàn Vân hỏi, điện chủ, mới vừa vậy đạo công kích. Không sao. Ngoài ra, ta đại khái phải rời khỏi một đoạn thời gian. Diệp Thần suy nghĩ nói, ta sẽ đi trước huyết ma núi một chuyến, lại đi Linh Thành. Dẫu sao, chỉ có ở nơi đó mới có thể tìm được nhiều tư nguyên hơn, dùng cho đột phá và tu luyện. Lấy Diệp Thần bây giờ tình huống, Côn Lôn hư tài nguyên đã không đủ hắn sử dụng, phải đi Linh Thành. Huống chi, Kỷ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết cũng bị Linh Vận Tiên Tôn mang đi, mình phải đi cái đó cái gọi là Linh Tiên Đế Cung thật tốt hỏi hỏi tới cùng là chuyện gì xảy ra, vị này Tiên Tôn không trải qua mình đồng ý, lại có thể tự tiện mang đi người mình. Điện chủ, trong miệng ngươi Linh Thành nhưng mà không gian truyền tống trận chi địa. Sẽ hay không quá nhanh? Điện chủ, nếu không ngài đem tu vi tăng lên tới đế tôn cảnh lại đi đi. Điện chủ, ngài cái này tu vi, sợ rằng gặp nguy hiểm à? Điện chủ, Hàn Vân, Diệp Vô Địch đợi một chút người đều bắt đầu khuyên giải Diệp Thần. Dẫu sao, Diệp Thần mới nói nguyên cảnh bát tầng thiên, mặc dù có thể chiến nhập thần cảnh, nhưng không khỏi quá mức rõ ràng, sợ rằng sẽ trêu chọc tới cường giả dòm ngó. Không ngại, chờ ta đến Linh Thành. Vận dụng không gian truyền tống trận lúc, ta hẳn đã là đế tôn cảnh. Diệp Thần ánh mắt quét qua mọi người, nói Quang Minh Điện Đường, do Thanh Kiếm trưởng lão tạm đời điện chủ vị, Diệp Lăng Thiên và Hàn Vân, Huyết Khế ba người là phó điện chủ, những cường giả khác tất cả nghe ra lệnh cho bọn họ, Linh Một, Diệp Lăng Thiên, các ngươi phải nhanh một chút phát triển luyện khí nhất mạch và luyện đan nhất mạch. Nếu như gặp phải thích hợp thiên tài đệ tử, có thể truyền thụ một ít đi ra ngoài. Lấy mau sớm chế tạo nhiều tiên khí và thần cấp đan dược làm chủ. Những cái kia một cấp hai tiên khí, có muốn hiện đang đột phá, đều có thể trước lấy đi tự đi đột phá. Đế tôn cảnh cửu tầng thiên, đột phá lúc sử dụng tiên khí phẩm cấp, quyết định bọn họ sau khi đột phá chiến lực. Cấp một tiên khí đột phá, đó chính là nhập thần cảnh nhất tầng thiên, nếu như nội tình đặc biệt thâm hậu, tới hơn nhập thần cảnh nhị tầng thiên. Giống vậy một cái võ giả. Nếu như lợi dụng cửu phẩm tiên khí đột phá, sau khi đột phá tất nhiên là nhập thần cảnh tầng 4 tầng 5 trời, cho nên trước Diệp Thần cũng không có để cho hàng loạt đế tôn cảnh cửu tầng thiên vận dụng một cấp 2 tiên khí đột phá. Nhưng không bao lâu nữa, Linh Một có thể luyện chế thần cấp đan dược. Cho dù dùng một cấp 2 tiên khí sau khi đột phá lại uống đan dược, cũng có thể nhanh chóng tăng lên chiến lực. Chí ít để cho Côn Lôn Hư có bộ phận sức tự vệ. Cần tuân điện chủ lệnh. Mời điện chủ yên tâm, chúng ta định xong tốt quản lý vương đình. Ba người một yêu đồng thời cúi người chào. Diệp Thần lại dặn dò một câu liền trực tiếp rời đi, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở tầm mắt mọi người trong, chạy thẳng tới huyết ma núi đi. Trên đài xem sao, Hàn Vân ngắm nhìn Diệp Thần viễn đi hình bóng, thở dài một tiếng nói, điện chủ đi vậy đất thần bí Linh Thành, là chúng ta tranh thủ thời gian, chúng ta muốn tăng thêm tốc độ, tăng cường chính chúng ta thực lực. Tương lai và huyết linh tộc chân chính động thủ sau đó, chúng ta cũng có thể hết sức tương trợ điện chủ, đối phó người nọ cửa những cái kia xúc sinh. Điện chủ lần đi, vô cùng có thể giữ nhiều lành ít. Nhưng điện chủ lúc trở về, ta nhất định sẽ làm cho điện chủ thấy được một cái mới tinh quang minh điện đường.
một cái tràn đầy vô số cường giả quang minh điện đường. Chỉ có như vậy Côn Lôn Hư, mới xứng với điện chủ tuyệt thế cường giả như vậy. Cùng lúc đó, một nơi nguy nga lộng lẫy đền bên trong. Một cái tóc hoa râm bà lão mở mắt ra. Quanh thân của nàng có nhàn nhạt tiên khí. Nếu như có huyết linh tộc cường giả ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện bà lão trên người quần áo thậm chí còn phối sức đều là giá trị liên thành tồn tại. Ở cao võ vị diện giá trị liên thành đây là khái niệm gì? Có thể thấy người này thân phận khủng bố. Bà lão đứng lên, trong mắt thoáng qua một đạo lạnh như băng quang. Khóe miệng của nàng càng hiện ra một đạo nụ cười quỷ dị, Côn Lôn Hư chẳng qua là một cái hạ võ vị diện, lại có cường giả như vậy thuật pháp hạ xuống đến trên người ta. Nếu như không phải là ta có pháp bảo trong người, phỏng đoán thật sẽ bị vị kia nhìn thấu. Bất quá từ vậy thuật pháp hơi thở tới xem, người nọ tìm được trên người ta chỉ sợ là bởi vì vậy hai cái nha đầu, chẳng lẽ cái này hai cái nha đầu không có bề ngoài nhìn như đơn giản như vậy. Linh Vận Tiên Tôn thầm nói nơi này, liền hướng một cái gian phòng đi. Cửa phòng cấm chế bị nàng vẫy tay trừ. Cửa phòng mở ra. Hai đạo xinh đẹp ảnh ngay tức thì xuất hiện ở Linh Vận Tiên Tôn trong tầm mắt. Cái này hai đạo xinh đẹp ảnh bất kỳ một vị đều là Hỏa Quốc Ương Dân tồn tại. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện cái này hai người chính là hắn một mực khổ khổ tìm kiếm Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết. Kỳ Tư Thanh thấy Linh Vận Tiên Tôn, con người thoáng qua một đạo lạnh như băng, người tới nơi này làm gì, người đem chúng ta nhốt nơi này, ta sẽ không cảm ơn ngươi. Nếu như ngươi muốn giết chúng ta, hết sức mau ra tay. Ta Kỳ Tư Thanh không phải cái gì tham sống người sợ chết. Hạ Nhược Tuyết vậy muốn nói cái gì, nhưng là nàng biết rõ mình thực lực miểu nhỏ, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, xoay người, không nói thêm gì nữa. Linh Vận Tiên Tôn nhìn hai người quật cường hình dáng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, các ngươi đây cũng là cần gì phải, ta ban đầu đem các ngươi cứu tự nhiên có lý do. Còn như giết ngươi. Ta Linh Vận Tiên Tôn cũng không phải là cái gì giết người không nháy mắt ma đầu. Ta yêu cầu rất đơn giản, hai người các ngươi làm học cho ta. Phải biết, ta nhưng cho tới bây giờ không thu hạ võ vị diện rác dưới, nếu như không phải là phát hiện trên người các ngươi khí vận không tệ, hơn nữa ẩn núp huyết mạch, ta mới sẽ không như vậy. Mời làm rõ ràng, đây là các ngươi thay đổi vận mệnh lớn nhất cơ hội. Cũng hoặc giả nói là duy nhất cơ hội. Linh Vận Tiên Tôn hai tay chắp sau lưng, cực kỳ cường thế. Mặc dù không có tận lực thi triển uy áp, nhưng hay là để cho Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết hô hấp dồn dập, rất là khó chịu. Kỳ Tư Thanh tròng mắt hàn sương, ta nói, ta có sư phụ, ta không muốn bái ngươi làm thầy. Còn nữa, nào có cưỡng bách thu học trò người, thật là buồn cười. Hạ Nhược Tuyết hoặc giả là nghe không nổi nữa, xoay người, mắt đẹp nhìn một cái Linh Vận Tiên Tôn. Mở miệng nói, nếu như ngươi thật muốn cho chúng ta bái ngươi làm thầy, cho chúng ta tự do là tốt nhất lựa chọn. Còn nữa, ta muốn đi gặp một người. Người này dĩ nhiên là Diệp Thần. Đoạn này thời gian, Hạ Nhược Tuyết từ Kỳ Tư Thanh nơi này nghe không thiếu liên quan tới Diệp Thần câu chuyện. Nàng không cách nào tưởng tượng, Diệp Thần nhận chịu như thế nào thống khổ mới đạt đến bây giờ bước. Nàng muốn Diệp Thần. Phát như điên vậy muốn. Linh Vận Tiên Tôn con ngươi híp lại, ngươi đang cùng ta nói điều kiện. Ngươi xác định có cái này tư cách. Hạ Nhược Tuyết không chút nào yếu đi khí thế, bước ra một bước, chấn định thanh âm vang lên, ta không dự định và ngươi nói điều kiện, ta chỉ muốn gặp một người. Chỉ như vậy mà thôi. Linh Vận Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng, nếu như ta không đoán sai, cái đó dùng thuật pháp tra thấy trên người ta người chính là ngươi muốn thấy vị kia. Chỉ tiếc. Hắn không biết tự lượng sức mình, bây giờ sợ rằng bị thương rất nặng. Thậm chí có thể đã sớm chết. Chính là rác dưới, ta thật đúng là không coi vào đâu. Hạ Nhược Tuyết ngẩn ra, tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần lại xảy ra chuyện. Nàng ở Hoa Hạ gặp qua Diệp Thần tìm người thuật pháp. Rất là yêu nghiệt. Bây giờ nhìn lại, Diệp Thần hết thảy dùng ở nơi này phụ nữ thần bí trên mình, căn bản không thể thực hiện được. Hạ Nhược Tuyết ngẩng đầu lên, trong mắt vô cùng nghiêm túc, nàng sẽ không xảy ra chuyện, ta hiểu hắn. Nếu như ngươi không cho chúng ta tự do, hắn nhất định sẽ tìm được chúng ta. Sau đó ngươi kết quả sẽ rất thảm. Ta dám khẳng định. Linh Vận Tiên Tôn nghe được Hạ Nhược Tuyết giọng kiên định, có chút buồn cười.
Một cái rác dưới vị diện, mạnh hơn nữa có thể mạnh đến cái gì bước. Còn khả năng để cho nàng kết quả rất thảm. Thật là buồn cười. Nàng vung tay lên, mở ra Hạ Nhược Tuyết và Kỳ Tư Thanh trên người trói buộc, cũng phân phó nói, nói nhảm ta không muốn nhiều lời, các ngươi nếu không cách nào đổi cái nhìn ý tưởng, vậy ta liền mang các ngươi đi một chỗ. Ta tin tưởng, đến nơi đó, các ngươi hết thảy quyết định cũng sẽ thay đổi. Đi. Lời nói vừa dứt, ba đạo thân ảnh chính là hoàn toàn biến mất. Phảng phất từ tới không có tồn tại qua. Diệp Thần dựa theo thần đan quân chủ cho phương vị, một mực đi đường, mơ hồ đi tới Côn Lôn hư một nơi mây mù lượn quanh chi địa. Còn chưa tiến vào, Diệp Thần liền cảm giác được vòng ngoài trận pháp khủng bố. Mấu chốt phụ cận đây không chỉ một cái trận pháp, mà là do vô số đạo trận pháp tạo thành. Chắc hẳn xây dựng người nơi này là một vị tinh thông trận pháp cao cấp đại năng. Vòng ngoài trận pháp đối với Diệp Thần mà nói không phải quá khó khăn, ngưng tụ máu lực rồng, trực tiếp đánh vỡ. Diệp Thần một bước bước vào. Sau khi tiến vào, Diệp Thần phát hiện bên trong ngược lại là có động thiên khác. Kiến trúc san sát. Để cho Diệp Thần bất ngờ phụ cận đây không chỉ mình một người, lại còn có những người khác. Mấu chốt những người này thực lực đều không yếu. Hây, Dương Thanh, người vậy chuẩn bị đi bái kiến huyết ma sơn chủ à? Đúng vậy, bây giờ ngàn năm không tới, nhập linh bài không cách nào sử dụng, chỉ có thể đi tìm huyết ma sơn chủ. Huyết ma sơn chủ như thế mạnh. Hơn nữa tính tình cổ quái, muốn leo lên hắn vạn ma thang, sợ rằng không đơn giản à. Chỉ có thể chờ ngày mai sau đó, mọi người một khối đi leo. Có lẽ người nhiều hơn một chút, vạn ma thang áp lực có thể nhỏ một chút. Ngược lại cũng là, Diệp Thần nghe cái này hai vị võ giả trò chuyện, thần sắc không thay đổi, nhưng là có chút hiếu kỳ vạn ma thang. Cái này hai vị tất cả đều là đế tôn cảnh 5-6 tầng ngày thanh niên võ giả, theo đạo lý mà nói, cái này cùng võ giả chính là Côn Lôn hư đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu, không nghĩ tới đối với vạn ma thang, vô dụng như vậy lòng tin. Cái này vạn ma thang, ngược lại là phải thật tốt hiểu rõ một chút. Diệp Thần rất nhanh đi tới một cái khách sạn trong, bao một cái phòng nhã, tìm điếm tiểu nhị điểm một ít ăn được, liền lấy ra một khối cực phẩm linh thạch, đưa cho điếm tiểu nhị. Nói ta mới vừa tới nơi này, cần hiểu một chút nơi này tình huống. Cực phẩm linh thạch. Điếm tiểu nhị trước mắt sáng lên, vội vàng thu, cười nói, tiểu ca muốn hỏi gì tin tức đều được, ta nói hết không giữ lại biết không khỏi đáp. Diệp Thần khẽ gật đầu, nhưng là có chút đắng cười ý nghĩa. Trước mắt vị này điếm tiểu nhị, dầu gì cũng là đạo nguyên cảnh bát tầng thiên. Không nghĩ tới ở chỗ này, chỉ có thể làm cái người làm. Muốn ở Côn Lôn hư chí ít cũng là bá chủ một phương, xem ra nơi đây không thể nhỏ xem, mình còn chưa tới có thể hoành hành vô kỵ trình độ. Người đại khái giới thiệu một chút huyết ma núi, cùng với chung quanh tình huống đi. Dĩ nhiên, còn có huyết ma sơn chủ tình huống. Điếm tiểu nhị nổi lên một chút, cười nói tiểu ca hẳn đến từ Côn Lôn hư bên ngoài đi. Nhỏ huyết mạch có chút đặc thù, có thể cảm thụ người ngoài không phát hiện được đồ. Ta phát hiện tiểu ca mặc dù là đạo nguyên cảnh, nhưng chiến lực chỉ ít sánh bằng đế tôn cảnh 6 thất tầng thiên. Như vậy thiên kiêu, đích xác rất lợi hại, khó trách có thể tới nơi này. Hắn một mắt liền nhìn thấu Diệp Thần lai lịch, ngay sau đó tỉ mỉ nói, chúng ta chỗ này và Linh Thành đến gần, dính một chút ánh sáng, cho nên nơi đây tốt xấu lẫn lộn, có rất nhiều Côn Lôn hư gia tộc lánh đời cường giả, mấu chốt không chỉ có Côn Lôn hư võ giả, còn có đến từ những địa phương khác. Có chính là trung võ vị diện người, cũng có là cao võ vị diện người, bị nghiêm trọng thương thế sau đó, không thể không ở vùng lân cận tìm một cái yên tĩnh địa phương, thành tựu an dưỡng chi địa, vừa vặn, chúng ta nơi này hội tụ rất nhiều như vậy bởi vì tổn thương thoái ẩn tiền bối. Ngay trong bọn họ có rất nhiều đệ tử, cũng muốn đi vào Linh Thành. Mà tiến vào Linh Thành cần nhập linh bài. Điếm tiểu nhị nuốt nước miếng một cái, tiếp tục nói, trước mắt có nhập linh bài cường giả. Chỉ còn lại huyết ma núi huyết ma sơn chủ, chỉ là huyết ma sơn chủ thiết lập trăm cấp huyết ma thang, dùng cho cự tuyệt những cái kia đi cầu nhập linh bài trẻ tuổi võ giả. Nơi này rất nhiều cường giả, có nhập linh bài. Diệp Thần hỏi. Trước kia có, một ít uy tín lâu năm cường giả đều có, chỉ là bọn họ nhập linh bài lục tục dùng, lần sau phải dùng cần ngàn năm thời gian. Điếm tiểu nhị nói được vô cùng cặn kẽ,
còn có một chút cường giả nhập linh bài, theo tiến vào cao võ vị diện hậu bối chết mà thất lạc. Cho nên, tuyệt đại đa số thiên kiêu võ giả, cũng nhìn chằm chằm huyết ma núi. Hơn nữa, mỗi qua một năm, những ngày qua kiêu võ giả sẽ tổ chức mình một lần hội họp lớn, lung lạc tới nhiều trẻ tuổi võ giả, cùng nhau bước lên vạn ma thang. Như vậy leo độ khó sẽ ít một chút, nhưng là từ huyết ma núi xuất hiện đến nay 1.700 năm, cao nhất một người cũng không quá leo đến thứ 60 cấp. Những thứ khác thiên kiêu võ giả hoặc là không chịu nổi áp lực, rơi xuống. Hoặc là ở leo trong quá trình bị chung quanh yêu thú và rắn độc tập kích chết. Hơn nữa, cho dù thành công leo núi, nghe huyết ma sơn chủ nóng nảy không tốt, tiểu ca ngươi vậy chú ý một chút. Diệp thần hỏi, huyết ma sơn chủ, là cái gì tu vi? Không biết, điếm tiểu nhị lắc đầu một cái, nói, huyết ma sơn chủ đã ngàn năm không ra tay, nghe là sau khi bị thương ẩn lui, thực lực cụ thể sợ rằng được đứng đầu nhân vật lớn mới sẽ biết. Cảm ơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp thần để cho điếm tiểu nhị đi ra ngoài, vậy đang suy tư huyết ma núi sự việc. Huyết ma sơn chủ có nhập linh bài, nhưng là chưa bao giờ cho những người khác sử dụng qua, là lo lắng ở những ngày đó kiêu bên ngoài vực bị giết, đưa đến mình nhập linh bài thất lạc. Vẫn là có những thứ khác lo lắng sự việc. Bởi vì tổn thương ẩn lui. Chẳng lẽ là có thù oán người? Cho nên không dám để cho những người khác dùng nhập linh bài, sợ bị tìm hiểu cội nguồn, bắt mình. Diệp thần không có quấn quýt cái vấn đề này, ngược lại là ở dưới chân núi vùng lân cận tra xét một phen, khắp nơi hỏi thăm tin tức. Huyết ma dưới núi chi địa kiếm môn thành. Diệp thần ngược lại là ở Côn Lôn Hư nghe Hàn Vân nói tới. Chỉ bất quá rất ít có người Côn Lôn Hư tiến vào kiếm môn thành. Nơi đây và huyết ma núi đều là Côn Lôn Hư cấm địa. Không cho phép người bất kỳ bước vào chính là tự tìm cái chết. Kiếm môn thành thành chủ, nhập thần cảnh tầng 6 thiên. Cũng mà còn có không thiếu nhập thần cảnh võ giả, toàn thể thực lực so Côn Lôn Hư bên ngoài cao không thiếu. Hơn nữa trong thành trì linh khí vô cùng là đậm đà, nội tình vượt qua xa Côn Lôn Hư và Hoa Hạ. Xem ra không thể nhỏ xem Côn Lôn Hư à. Diệp thần lẩm bẩm nói, liền bắt đầu ở gian phòng xếp chân tu luyện. Hắn đã có đột phá cảm giác. Ngày mai leo lên huyết ma núi. Sợ rằng không dễ dàng. Một ngày trôi qua, mấy trăm thiên kiêu tập thể ra khỏi thành, đi tới huyết ma núi ra. Huyết ma núi chính là một tòa cao đến mấy chục ngàn mét đỉnh núi, giống như là một tòa hoàn toàn do từ núi tạo thành, từ trên núi dòng nước chảy xuống liên tục không ngừng màu đỏ máu loãng, từng cổ một đậm đà khí sát phạt, quanh quẩn chu vi trăm dặm. Những thứ khác đỉnh núi dòng nước chảy xuống là nước suối, huyết ma núi nhưng là máu tươi. Khó có thể tưởng tượng, trên ngọn núi này chết nhiều ít võ giả, nhiều ít yêu thú. Diệp thần ngắm nhìn huyết ma núi bốn phía, phát hiện không thiếu còn sót lại linh hồn lực, chỉ ít chết trên trăm đế tôn cảnh, hơn ngàn yêu thú. Đem những người này và yêu thú máu tươi rút ra, tung ở trên sườn núi, máu tươi sau đó dòng nước chảy xuống. Sườn núi và chân núi các nơi đều có hung thú và loài người di hài, có chút xương thậm chí là kim cốt. Phách thể kỳ loài người, cũng có số người chết ở chỗ này. Kim cốt lực lượng không mạnh, người bị chết hẳn thuộc về phách thể kỳ một cấp hai đoạn. Khó trách, thần đan quân chủ cảnh cáo bản thân có nguy hiểm. Vị này huyết ma sơn chủ, ngược lại giống như một cái ma đầu, giết người còn không hết hận, còn nghĩ đối phương máu tươi rút sạch, xương phá hủy bầy ở trên núi làm đồ trang sức, còn như vách núi chung quanh quanh quẩn khí huyết sát phạt lực, đều đủ để đánh chết hư vương cảnh võ giả. Nhưng mà, mấy trăm tên thiên kiêu võ giả, nhưng là không sợ hãi chút nào. Bọn họ dần dần đi tới huyết ma sơn đông mặt, kiên quyết đương đầu trước chung quanh đậm đà khí sát phạt, tìm được một cái lên núi nấc thang, do đen thui đá huyền vũ đá chế tạo mà thành nấc thang, từ chân núi một mực kéo dài đến sườn núi, chỗ cao nhất và chỗ thấp nhất, chênh lệch ít nhất có 4.000 gạo. Đừng xem là một cấp nấc thang, lẫn nhau bây giờ khoảng cách cũng không nhỏ. Hơn nữa chung quanh khắp nơi đều là yêu thú, độc trùng rắn độc. Khó trách, 1.700 đã nhiều năm qua. Cho tới bây giờ không có một người chân chính đi hết 100 cấp huyết ma thang. Có thể gặp khủng bố. Người Côn Lôn Hư. Một cái bạch bào thanh niên một mắt liền nhận ra Diệp thần, cười khẩy nói, đạo nguyên cảnh bát tầng thiên,
cũng dám tới đây. Hắn quan sát tỉ mỉ trước Diệp Thần, nhìn hờ hững nói, loại này con kiến hôi cũng dám tới, phỏng đoán huyết ma thang tầng thứ hai cũng không lên nổi, liền bị hơi thở đè nổ, phế vật. Cười nhạo, một cái đạo nguyên cảnh bát tầng thiên phế vật, cũng muốn tới sông vạn ma thang. Đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì. Thanh niên này từ lấy là trời nhảy vút anh tài, hơn nữa vẫn là tinh không đại năng môn nhân hậu duệ, hôm nay đều có đế tôn cảnh thất tầng thiên tu vi, nhưng cũng không dám xem nhẹ vạn ma thang, lại là biết vạn ma thang thả nói là khảo nghiệm, còn không bằng nói là tìm chết. Đế tôn cảnh tam tầng thiên trở xuống. Không được đến gần vạn ma thang. Cái này gần như là chung quanh tất cả mọi người công nhận. Vạn ma thang uy áp có thể so với tầm thường đế tôn cảnh ngũ tầng thiên, cái này còn là trước mặt cấp 10, cấp thứ nhất là mới bắt đầu, cũng là so với là chật vật một cấp, khí huyết uy áp có thể đè bạo tầm thường đế tôn cảnh tam tầng thiên võ giả, cái này đạo nguyên cảnh bát tầng thiên người tới nơi này. Tìm chết. Không muốn sống. Người thằng nhóc này, không muốn sống. Cái phế vật này, thật không muốn sống. Bên cạnh, lại có hai cái bạch bào người đàn ông. Bất tiết nhất cố nhìn về phía Diệp Thần. Bọn họ thành tựu tinh kiếm môn đệ tử, tinh kiếm môn ở Linh Thành đều là số một số hai thế lực lớn, như môn phái này cũng không có nhiều ít đệ tử có thể thành công bước lên vạn ma thang, cái này người Côn Lôn hư, thật là tự tìm cái chết. Chung quanh hội tụ lên trăm người, tuyệt đại đa số đều là đế tôn cảnh 5-6 thất tầng thiên. Số ít là đế tôn cảnh tứ tầng thiên, càng có một ít là đế tôn cảnh tầng 8 tầng 9 trời. Thậm chí còn có hai cái nhập thần cảnh tầng trời một tuyệt thế thiên tài. Tại chỗ, không có một cái thấp hơn đế tôn cảnh tứ tầng thiên. Mà đây cái người Côn Lôn hư, mới chính là đạo nguyên cảnh bát tầng thiên. Côn Lôn hư, đã suy nhược đến trình độ này. Người tên gọi là gì? Một cái thanh niên áo đen chậm rãi đi tới, trước ngực điêu khắc một chuôi trường đao, chính là ma đao môn đệ tử, Hắc Giáp. Hắc Giáp ngưng mắt nhìn Diệp Thần. Nói, người cái này, tu vi chân thực quá thấp, như vậy phế vật, hay là trở về đi thôi. Đây là vạn ma thang, không phải ngươi loại này cấp thấp người, có thể tới. Cút về đi, đừng để ý tên phế vật này. Hắc Giáp, chúng ta đi lên trước. Một cái trong đó bạch bào nam nhân nói xong rút ra bên hông linh khí trường đao, lăng không bổ ra xương máu, mở ra một con đường tới, chậm rãi đi về phía vạn ma thang. Cả người trên dưới cũng trải qua trước cực lớn áp lực, trên mình toát ra một cổ kim quang, phát ra thương 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 tiếng vang. Những thứ khác chư đa thiên tài thần sắc hoảng sợ, lúc này mới lên tới cấp thứ 8 đoạn, vạn ma thang uy áp, cứng rắn là đè được đối phương thân thể khảng thương vang dội. Đây chính là một vị đế tôn cảnh tầng 6 ngày tuyệt thế thiên tài à. Tinh kiếm môn đệ tử chân truyền à. Lại có thể đều bị vạn ma thang đè được thân sắc khảng thương vang khắp. Sợ rằng không bao lâu, liền sẽ bị đè được nứt nẻ đi. Chúng ta cũng lên. Mọi người cùng nhau tiến lên. Hắc Giáp hét lớn một tiếng, cũng không để ý sẽ Diệp Thần, dẫn hơn 10 vị thanh niên, cùng nhau bước lên vạn ma thang. Bình bịch bịch. Vạn ma trên thang bộc phát ra tầng tầng khí huyết, chồng lên lăn lộn ra, nếu như hải lãng triều tịch vậy, một tầng cường thịnh một tầng, đánh rất nhiều thanh niên võ giả. Kim thân hiển hóa. Kim thân, hiển hóa, 50 thanh niên võ giả, bao gồm Hắc Giáp ở bên trong, đồng loạt bùng nổ kim thân phách thể, một tôn tôn kim thân hiển hóa ra, giống như Phật môn kim thân vậy, lấy hạo nhiên chính khí lực, đối kháng khí huyết này uy áp. Vạn ma thang khí huyết uy áp, vô cùng điên cuồng, tương đương với 15 ca tấn cao cấp cường giả khí huyết xây đè xuống. Chính là tầm thường đế tôn cảnh 5-6 tầng trời, cũng sẽ bị đè bảo. Hôm nay, 50 vị đế tôn cảnh trung kỳ trẻ tuổi thiên kiêu đồng loạt ra tay, rồi mới miễn cưỡng ngăn cản tới, sau đó mới dám từng cái một đi lên leo. Còn như những người khác, đều còn ở hoảng sợ thời điểm, Diệp Thần chậm rãi đi lên phía trước, khí huyết hơi chấn động một chút, tách ra xương máu, dễ dàng bước lên tầng thứ 5, lại xem về phía trước thứ cấp 7 lên mọi người, nói, đây chính là cái gọi là thiên tài à. Diệp Thần một quyền vung ra. Lăng không đánh bể đánh tới xương máu, một bước đạp lên thứ cấp 7, cùng 50 vị thanh niên thuộc về cùng một tầng thứ. Lúc này, trừ đi huyết lãng lăn lộn thanh âm bên ngoài, hết thảy thiên kiêu đều thử ra. Thứ cấp 7 à? Vạn ma thang thứ cấp 7,
có như vậy dễ dàng leo lên à? 50 vị thanh niên thiên kiêu liên thủ, cái này cũng mới lên tới đi. Cái này đến từ người Côn Lôn hư, một thân một mình liền leo lên, hắn mới nói nguyên cảnh bát tầng thiên, làm sao có thể à? Nếu như các ngươi chính là cái gọi là thiên tài, vậy thật để cho người thất vọng. Diệp Thần không để ý tới sẽ bọn họ, cũng không có đem bọn họ đánh rớt xuống, chỉ là bình thản không có gì lạ từng bước một đi lên, cảm thụ chung quanh huyết lãng đánh vào dần dần tăng cường, mỗi một tấc da thịt đều bị đánh vào, tựa hồ là ở tẩy phạt thân xác vậy. Một khắc sau, hắn đột nhiên một quyền đánh ra, đem đi lên cấp thứ 8 và thứ cấp 9 vạn ma trên thang khí huyết đánh tan mở, rồi sau đó bình thản không có gì lạ đi lên, liền tựa như thật chỉ là ở leo thang lầu như nhau. Thứ cấp 9 lên là hắc giáp, ngạc nhiên nhìn hết thảy các thứ này. Hắn theo bản năng nhìn xem mình lóe lên kim quang thân xác, đang bị huyết lãng không ngừng ăn mòn, kinh ngạc nói, đây là đạo nguyên cảnh bát tầng thiên. Có như thế cường đại đạo nguyên cảnh bát tầng thiên à? Thân xác đều mạnh hơn chúng ta lớn được hơn. Hắc giáp một thân một mình, đi ra mọi người lực lượng phạm vi ra, nhanh chóng bị huyết lãng đánh thành trọng thương, rớt rơi xuống, bò dậy lúc, khiếp sợ trong lòng giống như rời sông lấp biển vậy, loại này huyết lãng uy áp tương đương với nhập thần cảnh tầng trời một lực lượng. Sâu hơn người, tầm thường nhập thần cảnh nhị tầng thiên, đều không gặp được có thể chống đỡ cổ lực lượng này à. Hắn một cái đạo nguyên cảnh bát tầng thiên, lại có thể chống đỡ được, không chỉ có chống đỡ được, còn một chút tổn thương cũng không có. Không chỉ có hắc giáp, thứ 7 giai đoạn hơn 10 vị thanh niên, cũng một mặt mờ mịt ngắm nhìn thứ cấp 7 Diệp Thần, đây không phải là đạo nguyên cảnh bát tầng thiên, cái này chỉ ít đế tôn cảnh thất tầng thiên à. Không thể, làm sao có thể làm được hết thảy các thứ này. Cái này đến từ người Côn Lôn hư, nhất định là một cái lão quái vật sống lại. Hoặc là chính là một cái lão quái vật, tận lực đè thấp tu vi. Nếu không, làm sao có thể như vậy? Thứ 17 cấp lên thanh niên quần áo trắng côn ta nửa quỳ xuống, cả người trên dưới đều là vết thương, kim thân nứt nẻ, máu tươi chảy như dòng nước một giọt. Hắn đang một bên ngăn cản huyết lãng uy áp, một bên nghỉ ngơi thời điểm, ngạc nhiên nhìn thấy đi lên Diệp Thần, còn lấy là mình hoa mắt, lắc đầu một cái nhưng là thấy được đối phương không bị thương chút nào, không khỏi phải hỏi nói, ngươi là ai? Ta là Diệp Thần, Diệp Thần trả lời một tiếng. Nhẹ nhàng mại động một bước vượt qua trên 100 mét, leo lên thứ 17 cấp, tiện tay một quyền đánh bể đánh tới huyết lãng uy áp, ngưng mắt nhìn côn ta nói, người thân xác không được, lại xông đi xuống, hẳn phải chết. Hẳn phải chết. Ta thành tựu tinh kiếm môn đệ tử chân truyền, lại tiếp tục đi lên sông, sẽ chết. Côn ta không khỏi kinh ngạc hỏi, ngươi là vừa mới cái đó đạo nguyên cảnh bát tầng thiên người. Đến từ người Côn Lôn hư. Ta kêu Diệp Thần. Đến từ Côn Lôn hư, Diệp Thần không có hơn để ý hắn, đi tiến một bước, tiếp tục đi tới thứ cấp 10. Rất nhanh mấy chục giây trôi qua, Diệp Thần đã leo lên thứ 20 cấp 9, chung quanh khí huyết huy áp vậy càng ngày càng mạnh, mơ hồ đã tới mạnh hơn cảnh giới lực lượng, chính là tầm thường nhập thần cảnh tầng 1 tầng 2 ngày võ giả đi lên, đều phải không chắc nhỏ đau khổ, có thể Diệp Thần nhưng hồn nhiên vô sự. Thứ 19 giai đoạn côn ta, đã khó mà tiếp nhận cục diện này. Ta đế tôn cảnh tầng 6 thiên, màu vàng phách thể cấp 3, lại còn không chống nổi Côn Lôn hư một cái đạo nguyên cảnh bát tầng thiên người. Ta có như thế yếu, vẫn là người Côn Lôn hư, cũng quá nghịch thiên. Ta còn chưa tin, người đạo nguyên cảnh bát tầng thiên có thể lên 20 cấp 9, ta còn không lên nổi mà. Ta tinh kiếm môn đệ tử, làm sao có thể không thể so với các ngươi người Côn Lôn hư mạnh. Huyết mạch bí thuật, côn ta khẽ quát một tiếng, động trục đứng dậy, trong cơ thể bộc phát ra một cổ trình độ cao nhất khí huyết, đem hắn bọc, khiến cho được hắn giống như một chuôi thần kiếm, vô cùng sắc bén, xông thẳng lên đi. Bình bịch bịch, phịch, đạo đạo huyết lãng uy áp bị hắn đánh lui. Hắn thành công đi tới thứ 14 cấp, còn chưa đứng vững lúc, liền đụng phải một cổ cực hạn khí huyết công kích, giống như máu thần đem lăng không đâm hắn một thương. Dẫn được hắn vết thương chồng chất, trực tiếp rơi xuống đi xuống. Cấp 20, 10 cấp 9, 18 cấp, cấp 3, cấp 2, 1 cấp. Côn ta trực tiếp rơi xuống vạn ma thang ra, vết thương chồng chất thân thể chói mắt,
một mặt ngạc nhiên nhìn về phía đã leo đến thứ 30 cấp Diệp Thần, không khỏi được khiếp sợ, người này rốt cuộc là ai, làm sao sẽ mạnh như thế lớn. Ta lại có thể không bằng hắn. Ta nhưng mà đế tôn cảnh tầng 6 trời ạ. Hắn mới là đạo nguyên cảnh bát tầng thiên. Chỉ là chênh lệch 8 cái cảnh giới nhỏ mà thôi. Ta so với hắn, có kém như vậy à? Hắn có thể làm được, ta tại sao không làm được? Côn ta, côn thầy của ta huynh. Mau, ăn vào đan dược, khôi phục thân xác. Hết mấy tinh kiếm môn đệ tử chạy tới, một người trong đó lấy ra một quả thần cấp đan dược, đưa cho côn ta. Người nọ dò xét vạn ma trên thang Diệp Thần, ánh mắt thâm thúy, nói cái này người đến từ tại Côn Lôn Hư, tuyệt không đơn giản, rất có thể là năm đó Côn Lôn Hư thời đại thượng cổ rất nhiều đại năng đệ tử, cũng có thể là lấy được những cái kia đại năng truyền thừa. Ngươi không muốn cùng hắn đi tranh. Hắn thân xác hòa khí máu lực, mạnh hơn ngươi 10 lần. Lời này vừa nói ra, cho nên có ánh mắt cũng ngưng mắt nhìn vị này nửa bước nhập thần cảnh đệ tử. Lại đối đãi Diệp Thần lúc, trong lòng khinh bỉ và khinh thường, cũng hóa thành khiếp sợ. Hỏi dò, ai có thể ở đạo nguyên cảnh, sánh vai nhập thần cảnh? Thời đại thượng cổ, thời đại viễn cổ, sợ rằng cũng không có đi. Diệp Thần người này quyết không thể đi so, vẫn là chạy tới linh thành bẩm báo sư môn, Côn Lôn Hư ra một tuyệt đại thiên kiêu, phải cẩn thận nhiều hơn. Linh thành mặc dù thuộc về Côn Lôn Hư, nhưng là bởi vì có không gian truyền tống trận nguyên nhân, linh thành người cũng cảm giác được mình áp đảo Côn Lôn Hư trên. Vạn ma dưới thang tình huống, Diệp Thần không để ý tới sẽ, ngược lại không đoạn đi lên leo lúc, dọc đường nhìn thấy không ít người, có chính là uy tín lâu năm đế tôn cảnh, có chính là nửa bước nhập thần cảnh, còn có là tầng 1 tầng 2 ngày nhập thần cảnh, nhưng thân xác cũng cực đoan mạnh mẽ. Giống như là thứ 37 cấp lên ông cụ kia, nửa bước nhập thần cảnh. Thân xác nhưng là phách thể kỳ cấp 4. Quanh thân còn quấn cực mạnh sát khí, tuyệt đối là uy tín lâu năm cường giả. Vèo vèo vèo, vèo vèo, quanh mình truyền tới đạo đạo thanh âm. Diệp Thần nhanh chóng mau tránh ra, trên mặt đất xuất hiện một đoàn màu đỏ tính ăn mòn chất lỏng, chính là kiên cố vạn ma thang, cũng xuất hiện một cái hố nhỏ động. Hồi tưởng lại nhìn lên, một cái đỏ tươi rắn độc. Dài đến mấy chục trượng cả người bao quanh màu máu miếng vảy, có ngắn nhỏ tứ chi, đầu rắn mơ hồ có một con sừng, là giao long, một cái tu luyện đã ngoài 2000 năm giao long, còn mang kịch độc nọc độc, xem hơi thở, tựa hồ là đế tôn cảnh bát tầng thiên. Như vậy tinh hồng giao long, theo lý thuyết đã là bán long, vẫn còn giữ lúc xưa nọc độc. Chắc hẳn huyết ma núi địa phương yêu thú, trải qua nhiều năm thu nạp huyết khí, từ rắn độc rất miễn cưỡng tu luyện đến giao long cảnh giới. Huyết mạch mặc dù không thuần, nhưng so một ít chân long đều mạnh hơn không thiếu, chính là bách chiến yêu vương cũng không gặp phải là đối thủ. Tới ngược lại là tốt. Bắt ngươi, dùng để đối phó huyết linh tộc hồn kiếp. Diệp Thần không sợ hãi chút nào, mấy cái đi nhanh xông lên, lắc mình né tránh giao long phun ra nọc độc, một quyền đánh ra, giấu quyền trong muôn vàn mất đi Phật Thích Ca cùng kêu lên nhắc tới kinh văn, quanh thân quanh quẩn vô số ám sắc kinh văn, hóa thành hai cái tơ lụa. Buộc chặt lại liền tinh hồng giao long. Một khắc sau, dấu quyền đến, phanh một tiếng, tinh hồng giao long đầu rồng chảy ra rách thịt, máu độc rơi xuống đầy đất, đem chung quanh đất khô cằn cũng cho ăn mòn thành cho tàn. Huyết ma núi trung gian là một cái vạn ma thang, chung quanh hai bên cũng đều là đất khô cằn núi gian, đi ở phía trên tùy thời tùy chỗ đều phải phòng ngừa bị đột nhiên lên hung thú hoặc là kịch độc yêu thú tập kích. Hống! Ngươi loài người này, đáng chết! Tinh hồng giao long thở hổn hển, đuôi rắn đảo qua, nếu như sắt thép trường thành nghiền ép mà qua, tùy tiện bị Diệp Thần né tránh, có thể bên cạnh vị kia nửa bước nhập thần cảnh ông già nhưng là bị đánh trúng, thân hình bạo lui ra, máu tươi phân bay ra. Ông cụ này trào máu không ngừng, ngực dần dần hiện ra đạo đạo hơi thở, kim thân lại có thể đều bị đuôi rắn kịch độc cho ăn mòn. Hắn thốt nhiên giận dữ, mắng, ngươi cái này nhiệt xúc, lão phu chưa từng đắc tội ngươi. Vì sao tổn thương ta? Lão già kia, bổn vương lại giết cái này nhãi con, nếu là không muốn chết, cút xa một chút. Tinh hồng giao long cũng không phải nhẹ thiện hạng người, hơn nửa thân thể vẫn còn ở núi gian trong, cũng không có toàn bộ đặt chân vạn ma thang phạm vi, nếu không vậy phải bị khí huyết uy áp công kích, ngược lại là Diệp Thần một bên ngăn cản nó nọc độc, một bên ngăn cản vạn ma thang uy áp,
nhưng cũng lộ vẻ được thành thạo. Nhãi con! Ngươi dám đả thương ta, ngươi thân xác ta muốn. Nuốt ngươi, bổn vương là có thể cởi đổi là chân long. Tinh hồng giao long nâng lên đầu rắn, nhanh chóng phun ra mấy đoàn nọc độc, thỉnh thoảng to ngắn móng vuốt, cũng ở đây mãnh công Diệp Thần. Xúc sinh! Còn nghĩ thu phục ngươi, mới vừa rồi nhất kích giữ lại khí lực, không nghĩ tới ngươi tự tìm đường chết. Thôi, lão tử đưa ngươi chầu trời. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, quanh thân lóe ra cuồn cuộn ma khí, một quyền đánh ra, vô số Phật văn quanh quẩn ra, giống như mặt trời chói chang vậy chói mắt, khủng bố vô song, phong tỏa không gian, phong tỏa tinh hồng giao long đường lui. Tinh hồng giao long nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng phun ra một cổ màu xanh nhạt lửa cháy mạnh, tựa hồ là nó bổn mạng thật diễm. Long có nghịch diễm, giao long giống vậy cũng có chút bản lãnh. Nó đỏ tươi hai con ngươi, ngưng mắt nhìn Diệp Thần, dần dần cảm giác được một cổ cảm giác nguy cơ tấn công tới. Trước mắt thằng nhãi con này, tu vi đặc biệt thấp, nhưng là tuyệt không đơn giản, không thể đem làm tinh kiếm môn những phế vật kia mà đối đãi. Bót sát. Ca. Vô số màu vàng Phật văn tạo thành dấu quyền, tan vỡ màu xanh nhạt giao long thật diễm, đem tinh hồng giao long nửa cái đầu lô đánh nát. Tinh hồng giao long hốt hoảng ngưng mắt nhìn bay tới dấu quyền, hô lớn tiền bối tha mạng. Ta nguyện ý đi theo tiền bối. Tinh hồng giao long gấp gáp tự thuật, nó to lớn quả nhãn, ngưng mắt nhìn bay tới dấu quyền. Lúc này, nó chân chính thiết cảm thấy Diệp Thần mạnh mẽ, dấu quyền này đã có nhập thần cảnh tam tầng thiên chiến lực, mình tại sao có thể đền bù. Thêm nữa, Diệp Thần mới là đạo nguyên cảnh bát tầng thiên. Nếu là có thể đi theo, không mất là một loại cơ duyên à. Hô hô, hô, giữa không trung dấu quyền tiêu tán đi xuống. Diệp Thần ngược lại là sát cố ý vị nhìn về phía tinh hồng giao long, cười nói, nếu nguyện ý đầu hàng, vậy thì cho ngươi bảy phong ấn. Nguyện ý thần phục, tinh hồng giao long cúi đầu, ngoan ngoãn nằm trên đất, cả người màu máu đỏ miếng vảy và tứ chi, cực kỳ giống thằn lằn, chỉ có thể nói là không hoàn toàn bản chân long, huyết mạch không mạnh, nhưng là chiến lực ngược lại không kém. Đế tôn cảnh bát tầng thiên có thể sánh bằng nhập thần cảnh nhị tầng thiên. Tu luyện năm 2000, cũng là rất hiếm thấy. Rào rào. Một đạo càn khôn kiếm ấn bay ra, in vào tinh hồng giao long trong đầu. Đã hoàn toàn bị phong ấn, chỉ cần dám can đảm sinh ra nửa điểm nghịch phản tâm, liền sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Chủ nhân. Chủ nhân, ngài đến từ cao võ vị diện à? Như thế mạnh mẽ. Tinh hồng giao long nửa người dưới chậm rãi leo ra ngoài núi gian, đi tới vạn ma trên thang, hỏi, chủ nhân, ngài chiến lực chính là nhập thần cảnh tứ tầng thiên võ giả tới, vậy không làm gì được ngài đi, nhưng ngài chỉ có đạo nguyên cảnh bát tầng thiên, có thể vượt qua mấy chục cảnh giới tác chiến. Ngài đến từ cái nào cao võ vị diện? Nhỏ muốn cùng theo ngài trở về. Chủ nhân nội tình quá thâm hậu. Ta ở nơi này huyết ma núi hơn 1000 năm. Cho tới bây giờ không thấy cái này cùng trẻ tuổi thiên kiêu. Nghịch thiên vượt qua mấy chục cảnh giới nhỏ đả thương địch thủ, lại là vượt qua tiên phàm chi đừng, chỉ sợ sẽ là huyết ma sơn chủ ở cái trình độ này thời điểm, cũng không làm được giống như là chủ nhân như vậy lợi hại. Thấy tinh hồng giao long thái độ như thế. Bên cạnh vị kia nửa bước nhập thần cảnh lão đầu, đều là một mặt hoảng sợ, hắn mượn khí huyết ở nơi này tu luyện mấy chục năm, vậy muốn có được nhập linh bài. Nhưng là không nghĩ tới nhìn thấy màn này, không chỉ có nói nhỏ, người này cảnh giới không cao, là một đời thiên kiêu, cảnh giới cũng chưa chắc có thể thay biểu hắn chiến lực. Vượt qua mười mấy cảnh giới nhỏ à? Cái này còn không là thần du cảnh, chân nguyên cảnh thời điểm, khi đó vượt qua mười mấy cảnh giới nhỏ không việc gì. Nhưng là đây là đạo nguyên cảnh, đế tôn cảnh và nhập thần cảnh à, cảnh giới tầng một nhất tầng thiên à? Thường thường lên cấp một tầng. Liền cần trên trăm năm thời gian, nhưng trước mắt thanh niên này nhưng là có như vậy vượt qua mấy chục cảnh giới nhỏ năng lực, rốt cuộc sư phụ môn phái vì sao phái. Cũng không phải là cao võ vị diện. Ta sẽ tới từ vùng lân cận Côn Lôn Hư. Diệp Thần từ từ hỏi, máu này ma sơn trong, có rất nhiều ngươi như vậy hung thú sao? Hồi chủ nhân, nhỏ ở huyết ma núi tu luyện hơn 1000 năm. Chung quanh ngược lại đều hung thú, tình huống cũng cùng nhỏ kém không nhiều. Tinh hồng giao long đáp lại, chỉ bất quá, 1700 năm trôi qua, còn chưa bao giờ có người bước vào thứ 61 cấp, phía trên có thể còn trận pháp cường đại hơn hung thú ở trong non.
Nó dừng lại chốc lát, lại nói, chỉ bất quá, cho dù đi lên trăm cấp vạn ma thăng sau đó, cũng chưa chắc có thể thấy huyết ma sơn chủ. Huyết ma sơn chủ năm xưa gặp gỡ cường địch, cho nên ở trên đỉnh núi bố trí rất nhiều trận pháp. Chủ nhân muốn thấy máu ma sơn chủ, lấy được nhập linh bài, sợ rằng còn muốn phí rất lớn công phu. Bao năm qua đều có tới leo vạn ma thang người. Nhưng là vạn ma thang càng cao vượt sẽ có trận pháp hung thú canh giữ, qua cửa người không chỉ có muốn ngăn cản mỗi một giai đoạn khí huyết huy áp, còn muốn ngăn cản chung quanh hung thú tập kích. Dĩ nhiên, cũng có một ít người, dừng lại ở giữa trạm kiểm soát, tìm địa phương thích hợp, thu nạp khí huyết tu luyện. Chỉ là, bọn họ cũng không dám tiếp tục đi lên leo. Càng đi lên vượt ý nghĩa chết. 900 năm trước, vị kia bước vào thứ 60 cấp thiên kiêu, chính là gặp phải một đầu rưỡi bước vào thần cảnh tồn tại, ở khí huyết huy áp và giác long dưới sự công kích, không thể không tháo chạy ra, đến nay đều còn ở dưỡng thương, đã từ thiếu niên bước vào thanh niên, cuộc đời này sợ rằng cũng không thể lại từ trong tay người kia đạt được nhập linh bài. Huyết ma núi nhập linh bài, là gần ngàn năm qua, duy nhất một quả có thể lấy dùng nhập linh bài. Nhưng cũng là khổ sở nhất được nhập linh bài. Chết ở vạn ma thang thiên kiêu, không đếm xuể, Diệp Thần mỗi đi lên bước cái một lượng cấp, cũng thấy được mấy chục cái thiên kiêu hài cốt, huyết dịch lần đạt tới đỉnh núi các nơi, tứ chi bị phá hủy đặt ở bốn phía, chỉ còn lại thân thể nằm ở trên bậc thang. Diệp Thần một bên đi lên, vừa suy nghĩ trước, máu này ma sơn chủ, không phải là suy nghĩ có chút vấn đề chứ. Đè chết tất cả đại thiên kiêu, còn tháo người ta thi thể. Chẳng lẽ, thật là trước kia bị thương, đưa đến thần trí không biết, cho nên mới như vậy. Hắn leo đến thứ 57 cấp, liền nhìn về phía bên trên tinh hồng giao long, mơ hồ có chút không chịu nổi, liền nói, người ở chỗ này tu luyện, thu nạp khí huyết tu luyện, ta tiếp tục đi lên. Xin lỗi, chủ nhân, tinh hồng giao long cả người vảy rồng nổ tung, kim huyết theo nấc thang dòng nước chảy đi xuống, vô cùng yếu ớt, mặc dù không có bị hung thú tập kích, nhưng là bị khí huyết huy áp làm được suýt nữa chết đi. Nó ngắm nhìn Diệp Thần tiếp tục đi lên hình bóng, dần dần có chút cảm xúc. Quả nhiên hay là thực lực quá kém. Đều không cách nào đi theo chủ nhân tiếp tục đi lên. Không được, ta phải cố gắng đột phá, chỉ ít đến khi chủ nhân xuống lúc để ý ta, mang ta đi cao võ vị diện tu luyện. Không sai, chủ nhân xuất hiện chính là ta thiên đại cơ hội. Cơ hội, có thể gặp không thể cầu. Phải chắc chắn cơ hội. Rất nhanh, tinh hồng giao long vậy bắt đầu tu luyện. Miếng vảy lần lượt nghiền, lần lượt sinh trưởng, lấy này tới tăng cường thân xác cường độ hòa khí huyết lực tính, bây giờ, tăng lên thực lực, đi theo Diệp Thần, trở thành nó mục đích chủ yếu nhất. Diệp Thần đi tới thứ 60 cấp, dọc đường gặp được 7-8 lão đầu và người tuổi trẻ, tu vi lớn hơn đều ở đây đế tôn cảnh cửu tầng thiên và nửa bước nhập thần cảnh bây giờ, đều có bước cảnh năng lực, nhưng cũng không dám đi lên. Hắn nhìn về phía thứ 61 cấp và chung quanh đứng hung mãnh trận pháp yêu thú, đều có nửa bước nhập thần cảnh tu vi. Không khỏi được cười nói, điểm này tầng thứ trận pháp hung thú, chỉ muốn ngăn trở ta à. Nói xong, Diệp Thần đánh ra đếm quyền mất đi Phật quốc, rất miễn cưỡng đem ba đầu nửa bước nhập thần cảnh trận pháp hung thú đánh được thọ nguyên hao hết, tiến thêm một bước lấy thân xác vỡ nhỏ liền khí huyết áp lực, thành công bước vào thứ 61 cấp nấc thang, hơn nữa tiếp tục đi lên. Hắn nhìn như nhẹ nhàng, không thèm để ý chút nào hành vi, nhưng là đưa tới phía dưới mọi người hoảng sợ. Hắc giáp không để ý tới sẽ đồng môn cố kỵ, hưng phấn hô to, thứ 61 cấp, thứ 61 cấp à. 900 năm qua ghi chép bị người phá vỡ. Ghi chép bị người phá vỡ, nhanh chóng thông báo sư tôn cửa, Côn Lôn hư tới một cái tuyệt đại thiên kiêu. 900 năm, vạn ma thang thứ 60 cấp ghi chép. Lại có thể bị đánh vỡ, kỳ tích, đơn giản là kỳ tích. Cái này ngoại lai Diệp Thần, có hy vọng thành công lên đỉnh à. Cái này Diệp Thần, lên tới 61 cấp, không chỉ có không chút tổn hao nào, thậm chí lực lượng ở từng bước tăng cường. 900 năm trước vị kia thiên kiêu, lên tới 60 cấp liền gần như trọng thương ngã gục, cuối cùng bị tức máu đánh bay xuống. Vị kia, nhưng mà nhập thần cảnh nhị tầng thiên tuyệt đại thiên kiêu à. Thậm chí chiến lực cũng sánh bằng mấy vị thành chủ. Như vậy, đều bị đánh bay đi xuống. Cái này Diệp Thần, lại còn ở đi lên leo. Trọng yếu nhất chính là, không chút tổn hao nào à.
Dưới con mắt mọi người, Diệp Thần leo lên thứ 70 nấc thang. Rất nhanh, 71 cấp, 7 cấp 12, 73 cấp, 70 cấp 9, 80 cấp. Vẫn còn tiếp tục đi lên, mỗi qua một cấp nấc thang, lại có thể cũng giống như là bình thường đi bộ vậy. Nhập thần cảnh tầng 4 tầng 5 ngày tuyệt thế cường giả, chỉ sợ cũng không làm được một điểm này à. Thật là mạnh tiểu tử. Trên người kiếm khí và mất đi khí rất mạnh. Chân núi kiếm môn thành thành chủ và tinh kiếm phái trưởng môn cũng là nghe được động tĩnh, ánh mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm Diệp Thần. Thành chủ con ngươi híp lại, cảm khái nói, người này quá mạnh mẽ. Thân thể này ít nhất là phách thể kỳ cấp 5. 30 tuổi còn chưa tới trẻ tuổi võ giả, lại có thể làm đến bước này. Hắn không phải là từ cao võ vị diện xuống chứ. Hắn khẽ vuốt râu, từ từ nói, một cái từ cao võ vị diện đi ra ngoài thiên kiêu võ giả, bởi vì bị thương nghiêm trọng, cảnh giới rơi xuống, nhưng là thân xác vẫn còn ở, nhưng không cách nào tiến vào linh thành, cho nên tới huyết ma núi. Tựa hồ, chỉ có lý do này có thể hoàn mỹ giải thích Diệp Thần bây giờ tình huống. Nếu là nói Diệp Thần thật chỉ có đạo nguyên cảnh bát tầng thiên tu vi. Đánh chết bọn họ cũng không muốn tin tưởng. Nhà mình đế tôn cảnh 6 thất tầng thiên thiên kiêu, phổ biến có thể lên đến mấy chục cấp, tuyệt đại thiên kiêu có thể lên đến 30 cấp cỡ đó, ví dụ như Hắc Giáp và Côn Ta bọn họ. Nhưng là phải nói, 60 cấp, thậm chí càng đi lên 80 cấp, tuyệt không thể nào. Dần dần, huyết ma dưới núi hội tụ tới nhóm lớn võ giả, cũng tới chứng kiến cái này sắp bước lên vạn ma thang 100 cấp rầm rộ. 1.700 năm à. Mạnh nhất một người, cũng chỉ là 900 năm trước vị kia thiên kiêu, làm được leo lên 60 cấp. Những thứ khác thiên kiêu, cho dù lại thực lực cường đại, cũng không quá 54 cấp. Hôm nay, 100 cấp vạn ma thang, phải bị người bước lên. Đây là ngàn năm qua rầm rộ, đồng thời cũng là một cái đáng bị nhớ thời khắc. Sắp bước lên vạn ma thang 100 cấp Diệp Thần, giống vậy sẽ bị nhớ trong lịch sử, từng đời một truyền thừa tiếp. Linh thành nhập linh bài. Đoán chừng là thuộc về Diệp Thần. Hắn lần nữa lúc trở về, nếu như trả lại cho huyết ma sơn chủ, sợ rằng chung quanh đây mấy chục thành, mấy trăm năm bên trong cũng khó mà xuất hiện lại một cái giống như là Diệp Thần như vậy thực lực mạnh mẽ thiên kiêu, chớ đừng nói chi là sao chép Diệp Thần rầm rộ. Huyết ma chân núi thanh âm, Diệp Thần không có để ý. Hắn một bước bước vào thứ 90 năm cấp, thân xác bị đè được tiếng chuông vang dội, nhưng đồng thời thân thể cường độ vậy dần dần đang gia tăng. Khí huyết vậy chậm rãi đi lên gia tăng, chỉ cần tịch diệt chi đạo đi về trước nữa một bước, hắn tùy thời đều có thể đột phá. Cái này vạn ma thang, không chỉ là ngăn trở, lại là chui luyện thân thể địa phương tốt. Bây giờ, ta kim thân phách thể cấp 5, sợ rằng hoàn toàn bước lên lúc, ta có thể đến cấp 6. Đến lúc đó, ta lực lượng còn có thể lại tăng cường gấp đôi. Diệp Thần lầm bầm lầu bầu, sau đó thân hình bão bay, liên tục bước lên thứ 96 tiếp, 97 cấp, 90 cấp 8, 99 tất cả, máu thịt dần dần biến dạng, tựa hồ không chịu nổi loại áp lực này. Còn thiếu một cấp, thân xác, cưỡi cho ta đổi. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, lấy ra từ Ngụy Vô Thành nơi đó lấy được năng lượng dịch, tung ở mình trước người, cưỡng ép mượn năng lượng dịch lực lượng, chui luyện mình thân xác. Những năng lượng này dịch hẳn là từ nhập thần cảnh võ giả thân thể để luyện ra. Hiệu quả so với bá thể kỳ máu tươi của yêu thú còn tốt hơn được hơn. Một khắc sau, Diệp Thần thân thể tê liệt bắt đầu dần dần khôi phục. Phịch! Diệp Thần bộc phát ra một cổ ngất trời khí huyết, thân xác tách thả ra vô cùng kim quang, hóa thành nhất kích, đánh bể trước mắt khí huyết uy áp. Hắn thành công đạp lên thứ 100 cấp, thân xác vậy vào thời khắc này cởi đổi. Chân chính để đạt tới phách thể kỳ cấp 6, cổ xưa phạm văn trong người thân thể di động, sáng chói cực kỳ. Như đến phách thể kỳ cấp 7, liền có thể thu nạp cương khí, chui luyện mình thân xác, tiến tới thuận lợi bước vào hóa cương kỳ. Tiền bối. Huyết ma tiền bối, có từng ở. Diệp Thần nhìn vòng quanh huyết ma núi bốn phía, chỉ gặp từng ngọn trận pháp san sát, đỉnh núi là một nơi bình nguyên, gắn đầy các loại trận pháp, chu thiên tinh thần trận. Càn khôn ly hỏa trận, hai giáp nghịch ma trận, quỷ bầu trời trận đợi một chút trên 100 cái trận pháp, lưu chuyển vô cùng vô tận khí sát phạt, chính là nhập thần cảnh tiền kỳ võ giả đến nơi này,
cũng tùy thời có rơi xuống có thể. Hắn nhìn về phía trước, trận pháp sau đó có một căn nhà nhỏ, liền hô, vãn ma tiền bối, vãn bối Diệp Thần, tới thỉnh cầu nhập linh bài, tiến vào linh thành, cứu bạn của ta, mời bỏ những yêu thích nhập linh bài. Rào 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 rào. Rào 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 rào. Từng cổ một ma gió từ bốn phía tấn công tới, trong gió kẹp theo đạo đạo đỏ tươi khí huyết. Khí huyết mơ hồ ngưng kết làm người lòng, một cái cao gầy áo bào đen người đàn ông, mang mặt nạ đứng ở Diệp Thần trước người, không thấy rõ dung mạo, cũng không nhìn ra bao lớn tuổi tác, nhưng cho người một cổ vực sâu cảm giác, tựa như đưa mắt nhìn hắn chính là ở đưa mắt nhìn vực sâu. Hắn bất ngờ chính là huyết ma sơn chủ. Huyết ma sơn chủ sau lưng trôi lơ lửng ra một cái sông máu, đậm đà mùi máu tanh phân bố đỉnh núi, khó có thể tưởng tượng hắn rốt cuộc giết bao nhiêu người. Hắn nhưng là thần giác buộc vòng quanh lau một cái tà mị nụ cười, tỉ mỉ quan sát Diệp Thần, nói, ngươi trên mình khí huyết và sát ý rất mạnh, tương đương với tầm thường nhập thần cảnh chiến lực. Mà ngươi nhưng là đạo nguyên cảnh bát tầng thiên. So sánh với nhập thần cảnh ngũ tầng thiên, ngươi kém 17 cái cảnh giới nhỏ. Rất khó tin, ngươi lại có thể xây ra vượt qua bản cảnh giới mạnh như vậy lực lượng, không quá ta xem, ngươi đối với đạo lực lĩnh ngộ không nhiều, hẳn thời gian tu luyện không dài, nếu không đạo lực lĩnh ngộ sẽ không thiếu. Đạo lực và đại đạo hình thức ban đầu, chủ yếu quyết định võ giả cảnh giới. Mà khí huyết lực lượng và linh hồn lực, quyết định võ giả chiến lực. Dĩ nhiên, đạo lực và đại đạo hình thức ban đầu, cũng có thể tăng phúc khí huyết lực lượng. Ví dụ như tịch diệt chi đạo, một quyền đánh ra không chỉ có mới có thể có tuyệt lực lượng mạnh, thậm chí đánh trúng người khác sau đó, có thể biến mất người khác thọ nguyên, là thuộc về năng lực đặc thù. Trước mắt cái thằng nhóc này, tu luyện được ngược lại có chút quái dị. Khí huyết lực lượng như thế mạnh, kim thân phách thể cấp 6, người bình thường không tới nhập thần cảnh, cũng xây không ra như thế chiến lực cường đại. Thằng nhóc, người khí tức trên người, rất bất phàm à. Ngươi truyền thừa, hẳn đến từ Côn Lôn hư vậy mấy vị đại nhân vật đi. Huyết ma sơn chủ từ từ nói, vạn đạo kiếm tôn Trần Thiên Lê, bất diệt chi chủ, thất dạ thần quân huyết thất dạ, bách kiếm thần quân niếp bách kiếm, sát lục đạo quân, ai là ngươi sư tôn? Năm vị hỗn nguyên cảnh, hợp đạo cảnh cường giả cái thế. Đều là chấn giữ một phe cự kình, ngươi đạt được trong bọn họ vị nào truyền thừa. Huyết ma sơn chủ ngược lại là ánh mắt hết sức nhọn. Trực tiếp nhìn thấu Diệp Thần trên người một ít đặc thù vật chất, ví dụ như kiếm khí, ví dụ như sát lục chi đạo đợi một chút, những thứ này thực lực nhỏ yếu hạng người không nhìn ra, không đại biểu hắn không nhìn ra. Diệp Thần nhưng là bị sợ, hắn thậm chí hoài nghi đối phương biết luân hồi mộ địa. Nếu không làm sao có thể một hơi nói ra nhiều như vậy sư tôn. Những người này đều cùng hắn có liên quan à. Cái này cũng quá đáng sợ đi. Diệp Thần cưỡng ép chế trụ nội tâm khiếp sợ, mở miệng nói. Tiền bối. Sư thừa nơi nào không cần nói. Ta tới nơi này, chỉ là cầu nhập linh bài, tiến vào linh thành cứu người. Mời tiền bối bỏ những yêu thích. Vật này, chính là một chuôi ngũ phẩm tiên khí, đưa cho tiền bối, để đổi lấy linh thành nhập linh bài. Hắn lấy ra một chuôi ngũ phẩm tiên khí, là ban đầu thu được Ngụy Vô Thành binh khí. Hắn lấy tiên khí ấy đổi lấy nhập linh bài. Dẫu sao, hắn cũng không trông cậy vào huyết ma sơn chủ có thể bỗng dưng vô cớ đem nhập linh bài đưa cho mình. Huyết ma sơn chủ vung tay lên, một đạo ma khí bung ra, đem tiên khí đánh bay qua một bên, thanh sắc câu lệ nói, lão phu không cần tiên khí, muốn nhập linh bài. Xông trận đi, 108 trận, dựa theo chu thiên tinh thần, trời trăng sao sông, thiên can địa chi tới bố trí. Ngươi xông được qua, nhập linh bài miễn phí tặng cho ngươi. Không xông qua đi, nể tính ngươi là 1.700 năm qua, cái đầu tiên đạp lên đỉnh núi người, ta tha ngươi một mạng. Bất quá, ngươi không thể nào xông được qua. 108 trận pháp. Chính là nhập thần cảnh tầng 7 tầng 8 người tới, như nhau không xông qua. Kết quả cuối cùng, không phải là trận pháp khí sát phạt, miễn cưỡng giết thành xương máu thôi. Niệm vào năm đó, hắn cũng cùng những cường giả này, có duyên gặp qua một lần, đã từng chút chỗ tốt, hắn không giết Diệp Thần. Tiền bối. Chỉ cần xông trận là được. Diệp Thần dò xét những trận pháp này, mặc dù hung hiểm, nhưng hắn phải đi. Tiến vào linh thành nhập linh bài.
hắn nhất định sẽ có được. Đúng. Vậy ngươi đi đi, huyết ma sơn chủ vẫy tay lấy ma khí ngưng kết ra một khối màu máu lệnh bài, ném cho Diệp Thần nói, không muốn chết, bóp vỡ tấm lệnh bài này, ngươi có thể truyền đưa ra. Trận này, không phải ngươi có thể phá. Diệp Thần ném màu máu lệnh bài, một mình sát nhập vào tòa thứ nhất trận pháp. Chu Thiên tinh thần đại trận. Lấy 36 Chu Thiên làm căn cơ, mượn tinh thần lực hóa hình trận pháp, chỉ cần tinh thần bất diệt, thì có liên tục không ngừng lực lượng giết ra. Hắn tiến vào đại pháp sau đó, cảnh vật chung quanh đại biến, không còn là đỉnh núi, ngược lại trước mắt là một phiến tinh không mênh mông, dưới chân là từng hạt tròn đất trắng tinh thần, không tiêu tan phát bất kỳ sáng bóng, nhưng là vô cùng nhỏ hẹp, chỉ có thể cung cấp mình đứng ở phía trên. Tinh không mênh mông bên trong. 36 ngôi sao tâm trận, phân biệt ở vào đông nam tây bắc bốn phương, lóe lên kim quang chói mắt, giống như là 36 cái mặt trời vậy. Sau đó, một hồi gió lớn cuốn lên ra. Mặt đông 9 ngôi sao ánh sáng sâu hơn, bắn ra đạo đạo sáng bóng câu động rất nhiều tinh thần. Mỗi một ngôi sao tâm trận bị thắp sáng, chờ tinh thần trận mắt hóa thành từng chuôi thần tướng đánh tới, liên tục không ngừng thần tướng giống như là thỏng xuống thác nước, nhiều vô số kể cuồn cuộn không ngừng. Kim thân phách thể. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, thân xác lóe lên màu xích kim sáng bóng. Hắn hai quả đấm bảo vệ đầu, cần phải đón đỡ thần kiếm, trước thử một lần thần kiếm uy năng, lại tìm cơ hội đánh bể những ngôi sao này tâm trận. Muốn phá Chu Thiên tinh thần trận pháp, trừ phi đem tất cả tinh thần trận mắt đánh được mất đi. Né tránh không được. Một khi né tránh, ba phương khác tinh thần trận mắt vậy sẽ đồng thời bùng nổ, đến lúc đó bốn phía đều là thần kiếm tập sát, tránh đều không cách nào tránh. Cho nên ở trong đó một khối tinh thần trận mắt lúc bộc phát, phải chống cự. Không kháng nổi. Chết. Vèo vèo vèo. Vèo vèo. Từng chuôi thần kiếm tập sát tới đây, đụng vào Diệp Thần thân xác lên, nhanh chóng gãy lìa, vỡ nhỏ. Gần như mỗi giây thì có mấy chục chuôi thần kiếm đụng, trăm chuôi thêm chung một chỗ, cực kỳ khủng bố. Tầm thường nhập thần cảnh nhất tầng thiên đi vào. Sợ rằng không chống đỡ nổi bao lâu liền sẽ bị tại chỗ chấn động giết. Xong hết rồi. Trước tắt phương này tinh thần trận mắt, Diệp Thần bên trái chân vừa đạp, mượn dưới chân tinh thần lực, cứng rắn chĩa vào rất nhiều thần kiếm đi lên, tay trái thông suốt đánh ra. Quyền trong Phật quốc. Vèo vèo vèo. Vèo vèo. Đạo đạo kim sắc Phật văn xông ra, dần dần ngưng tập hợp ra một cái màu vàng Phật quốc. Dù sao cũng Phật Thích Ca đồng thời nhắc tới kinh văn, vô số Phật văn nếu như tơ mang vậy đường chéo lộn xộn, bao quanh màu vàng Phật quốc dọc đường đụng nát từng chuôi thần kiếm, đi tới mặt đông 9 ngôi sao tâm trận trước, Phật quốc sừng sững bộc phát ra mấy chục đạo lực tính, quấn lấy những ngôi sao này tâm trận. Bảo, theo Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, mấy chục cổ lực lượng và vô số Phật văn vỡ ra. Binh bịch bịch, bịch bịch, từng vì sao tâm trận nổ tung. Hóa thành vô cùng tinh thần lực, phiêu tán tại đại trận bốn phía. Diệp Thần nhanh chóng bay nhảy ra, hiển hóa ra tịch diệt chi đạo, bắt những ngôi sao này lực, dùng cho đạo lực hoàn thiện. Đang lúc này, ba phương khác 27 ngôi sao đồng thời bùng nổ chói mắt sáng bóng, phảng phất là muốn hủy thiên diệt địa vậy. Ba chuôi to lớn thần kiếm từ ba phương bắn ra, ở trong tinh không vạch ra từng đạo dấu vết, phảng phất là muốn đi theo chết đi thời gian. Diệp Thần mới vừa rồi động, thu nạp tinh thần lực lúc, vượt qua hạn định phạm vi. Ba phương khác tinh thần trận mắt cùng nhau động, bộc phát ra mạnh nhất sát phạt thần kiếm. Phốc, máu tươi biểu bay. Diệp Thần bả vai bị một chuôi thần kiếm xuyên thủng, hắn xoay người một quyền đánh bể một chuôi thần kiếm, sau lưng lại bị một chuôi thần kiếm xuyên thủng, máu tươi tự nhiên ra, rơi xuống phía dưới tinh thần trận mắt lên, hạt tròn tâm trận nổ tung. Không được. Được lui về, Diệp Thần nhìn mặt đông chỉ còn lại ba viên tâm trận, cùng với chung quanh ba phương tập sát tới đây thần kiếm, không thể không trở lại mới vừa rồi tiến vào trận pháp lúc đứng địa phương, chỉ có ở nơi đó mới sẽ không phải chịu ba phương khác tinh thần trận mắt công kích. Hắn nhịn đau rút ra hai chuôi thần kiếm, bóp vỡ sau hóa ra từng đạo tinh thần lực. Dùng để chui luyện mình tịch diệt chi đạo. Đạo lực, không chỉ có thể mình tu luyện. Còn có thể mượn những lực lượng khác tu luyện, chỉ là, rất ít có người dám làm như vậy, vậy rất ít có người có thể làm như vậy. Diệp Thần là duy nhất,
cũng là đặc biệt nhất. Sau lưng hắn trôi lơ lửng tịch diệt chi đạo, ở tinh thần lực bồi bổ hạ, dần dần tăng trưởng, từ nguyên bản 200 linh gạo, dần dần tăng cường đến 270-80 mét, lại cướp lấy một ít tinh thần lực, ta liền có thể đột phá đến đạo nguyên cảnh cửu tầng thiên. Thương thương thương, tiếng chuông, mặt đông chỉ còn lại ba ngôi sao tâm trận, còn đang không ngừng bùng nổ thần kiếm tập sát Diệp Thần. Diệp Thần một bên ngăn trở, một bên học hỏi tòa trận pháp này. Tòa trận pháp này, nếu không phải thực lực mạnh mẽ người, tự tiện xông vào chính là một con đường chết, một khi muốn chạy trốn, đem sẽ chết nhanh hơn, không trốn mặc dù sẽ bị một khối tinh thần trận mắt tập sát, nhưng lực lượng vậy không có được bổ sung, cuối cùng vẫn sẽ bị dây dưa chết. Khó trách có thể được gọi là Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Trận pháp như thế, không có nhập thần cảnh ngũ tầng thiên chiến lực, không thể phá. Vèo vèo vèo, vèo vèo. Ánh sao dưới, vô số ngôi sao lực hóa thành trường kiếm tập sát tới, nếu như đào đào nước sông liên miên không ngừng, mạnh mẽ kiếm khí sông phá trùng trùng ngăn trở, mang theo diệt thế vậy khí cơ, muốn Diệp Thần tiêu diệt. Quyền trong Phật Quốc. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, một quyền đánh ra, vô số mất đi Phật văn hiện lên, hóa thành một phiến mất đi chi biển, miễn cưỡng tiêu diệt tinh thần thần kiếm. Hắn đưa tay trái ra, kim thân lại lần nữa hiển hóa. Ngay sau đó bắt lại chính giữa tinh thần lực, dùng cho chui luyện thân mình. Tịch diệt chi đạo. Đạo lực. Giờ phút này mất đi chi biển hiển hóa ra, giống như bể khổ vậy, chim không độ, hồng mao không bộp chộp. Hết thảy, bao gồm tinh thần thần kiếm đụng lên đi, cũng chỉ sẽ hóa thành đạo đạo lực lượng, tăng cường mất đi chi biển. Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận thì như thế nào? Bốn phương tinh thần thì như thế nào? Há có thể tuyệt sát ta? Vừa muốn ta xông trận, vậy ta liền dùng trận này, tăng cường ta tịch diệt chi đạo. Kiếm môn, hiển hóa. Tát, Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, lấy ra giết quỷ kiếm, một kiếm giơ lên trời, muôn vàn kiếm khí nổ bắn ra ra, ở vào đỉnh đầu hiển hóa ra một vòng rộng lớn đại khí kiếm môn, lợi cho mất đi chi biển trước, bắn nhanh ra đếm không hết kiếm khí, hướng mặt đông còn sót lại ba ngôi sao tâm trận lướt đi. Phịch. Một ngôi sao tâm trận bị đánh bể. Tinh thần lực bị Diệp Thần vô căn cứ chộp tới, ném vào mất đi chi trong biển. Một khắc sau, mất đi chi biển sôi trào, từng cổ một mất đi lực tràn vào Diệp Thần trong cơ thể, cũng không hao tổn hắn thọ nguyên, ngược lại, đang tư bổ hắn thân xác, sau đó hắn ngay sau đó nhất kích, liền đều dắt mang mất đi lực. Vô luận quyền cước đao kiếm. Chỉ cần đánh trúng kẻ địch, là được mất đi địch nhân thọ nguyên. Vô luận là vì sao lứa tuổi lão quái vật, dám can đảm cùng Diệp Thần là địch, cũng tương hội tại khoảnh khắc bây giờ, hóa thành một bộ xương khô. Phịch, phịch, hai đạo tiếng nổ truyền ra. Còn lại hai ngôi sao tâm trận sau đó nứt ra, vô số ngôi sao lực xông ra, tất cả đều bị Diệp Thần thu nạp, dung nhập vào mất đi chi trong biển. Tịch diệt chi đạo, sát lục chi đạo, bất diệt kiếm đạo, mở. Diệp Thần nhảy vút thiên lên, sau lưng trôi lơ lửng ra ba con đường lực. Ba con đường nếu như ba cái ngân hà vậy để ngang tinh không bên trong, hóa ra từng đạo lực lượng, công kích ba mặt khác tinh thần trận mắt. Đạo cảnh, phá cho ta. Diệp Thần quanh thân quanh quẩn ra từng cổ một ma khí, thân xác vậy lộ vẻ được ma uy cuồn cuộn. Hắn vô căn cứ một quyền đánh nát mặt tây bảy ngôi sao, chộp tới khổng lồ tinh thần lực, tụ vào mất đi chi trong biển. Một khắc sau, một cổ mất đi lực xông lên đà trận pháp bốn phía, tinh thần từng hạt tròn vỡ ra, vô số sáng chói chói mắt sáng bóng, thoáng qua trận pháp bốn phía, ngay cả là Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận cũng đang kịch liệt đi lang thang. Hiển nhiên, là không đỡ được cái này hơi thở. Nhưng mà, Diệp Thần vậy đổi thành một cổ không thể ngăn cản cái thế khí cơ, sau lưng tịch diệt chi đạo vậy dài đến 300 mét lớn, cùng sát lục chi đạo và bất diệt kiếm đạo vậy. Hóa thành rộng chừng 3.000 mét biển sông, vô số mất đi kiếm khí, giết hại trường đao, bất diệt thần tướng lao ra, đánh giết ba phương. Giờ phút này, Diệp Thần đột phá đến đạo nguyên cảnh cửu tầng thiên. Tịch diệt chi đạo hoàn toàn hoàn thiện, chỉ cần ba đạo hòa hợp, hoặc là ba đạo toàn bộ lột xác, là được bước vào đế tôn cảnh. Chu Thiên Tinh Thần Trận. Bất quá như vậy, Diệp Thần sử dụng một kiếm, bốn phương mất đi kiếm khí hội tụ. Một kiếm trời trong, miễn cưỡng chảm phá Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận.
Ầm. Chu Thiên tinh thần đại trận vỡ ra, vô số mảnh vỡ phân bay ra, hướng bốn phía trận pháp đánh đi. Bịch bịch. Có hai tòa trận pháp không chịu nổi mảnh vụn đánh vào, lúc này vỡ ra. Ba tòa trận pháp nổ tung, dư âm tầng tầng chồng lên liền đem chung quanh năm tòa vô cùng là yếu ớt trận pháp, vậy tiếp liền nổ. Như vậy thứ nhất, Diệp Thần một kiếm phá tắt Chu Thiên tinh thần đại trận, giống như là một kiếm tiêu diệt tám tòa trận pháp. Xem ra, 108 trận, cũng không mỗi cái đều là cực mạnh trận pháp. Bị dư âm chấn vỡ những thứ khác bảy tòa trận pháp. Thật nhiều con có đánh chết đế tôn cảnh 5-6 tầng ngày uy năng. Diệp Thần ánh mắt dò xét trước mắt những trận pháp này, mình đã bước vào tầng thứ 2, trước mắt là 17 tòa trận pháp, mỗi một tòa trận pháp cũng lưu chuyển ra cực mạnh sáng bóng, trong đó có một tòa cực mạnh đại trận, là Càn Khôn Ly Hỏa Trận. Càn Khôn Ly Hỏa Trận chính là có Càn Khôn Chi Đạo, phối hợp ly hỏa lực thành lập mà thành trận pháp. Càn Khôn Chi Đạo chính là thiên địa chi đạo, mênh mông vô cùng, lại là thời gian nhất là rộng lớn đạo lực. Đồng thời cũng là quan hệ lâu đời gian cường đại nhất đạo lực, ẩn chứa thời gian chi đạo, không gian chi đạo, ngũ hành chi đạo, sơn xuyên nước mộc chi đạo đợi một chút. Này cùng đạo lực, Côn Lôn hư không có một người xây ra. Bởi vì quá mức hoành đạt, cần xem qua thế gian mỗi một nơi quy luật, mỗi một nơi sự vật, lĩnh ngộ thiên địa lúc ban đầu chi căn bản, như vậy thứ nhất, chính là tuyệt thế thiên tài, cũng cần ngàn năm thời gian, mới có thể bước đầu biết rõ. Nhưng sợ rằng không cái vạn năm thời gian, vậy suy nghĩ không xảy ra cái gì cụ thể đạo hạnh tới. Nơi này Càn Khôn Ly Hỏa Trận. Ngược lại là ẩn chứa lẻ tẻ Càn Khôn Chi Đạo. Chỉ riêng chỉ là lẻ tẻ lực lượng, liền đủ để cho ta cảm giác được nguy cơ, Càn Khôn Chi Đạo, quả nhiên mạnh mẽ. Diệp Thần đặt chân tại trận pháp ra, ngắm nhìn trong trận lóe ra sáng chói ánh sáng rực rỡ, cười nói cách hỏa chi đạo, đồng dạng là cực đoan cường đại đạo lực. Ngược lại là có thể phá vỡ, thu nạp chính giữa lực lượng. Có lẽ, ta ba đạo đều có thể phá. Phá rồi sau đó lập, trở thành đại đạo hình thức ban đầu. Cũng có ba điều đại đạo hình thức ban đầu, ta chiến lực liền là của người khác ba lần, tăng phúc đồng dạng là những người khác ba lần. Còn như dung hợp, hắn hơi dừng lại chốc lát, suy tư một khối nói, dung hợp sau chưa chắc mạnh mẽ, thà bây giờ dung hợp, không bằng đến khi ba con đường lực. Tất cả hóa thành chân chính đại đạo lúc, sẽ đi dung hợp, dung ra một cái tuyệt thế vô địch đại đạo. Đạo nguyên cảnh lĩnh ngộ đạo lực. Đế tôn cảnh khiến cho được đại đạo hình thức ban đầu lột xác. Bước vào nhập thần cảnh sau liền bồi bổ thai nghén ra đại đạo, khiến cho chứa những thứ khác quy luật và lực lượng, sẽ đi tăng cường, kéo dài dài. Nhập thần cảnh liền võ giả chính là lấy ai đại đạo dài, ai đại đạo chiều rộng mà nói mạnh yếu. Đồng thời đại đạo vậy sẽ tăng phúc khí huyết lực và linh hồn lực, mượn nữa giúp tiên khí oai, Diệp Thần có nắm chắc, ở bước vào đế tôn cảnh lúc, lấy mình lực lượng đối chiến nhập thần cảnh tầng 4 tầng 5 ngày cường giả. Rào rào. Diệp Thần tiến vào Càn Khôn Ly Hỏa Trận, chung quanh nhiều vô số kể màu đỏ lửa cháy mạnh và màu xanh lửa cháy mạnh tấn công tới, chung quanh nếu như là một cái lò luyện đan vậy. Đỉnh đầu là một nơi nắp đỉnh, chung quanh là thân đỉnh. Bị lửa cháy mạnh theo đốt đến đỏ bừng cũng lóe ra màu xanh sáng bóng, phía dưới chính là từng đạo lửa cháy mạnh hội tụ lửa cháy mạnh chi biển, trung gian là mấy viên trôi lơ lửng lửa sắc đá, mà Diệp Thần đang ở trong đó một viên phía trên. Tòa đại trận này, lấy cách hỏa chi đạo làm chủ. Càn Khôn Chi Đạo lực lượng là phụ, hóa hình ra một tôn lò luyện đan, nhìn như cao đến 100 mét, nhưng từ bên ngoài nhìn tới lúc, vậy bất quá chỉ là mấy chục mét cao thấp trận pháp thôi. Càn Khôn Chi Đạo lực lượng, lại có phóng đại thu nhỏ lại uy năng. Vèo vèo vèo, vèo vèo. Màu đỏ lửa cháy mạnh hóa thành 30 cái hỏa xà, màu xanh lửa cháy mạnh hóa thành 3 con rồng lửa, lẫn nhau bây giờ đánh giết tới đây. Lửa sắc trông rất sống động, như nếu thật xà vương vậy, mở miệng phun ra lửa cháy mạnh, bay qua Diệp Thần bên tai, ngay lập tức gian đem Diệp Thần lỗ tai đốt được đen nhánh, phách thể thân xác. Lại có thể cũng không ngăn nổi này cùng lửa cháy mạnh. T. Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, không dám xem nhẹ tòa trận pháp này. Hắn múa giết quỷ kiếm phóng thích rất nhiều kiếm khí, xông lên đạt bốn phương, ngăn cản hỏa xà và rồng lửa tấn công. Luân hồi mộ địa trong. Đoán tạo thần quân một bên ngồi xếp bằng, vừa nhìn bên ngoài tình huống, nói, ngược lại cũng không tệ à, Càn Khôn Ly Hỏa Trận. Bầy trận huyết ma.
đem cách hỏa chi đạo, tu luyện được vô cùng là cao thâm à. Tòa trận pháp này, cần phải làm không phải hắn một thân một mình bố trí ra. Đó là tự nhiên, Niếp Bách Kiếm khẽ lắc đầu, nói, 108 tòa trận pháp, liên quan đến 200 hơn đại đạo, có mạnh có yếu, nếu như cái này huyết ma coi là thật mỗi một cái đại đạo lực lượng đều có liên quan đến, hắn bây giờ tối thiểu là tinh khiếu cảnh. Tinh khiếu cảnh cường giả, nhất kích tiêu diệt Côn Lôn hư, cũng có thể làm được. Vậy chỉ có như vậy cường giả, mới có thể lĩnh ngộ rất nhiều đại đạo. Hiển nhiên, vị này huyết ma sơn chủ, cũng chính là nhập thần cảnh tam tầng thiên tu vi thôi. Niếp Bách Kiếm ánh mắt hết sức bén nhạy, một mắt liền nhìn ra huyết ma sơn chủ tình huống. Hắn từ từ nói, vị này huyết ma sơn chủ, tựa hồ 1-2000 năm trước nhận trọng thương, từ thần vương cảnh tu vi rất rơi xuống, trước mắt tu vi vẫn còn không ngừng đi xuống rơi xuống, thương thế rất nghiêm trọng. Đúng. Hắn thần vương đạo phá hủy, nhưng là thần vương khí vẫn còn ở. Một mực ở tự chữa thân xác và thần vương đại đạo. Thần đan quân chủ vậy nhìn thấu một điểm này, liền nói, chỉ là, hắn những trận pháp này, tối thiểu cần hơn 100 vị nhập thần cảnh, hoặc đế tôn cảnh người ta hỏa, mới có thể bố trí đi ra. Hắn liền nói, 108 tòa trận pháp, chính giữa 90 hơn tòa trận pháp rất yếu, giết đế tôn cảnh có thể, tiến vào thần cảnh căn bản không có thể. Muốn không muốn giúp mộ chủ phá trận? Tạm thời không cần. Niếp Bách Kiếm hai con người hóa thành màu máu, tựa hồ xem thấu thời không, sau này mới lên tiếng, những trận pháp này chính giữa ẩn chứa đại đạo lực, rất không sống nhảy, thậm chí nói là vật chết, chỉ có thể dựa theo cố định chương trình tấn công, mà không cách nào sinh ra biến hóa. Hiển nhiên, những thứ này đại đạo lực, là từ trên người những người khác lột cướp lại. Ngươi nói là, đoán tạo thần quân ánh mắt lóe lên, khá là thâm thúy. Nói, hắn chỗ tòa này huyết ma trên núi khắp nơi đều là hài cốt, khắp nơi đều là đế tôn cảnh và nhập thần cảnh thi hài. Hắn là đem những thứ này thi hài khi còn sống, còn chưa chết đi lúc, liền đem đại đạo hình thức ban đầu lột cướp lại, cất giữ đại đạo lực, dùng để bày trận. Thú vị thú vị! Một cái như vậy huyết ma sơn chủ, ngược lại là lòng dạ ác độc, giết như thế nhiều đế tôn cảnh và nhập thần cảnh. Nhưng là có thể sừng sững ở nơi này hơn ngàn năm. Có chút đạo hạnh à. Chỉ bất quá, hắn giết những người này, cướp lấy những người này đại đạo hình thức ban đầu, dùng để bày trận, là vì sao? Muốn đánh tạo không nhập thần cảnh hậu kỳ cường giả, không cách nào công phá pháo đài à. Ngược lại là hắn nhà gỗ thuộc về trận pháp sau đó chính là U Minh biển, người khác cũng không cách nào từ U Minh trên biển tới, duy nhất có thể đi đến huyết ma sơn chủ nhà gỗ được đường tắt. Chính là cái này phủ đầy 108 tòa trận pháp đường. Người này, có chút điên cuồng. Thậm chí, có chút ma sợ run. Thần đan quân chủ suy tư nói, có thể là vì ngăn trở một vị cường địch đi. Đợi hồi chúng ta cũng chú ý một chút, người này mặc dù chỉ là nhập thần cảnh tam tầng thiên, nổi điên dưới, vận dụng tàn phá thần vương đạo và thần vương khí huyết, chưa chắc không thể bộc phát ra nhập thần cảnh trong hậu kỳ chiến lực. Như hắn một lòng muốn giết mộ chủ. Mộ chủ ngược lại là nguy hiểm. Đến lúc đó, chúng ta ra tay. Không cần cuống cuồng, Niếp Bách Kiếm thần giác lộ ra mở một nụ cười, nói tầm thường thiên kiêu há có thể cùng mộ chủ như nhau. Hắn đứng chắp tay, từ từ nói, mộ chủ bách chiến cuộc đời còn lại, không gì không công được chiến vô bất thắng, kinh nghiệm chiến đấu so huyết ma cái này đứa nhỏ còn muốn phong phú, giết mộ chủ, không thể nào. Trừ phi, mộ chủ muốn giết hắn. Nếu không, chúng ta không cần qua hơn chú ý. Mộ chủ, có luân hồi huyết mạch người. Làm sao có thể bị một cái rưỡi phế người tập sát? Cho dù tên này vẫn còn ở thần vương cảnh, lấy mộ chủ tử khí ngọa long mệnh cách mà nói, tên này vậy không giết chết mộ chủ. Xem, mộ chủ công phá càn khôn ly hỏa trận. Thu nạp càn khôn chi đạo lực lượng chia tay hỏa chi đạo lực lượng. Niếp Bách Kiếm khá là hài lòng cười nói. Không hổ là luân hồi mộ địa mộ chủ, như thế một tòa có thể giết nhập thần cảnh nhị tầng thiên trận pháp, lại có thể ở ngắn ngủi đếm 10 phút bên trong, liền bị phá hư. Lợi hại, đoán tạo thần quân cũng gật đầu không ngừng. Đếm 10 phút à? Lấy đạo nguyên cảnh cửu tầng thiên, phá có thể giết nhập thần cảnh nhị tầng thiên trận pháp. Đây không phải là tuyệt đại thiên kiêu, vẫn là cái gì? Quả nhiên, Niếp Bách Kiếm không để cho chúng ta động thủ hỗ trợ.
chính là biết mộ chủ nhất định sẽ thu nạp những trận pháp này đại đạo lực, tăng cường tự thân. Mộ chủ sát lục chi đạo, tựa hồ đã cởi đổi đến trình độ cao nhất. Còn không có tiến hành lột xác, bước vào đế tôn cảnh à. Muốn ba con đường lực đồng thời lột xác, làm là thứ nhất cái ở đế tôn cảnh trong, ủng có ba điều đại đạo à. Nhiếp Bách Kiếm hơi nói nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy một cổ vẻ hoảng sợ. Tầm thường đế tôn cảnh, một cái đại đạo hình thức ban đầu, đều cần mấy trăm năm thời gian đi xong thiện. Cho dù là như vậy, chiến lực tăng cường cũng vô cùng là có hạn. Mộ chủ, lại muốn đồng thời ủng có ba điều đại đạo hình thức ban đầu, lấy mộ chủ thiên phú, chỉ sợ cũng cần một đoạn thời gian đi xong thiện đi. Bất quá, mộ chủ làm như vậy tới, một khi bước vào đế tôn cảnh, khí huyết lực lượng và linh hồn lực đem sẽ có được lần nữa biến chất, lực lượng sợ rằng có thể đến trình độ cao nhất, linh hồn lực có thể đến 3.000 tơ à. Cái này tương đương với nhập thần cảnh tầng 6 ngày khí huyết lực lượng. Đế tôn cảnh nhất tầng thiên, liền có nhập thần cảnh tầng 6 ngày chiến lực. Khó có thể tưởng tượng, đây rốt cuộc sẽ có như vậy được khủng bố à. Nếu không phải đại đạo hình thức ban đầu hoàn thiện độ khó không nhỏ, mộ chủ cảnh giới sợ rằng sẽ tăng lên được thật nhanh. Giữa lúc luân hồi mộ địa trong, các đại năng còn đang thảo luận lúc, huyết ma trên núi đã kiếm khí phân bay, ba đạo trôi lơ lửng, có diệt thế khí cơ hiển lộ ra. Phịch, phịch, bót sát, từng ngọn trận pháp tiếp liền tiêu diệt ở Diệp Thần dưới kiếm, những trận pháp này còn không có tàn sát nhập thần cảnh uy năng, căn bản không đáng Diệp Thần xông trận, trực tiếp ở bên ngoài, đánh nát sau đó. Lại thu nạp chính giữa đạo lực, tư bổ ba đạo là được. Tịch diệt chi đạo lẫn nhau tại Diệp Thần sau lưng, phơi bày không rõ ràng vẻ, dài đến 300 mét, nhưng chiều rộng 3.000 mét, hiển nhiên đã lột xác đến trình độ cao nhất. Bất diệt kiếm đạo phơi bày màu đen đậm, giống vậy dài đến 300 mét, chiều rộng đã có 2.000 mét lớn, đang tiến hành lột xác, hơi thở từng bước tăng cường. Một con đường lực, dài 300 mét, chiều rộng 3.000 mét. Chính là trình độ cao nhất. Đi lên nữa là được cởi đổi hơi lớn đạo hình thức ban đầu, đến lúc đó chiều dài 3.000 mét, chiều rộng 9.000 mét, lại không ngừng hoàn thiện đại đạo hình thức ban đầu, đem bên trong mỗi một nơi hết sức cố gắng luyện hóa đến mức tận cùng, khiến cho dài rộng tất cả đến chục nghìn mét, chính là bước vào nhập thần cảnh, trở thành chân chính đại đạo, tới thần vương cảnh lúc, liền hóa thành thần vương nói. Đạo lực mỗi dài một phút, Diệp Thần khí huyết lực lượng và linh hồn lực liền tăng cường một phần. Mà mỗi dài một phút, liền cần đại lượng những thứ khác đạo lực tới bổ sung. Diệp Thần không có như vậy nhiều thời gian từ từ đi tu luyện, đi luyện hóa, đi mở rộng đạo của mình, giờ phút này thu nạp những người khác đạo lực, chính là nhanh nhất phương pháp tu luyện, lần này xông trận, không chỉ là rèn luyện, lại là cơ hội, tăng cường thực lực cơ hội. Bình bịch bịch, ung ung. Đầy trời mảnh vỡ loạn bay. Một giờ trôi qua, Diệp Thần đã xông qua 57 tòa trận pháp, bất diệt kiếm đạo dài đến 300 mét, chiều rộng đã có 3.000 mét lớn, giống như một cái đổ sộ sông trôi lơ lửng ở trên trời khung bên trong vậy. Mạnh mẽ cực kỳ, hắn vẫn còn tiếp tục xông trận, một khắc sau đã tan vỡ thứ 58 tòa trận pháp, thu nạp chính giữa nước mộc chi đạo lực lượng. Đồng thời, sát lục chi đạo cũng ở đây tận tình lột xác, tăng cường. Sát khí lan tràn huyết ma trên núi hạ, giống như cái thế ma thần ở trên núi tu luyện vậy. Vạn ma trên thang tinh hồng giao long, đồng thời cảm nhận được Diệp Thần chọc trời khí cơ, hù được phốc thông trên đất, không dám lời nói nửa câu. Nhưng mà một khắc sau, nó tựa hồ phát hiện mình xây được cũng là sát lục chi đạo, giờ phút này Diệp Thần tản ra giết hại khí, có đủ với mình tu luyện, dứt khoát vậy nhanh chóng hóa thành hình người tu luyện. Chủ nhân không hổ là tuyệt đại cầu vượt à. Tan biến rất nhiều trận pháp. Lại là mạnh lấy chính giữa đạo uẩn lực, những thứ này khổng lồ đạo nguyên lực, cho dù tản ra tới một chút, vậy đủ ta tu vi tiến nhiều liền à. Tinh hồng giao long chợt thả ra mình sát lục chi đạo, dài đến 2.300 mét, chiều rộng 8.000 gạo lớn, thu nạp cái này Diệp Thần giật tản ra ngoài vô dụng khí, bắt đầu mình tu luyện. Rất nhanh. Nó đột phá đến đế tôn cảnh cửu tầng thiên. Không tới 10 phút sau đó, nó lại lên cấp đế tôn cảnh cửu tầng thiên đỉnh cấp. Đây là, một chuôi tiên khí phiêu bay xuống, rơi vào tinh hồng giao long bên người, nó mừng rỡ như điên, lớn tiếng bái tạ nói, đa tạ chủ nhân ban thưởng, hồng võ ổn thỏa suốt đời đi theo chủ nhân, tuyệt không dám bỏ.
bất quá một chuôi tiên khí thôi. Bước vào thần cảnh đi, như vậy, người còn có chút chỗ dùng. Diệp Thần thanh âm từ phía trên phiêu tán xuống, như đế vương lệnh vậy, thô bạo vô cùng. Đa tạ chủ nhân ban thưởng. Hồng Võ định báo chủ nhân đại ân. Hồng Võ vội vàng nắm chuôi này cấp 2 tiên khí, mượn chính giữa bay tiên lực đột phá. Diệp Thần nhưng là không có lại để ý nó, tiếp tục phá trận, chuôi này cấp 2 tiên khí cũng bất quá là phá trận sau lấy ra tiên khí thôi, nếu tôi tớ này đúng lúc muốn đột phá, liền ban cho nó. Hắn tiếp tục phá trận, không tới nửa giờ sau. Thứ 67 tòa trận pháp tan biến mở, vô số mảnh vỡ phân bay ra. Sát lục chi đạo hóa thành giết hại chi biển thu nạp trận pháp bể tan tành sau đó, giật tản ra ngoài đại đạo lực, tăng cường tự thân, đồng thời tản mát ra cực kỳ kinh khủng sát khí, làm dỗi dãnh khí cũng yên lặng lại, cho dù là chân núi rất nhiều thành chủ, tông chủ, lão tổ đợi một chút, ngưng mắt nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, cũng là hoảng sợ vô cùng. Thật là cường đại thiên kiêu à! Xưa nay thiên kiêu, không ai bằng này đi. Tinh kiếm môn môn chủ tự mình lẩm bẩm. Còn chưa đế tôn cảnh, cũng đã có tiên thần chiến lực, này cùng thiên kiêu, từ nơi không gặp à. Hắn khẽ than một tiếng, ánh mắt vạch qua chung quanh rất nhiều đệ tử, nhẹ như vậy cười một tiếng nói, nếu như ta môn hạ đệ tử, có thành tích như vậy thần uy, vậy để cho lão phu chết ở đất này, cũng là cam tâm tình nguyện à. Môn chủ, cái này. Một đám đạo truyền đệ tử sắc mặt hoảng sợ, xấu hổ cúi đầu. Môn chủ nói không sai, chưa tới đế tôn cảnh lại có tiên thần chiến lực, xưa nay mấy chục ngàn năm, có ai cái này cùng thần uy, có ai cái này cùng cái thế vô song chiến lực à? Không thiếu đế tôn cảnh tầng 7 tầng 8 trời, chấp trưởng 2-3 phẩm tiên khí, có thể làm được sánh bằng nửa bước nhập thần cảnh, thậm chí nhập thần cảnh tầng trời 1 chiến lực. Đế tôn cảnh tầng 8 tầng 9 trời, chấp trưởng cấp 4 tiên khí, chưa từng không thể bộc phát ra nhập thần cảnh nhị tầng thiên chiến lực. Nhất là bọn họ những thứ này tinh kiếm môn đệ tử nòng cốt, tuyệt đối có thể làm được hết thảy các thứ này. Nhưng nếu là đạo nguyên cảnh cửu tầng thiên, chấp trưởng tiên khí, chiến lực sánh vai nhập thần cảnh, lại là chiến lực sánh bằng nhập thần cảnh tầng 4 tầng 5 trời, nếu không phải chính mắt nơi gặp, ai dám tin tưởng, chính là sách sử cũng không từng ghi lại qua như vậy tuyệt đại thiên kiêu. Ngũ Đinh, nhớ kỹ đi, tinh kiếm môn lão tổ than thở một tiếng. Nói, huyết ma núi thành lập vậy có nhiều năm, dù sao cũng năm, nhất thiên kiêu người, bước lên vạn ma thang thứ 60 cấp. Mà ngày nay, Côn Lôn hư một ngày kiêu, lần đầu leo vạn ma thang, nửa giờ bên trong, bước lên trăm cấp nấc thang. Đang xông trận, đã có 4 tiếng, xông qua trận pháp 71 tỏa. Hắn nhìn về phía môn chủ, hỏi, cái này tuyệt đại thiên kiêu, tên gì? Diệp Thần, tinh kiếm môn môn chủ đáp lại. Nghe lão tổ để cho đặc biệt ghi chép quan ghi chép Diệp Thần hành động vĩ đại, trong lòng có chút không phải mùi vị. Cái này Diệp Thần, vì sao không phải ta đệ tử? Như vậy trẻ tuổi, như xuất từ ta tinh kiếm môn, thật là tốt biết bao. Bất quá này Diệp Thần như vậy ngút trời anh tài, sợ là vị kia huyết ma sơn chủ, vậy sẽ nổi lên lòng trắc ẩn, muốn thu hắn làm đồ đệ đi. Đúng, kêu Diệp Thần. Nhớ kỹ, truyền lưu đời sau. Ngày hôm nay chuyện phát sinh, là ngàn năm qua hành động vĩ đại. Tinh kiếm môn lão tổ dài hô một hơi, nói, huyết ma tới nơi này không biết đã bao nhiêu năm, lại bày vạn ma thang, chỉ cho phép nhập thần cảnh tầng 6 thiên dưới võ giả xông sáo. Ta lấy là không thể nào có người có thể xông được cho đi. Dẫu sao, không tới nhập thần cảnh, nhưng phải đối mặt sánh vai nhập thần cảnh ngũ tầng thiên khí huyết huy áp, gần như không thể nào. Cho dù tay cầm tiên khí, không cao phẩm tiên khí không thể, mặc dù có như tiên khí ấy, phía sau còn có nhiều như vậy trận pháp. Nhưng là để cho một cái người Côn Lôn hư xông đi lên. Hắn khẽ vuốt râu, ánh mắt quét qua rất nhiều cường giả, cười nói, Côn Lôn hư, đây là quật khởi à. Như vậy thiên kiêu ngang trời xuất thế. Huyết linh tộc, chỉ sợ rằng muốn chấm mút Côn Lôn hư, căn bản không có thể. Từ 3.000 năm trước. Côn Lôn hư đánh bại. Ta lấy là Côn Lôn hư sẽ chưa gượng dậy nổi. Một vị nửa bước nhập thần cảnh ông già cười nói, không nghĩ tới, nhưng là ra Diệp Thần như thế cái tuyệt đại thiên kiêu. Cùng hắn xuống, chúng ta không ngại trợ giúp một hai. Những năm gần đây, huyết
huyết linh tộc người rất là ngông cuồng, mấy ngày trước từ linh thành đi ra ngoài Ngụy Vô Thành, không phải giết tới Côn Lôn hư. Sợ rằng đã sớm bỏ mạng ở thằng nhóc này trong tay. Chúng ta đối với Côn Lôn hư chuyện liên quan đến tập trung quá thiếu, vốn là khinh thường, bây giờ nhìn lại, là người Côn Lôn hư khinh thường tại chúng ta. Các ngươi nói người này nếu thật có thể đoạt được nhập linh bài, vậy linh thành có phải hay không muốn nghênh đón một tràng kinh thiên động địa động đất? Có ý tứ thật biết điều. Như vậy tuyệt đại thiên kiêu, chúng ta bất phàm tài trợ một hai. Lời nói rơi xuống, Tinh Kiếm môn môn chủ lấy ra một viên màu vàng kim đan dược, có tăng lên linh hồn lực tác dụng, liền cười nói, Hoa Hạ cái này cùng Hồng Trần chi địa, cũng chú trọng đầu tư, chúng ta, không bằng đầu tư Diệp Thần, có lẽ ngày sau hắn cường đại, biết lái khải linh thành phong tỏa, để cho chúng ta mới vừa gia nhập cao vũ thế giới đâu. Không có cao võ thế giới công pháp, không có cao võ thế giới tiên khí và thần khí, bọn họ tu vi vậy một mực đình trệ không tiến lên, mạnh nhất một người cũng không quá nhập thần cảnh bát tầng thiên, đi lên nữa không có đan dược cao cấp trợ giúp, cũng chỉ có thể mài nước thời gian, tu luyện cái 10 đến 20 ca năm mới có thể đột phá. Mấy trăm năm tu vi không tiến triển chút nào, cũng có thể ép điên một người. Huống chi mấy ngàn năm không tiến triển chút nào, những thứ này cao cấp cường giả, cái nào không muốn đi linh thành, lại đi cao vũ thế giới. Chỉ là sợ huyết ma trên núi 108 đại trận thôi. Nhiều đại trận như vậy sắp hàng ra, không có Diệp Thần như vậy này tiêu người dáng dấp bản lãnh, chính là nhập thần cảnh thất tầng thiên tới cũng quá sức, huống chi còn có huyết ma sơn chủ điều động trận pháp công kích, mình có thể hay không còn sống rời đi cũng vẫn là vấn đề. Như vậy quyết định. Tốt lắm, Tinh Kiếm môn môn chủ cười nói, truyền lệnh xuống, bày tiệc rượu, là Diệp Thần tiếp đón khách tẩy trần. Chúng ta, thật tốt gặp vừa gặp cái này Diệp Thần. Đúng, giúp Diệp Thần, có lẽ ngay tại giúp sau này chúng ta. Quỷ Thành Tinh Thành chủ cười nói, dù sao chúng ta đồ trên tay, cũng không cách nào để cho chúng ta tu vi tiến hơn một bước, không bằng cho Diệp Thần, dù sao hắn thiên phú lớn mạnh như vậy. Tiến vào cao vũ thế giới sau đó, trở thành thần vương cảnh cường giả, thậm chí còn hỗn nguyên cảnh cường giả, vậy không là vấn đề, đến lúc đó cho chúng ta mở ra linh thành phong tỏa, há chẳng phải là tốt thay. Đúng. Nói không sai, ta cũng tới. Đúng. Giữa lúc dưới núi rất nhiều cường giả còn đang nghị luận lúc đó. Huyết ma sơn chủ ở trong nhà gỗ, nhìn chằm chằm trước mắt hết thảy các thứ này, ánh mắt thâm thúy. Không chỉ không có bởi vì Diệp Thần phá hủy hắn trận pháp mà tức giận, ngược lại là cảm giác được vẻ vui sướng, tự lẩm bẩm, rốt cuộc đã tới một cái có ý nghĩa người tuổi trẻ. Lấy lực một người, tiêu diệt nhiều như vậy trận pháp. Không tệ không tệ không tệ, như vậy thiên kiêu sâu được ta lòng à. Hắn giống như là một lão thợ săn tựa như, ngồi ở bên cửa sổ, một bên thưởng thức rượu ngon, một vừa thưởng thức Diệp Thần phá trận, hơi nói nhỏ, thằng nhóc này. Thực lực càng mạnh càng tốt. Có lẽ hắn chính là ta phải đợi người kia. Hắn nhìn như ngồi ở trên băng ghế gỗ, thực thì màu đen phi gió hạ, nhưng là một đôi trống rỗng chân. Không, chính xác mà nói là cẳng chân hoàn toàn biến mất, tựa hồ là bị người xóa nhòa. Theo lý thuyết, đến nhập thần cảnh, thậm chí thần vương cảnh, thân xác đến màu vàng phách thể kỳ, thậm chí hóa cương kỳ, cho dù là thân xác bị đánh bạo cũng có thể khôi phục. Làm sao hai chân sẽ không pháp khôi phục đâu. Bịch bịch, phịch, Diệp Thần thi triển ra ngàn băng kiếm trận, hội họp ba đạo lực, vạch ra ngàn đạo băng kiếm ngất trời mà rơi, rất miễn cưỡng đánh bể một tòa trận pháp. Hắn nhìn vòng quanh sau lưng ba con đường lực, đều đã lột xác đến trình độ cao nhất, trước mắt đúng lúc là một tòa quỷ bầu trời trận, tòa trận pháp này, lại có thể cũng là vận dụng càn khôn chi đạo lực lượng bố trí ra. Nhưng là... thật giống như không giống nhau. Đúng, loại này đạo vô cùng mạnh mẽ, cũng không phải là từ đơn độc một người trên mình lột cướp lại. Mà là từ rất nhiều cường giả trên mình chóc xuống đại đạo hình thức ban đầu, dần dần dung hợp đi ra ngoài, khó trách hữu hình vô thần. Hơn nữa chỉ có lẻ tẻ một chút, cho dù tòa trận pháp này càn khôn chi đạo lực lượng rất nhiều, nhưng cũng bất quá là càn khôn ly hỏa trận gấp đôi mà thôi. Hắn cầm kiếm trong tay. Thần giác buộc vòng quanh một nụ cười, nói, nhưng cái này vậy đủ rồi, thu nạp tòa trận pháp này lực lượng, ta đủ để bước vào đế tôn cảnh. Thiên băng hóa kiếm. Diệp Thần trực tiếp xông vào quỷ bầu trời trận, sắp thiên đâm ra một kiếm, thân kiếm quanh quẩn ra một cổ hàn băng,
đột nhiên gian hàn băng bắn ra, ở vào bầu trời bên trong bùng nổ làm ngàn quả hàn băng, mỗi một viên hàn băng hóa thành một chuôi băng kiếm, nếu như mưa mảnh vậy rơi xuống xuống. Vèo vèo vèo, vèo vèo, băng kiếm hoa phá trường không, tiêu diệt quỷ bầu trời trận hơn phân nửa bố trí. Liên đới ba chuôi tam phẩm tiên khí, đều ở đây băng kiếm công kích dưới, bị nổ bay ra ngoài, rơi vào Diệp Thần trong tay. Sát lục chi đạo, bất diệt kiếm đạo, tịch diệt chi đạo, thu nạp. Diệp Thần toát ra ba con đường lực, chấm dứt đối với mạnh mẽ khí huyết lực, chế trụ quỷ bầu trời trận, khiến cho được ba con đường lực thu nạp chính giữa lực lượng. Mắt thường có thể gặp, từng đạo màu xanh điểm sáng, từ trong trận pháp đi ra ngoài, tụ vào ba con đường lực chính giữa. Đột nhiên gian, một cổ diệt thế khí cơ bộc phát ra, ba con đường lực đồng thời phát triển ra, từ 300 mét dài, 3.000 mét chiều rộng, biến thành 3.000 mét dài, 9.000 mét chiều rộng, một ngày từ đạo lực cởi đổi hơi lớn đạo hình thức ban đầu, trừ cái này ra, liền chỉ còn lại luyện hóa, vững chắc. Như vậy tới một cái, đế tôn cảnh cảnh giới tấn thăng chính là rất dễ dàng. Ta là đế tôn cảnh. Tiên thần coi là cái gì? Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, một cước đạp vỡ quỷ bầu trời trong, quanh thân lưu chuyển một cổ trình độ cao nhất ma khí, thật giống như thượng cổ ma thần hạ xuống. Vào giờ phút này, hắn chân chính bước vào đế tôn cảnh, trở thành đế tôn cảnh nhất tầng thiên, nhưng khí thế sánh vai nhập thần cảnh ngũ tầng thiên. Cho dù lại còn như Ngụy Vô Thành như vậy nhập thần cảnh ngũ tầng thiên cường giả đánh tới. Một mình hắn một kiếm, cũng đem đối phương chém xuống thần vị. Không cần rất nhiều sư tôn tương trợ. Còn dư lại 13 tòa trận pháp. Ta đột phá đến đế tôn cảnh đã sớm xưa không bằng nay, nếu như thế, vậy thì tan biến đi. Diệp Thần chém ngang một kiếm, do như tinh thần vạch qua bầu trời đêm vậy, đem 13 tòa trận pháp chặt đứt, khoảnh khắc gian còn dư lại trận pháp tiêu diệt, mấy chục chuôi tiên khí đĩa bay ra, đi tới trước người của hắn, hắn một cái liền đem những thứ này tiên khí thu vào luân hồi mộ địa chính giữa. Hắn chậm rãi đi tới trước nhà gỗ nhỏ, ôm quyền nói, vãn bối đã phá trận, mời tiền bối ban cho nhập linh bài. Ké ít, cửa gỗ mở ra, vào đi. Huyết ma sơn chủ ngưng mắt nhìn đi tới Diệp Thần, chưa đủ gật đầu, nói, ngươi như vậy ngút trời anh tài, có thể nguyện là ta đại đệ tử tử. Hắn thấy Diệp Thần không có trả lời, liền nhanh chóng nói, ta sẽ đem sở học công pháp, toàn bộ truyền cho ngươi. Sau đó ngươi là ta ngồi xuống chân truyền đại đệ tử, cũng là ta huyết ma sơn chủ đệ tử duy nhất. Ngươi chớ có lấy là, ta chỉ có nhập thần cảnh tam tầng thiên tu vi. Không biết nhiều ít năm trước, ta chính là thần vương cảnh tầng trời một cường giả cái thế. Ta cái gọi là công pháp tuyệt học, tuyệt đối vượt qua Côn Lôn hư chi truyền thừa võ học. Ngươi bái ta làm sư phụ, ta truyền thừa ngươi công pháp, đồng thời sẽ cho ngươi nhập linh bài. Để cho ngươi tiến vào cao vũ thế giới, nhưng là ngươi khi tiến vào trước, được ở Linh Thành giúp ta làm một chuyện, như thế nào? Hắn uống như điên một bình rượu, lại nói, như vậy điều kiện, ta sẽ không cho cái người thứ hai. Ngươi là thứ nhất, cũng là duy nhất. Không cần do dự. Nghe được cái này chút điều kiện, sợ rằng tùy tiện một người cũng sẽ hành động. Đã từng là thần vương cảnh cường giả cái thế, tự mình thu hắn làm đồ đệ. Lại là truyền thụ tuyệt học công pháp, như vậy các loại đơn giản là thiên đại cơ hội. Nhưng mà, Diệp Thần nhưng là thần sắc không thay đổi, bản thân có trăm vị đại năng thành tựu sư tôn, lại không cần người khác. Trăm vị đại năng, yếu nhất đều là thần vương cảnh đỉnh cấp. Tuyệt đại đa số đều là hỗn nguyên cảnh đỉnh cấp, thậm chí có hợp đạo cảnh cường giả, phỏng đoán còn có tạo hóa cảnh, tinh khiếu cảnh đại năng. Sao sẽ bái trước mắt vị này thần vương cảnh tầng trời một huyết ma sơn chủ vi sư? Huống chi, đối phương đã từng là thần vương cảnh nhất tầng thiên. Hiện nay, bất quá là nhập thần cảnh tam tầng thiên, mình cũng có thể lực địch. Huyết ma sơn chủ, vãn bối đã có sư tôn, là hợp đạo cảnh đại năng. Không cách nào bái tiền bối vi sư, xin tiền bối thứ lỗi. Diệp Thần đúng mực, mắt nhìn huyết ma sơn chủ. Mơ hồ thấy được huyết ma sơn chủ vậy bị tiêu diệt hai chân, liền hỏi, vừa không cách nào bái tiền bối vi sư, không phải tiền bối nơi nói sự kiện kia, là cái gì? Huyết ma sơn chủ trong lòng chấn động không thôi. Hắn dò xét Diệp Thần, không ngừng gật đầu, đúng rồi, đúng rồi. Cũng chỉ có hợp đạo cảnh cái thế đại năng,
mới có thể dạy ra cái này cùng tuyệt thế thiên kiêu à. Hắn dài hô một hơi, trong lòng dần dần nhạt đi thu học trò ý tưởng, cho dù toàn thân mình thời kỳ, còn không phải Diệp Thần sư tôn đối thủ, huống chi trước mắt chuyện mình trạng thái, còn không bằng Diệp Thần đây. Hắn từ từ nói, nếu ngươi không muốn, ta cũng không cưỡng cầu. Chỉ là sự kiện kia, chính là ta suốt đời mối hận, ngươi hoàn thành sự kiện kia, ta tự nhiên tặng cho nhập linh bài cho ngươi. Một khắc sau, huyết ma sơn chủ vung tay lên, một cửa đóng, hắn không hy vọng đối thoại bị những người khác biết. Hắn ngồi ở trên băng ghế gỗ, thở dài một tiếng nói, lão phu tên thật là Mục Trần, năm 2000 trước lên cấp thần vương cảnh, cũng từng du lịch rất nhiều trung võ vị diện, thậm chí còn cao võ vị diện, chỉ là không nghĩ tới nhưng là trở lại linh thành lúc đó, tìm được ác đồ độc thủ. Mục Trần ánh mắt ngoan tuyệt, quả đấm chặt chẽ cầm chặt. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, qua năm trước, lão phu trở lại linh thành lúc, đúng lúc linh thành tám phái trưởng môn, cho ta tiếp đón khách tẩy trần, lão phu uống rượu quá độ, tạm thời cao hứng, liền đem ở huyết linh tộc trong đạt được một khối huyết ngọc hồn bài, mở ra lộ ra. Khối này huyết ngọc hồn bài, chính là ta từ huyết ma trong bí cảnh lấy được bảo vật. Là dùng tại đột phá hỗn nguyên cảnh cái thế bảo vật. Chỉ là không nghĩ tới. Tám phái chính giữa là Khôn Kiếm môn môn chủ Lý Giai Vĩ, tên khốn này tặc tử lại có thể nổi lên tàn nhẫn độc tâm, thừa dịp lão phu say rượu lúc, cho lão phu xuống kịch độc thuốc, muốn thừa dịp đoạt huyết ngọc hồn bài. Mục Trần vỗ bàn, thỉnh thoảng giận dữ hét, Lý Giai Vĩ, người tên xúc sinh này, khốn kiếp, rác rưởi. Hắn hít thở sâu rất lâu, dường như vừa nghe đến, Lý Giai Vĩ, danh tự này, liền sẽ thần tình kích động, hòa hoãn thật lâu mới lắng xuống. Nói cái này Lý Giai Vĩ dùng linh hồn chi độc, làm được lão phu khó mà phát huy ra chân thực chiến lực. Từ đó, để cho hắn cái này nhập thần cảnh bát tầng thiên nhóc rác rưởi thành công đánh lén ta. Hơn nữa đem thần của ta vương đạo cắt đứt, đem ta hóa cương kim thân đánh nát, còn làm gãy ta hai chân, làm ta không cách nào khôi phục, cuối cùng đem ta ném tới linh thành ra, nhưng cho ta nhập linh bài. Mục Trần chậm rãi đứng dậy tới, lắc lắc thân thể. Chán nản nói, hắn nói lão phu muốn báo thù, tùy thời có thể cầm nhập linh bài đi tìm hắn. Nhưng là Lý Giai Vĩ tên xúc sinh này, lợi dụng huyết ngọc hồn bài đột phá đến nhập thần cảnh cửu tầng thiên, mà lão phu chiến lực cũng không đủ làm 5-30%. Hơn nữa, Lý Giai Vĩ người này âm ngoan cay độc, tiểu nhân tư thái, sau chuyện này còn tìm người giết ta. Vì tự vệ, lão phu sáng lập huyết ma núi. Hơn nữa tiêu phí nhiều năm thời gian thiết lập xuống vạn ma thang. Hắn mạnh uống một bầu rượu ngon, dữ tợn cười nói, từng năm tới chết ở vạn ma dưới thang người, đều bị lão phu chóc liền đại đạo hình thức ban đầu, mở ra kim cốt, dùng cho bố trí trận pháp và huyết ma núi chung quanh khí sát phạt, tới một cái, cũng là vì ngăn cản người tí hon kia thủ hạ. Thứ hai, cũng là hy vọng có một ngày, có người xông tới đây. Mục Trần ngưng mắt nhìn Diệp Thần. Cười nói, một khi có người xông tới đây, ta thuận tiện lấy nhập linh bài là gửi nhờ, là treo giải thưởng vật, để cho hắn lấy Lý Giai Vĩ đầu người, thành tựu cảm ơn vật. Hắn nói, Diệp Thần, người có dám đi lấy Lý Giai Vĩ đầu người? Ngươi chỉ cần lấy đầu của hắn, ta bảo đảm nhập linh bài cho ngươi. Chính là một cái nhập thần cảnh cửu tầng thiên thôi. Diệp Thần lộ ra nụ cười, nói, như vậy âm hiểm tiểu nhân, ta tự làm đi lấy tánh mạng. Để đổi lấy nhập linh bài. Chỉ bất quá, đến lúc đó nhập linh bài có thể hay không lấy được, còn chưa nhất định. Rào rào. Một cổ linh quang thoáng qua. Một quả màu xanh nhạt lệnh bài nổi lên. Huyết ma sơn chủ nắm trong tay, ánh mắt xâm nghiêm, nói, nhập linh bài có thể trước cho ngươi, nhưng là 10 ngày bên trong giết Lý Giai Vĩ, nếu không lão phu liền đường xa điều khiển nhập trên linh bài trận pháp, tập sát ngươi. Ngươi cũng không muốn vọng tưởng, có thể giải trừ nhập trên linh bài trận pháp. Nếu không phải lão phu tự mình ra tay, ngươi đụng chạm nhập linh bài trận pháp, nhập linh bài khoảnh khắc gian liền sẽ tự mình hủy diệt. Ngươi có bằng lòng hay không? Tự nhiên nguyện ý, Diệp Thần nhận lấy nhập linh bài. Luân hồi mộ địa trong, Niếp Bách Kiếm nhưng là nói, thằng nhóc, nhập trên linh bài trận pháp có chút kỳ dị, chúng ta tiêu phí một phen công phu, chưa chắc không có thể giải trừ. Không cần, Diệp Thần thu hồi lệnh bài, nhìn về phía mấy vị sư tôn, cười nói ta có thể hiểu Mục Trần trong lòng hận. Cái này nhóm cường giả, nếu như mặt đối mặt bị đánh bại,
nhập linh bài bị đoạt cũng sẽ không nửa câu oán hận. Nhưng là cái này Lý Giai Vĩ, thành tựu linh thành tám phái trưởng môn một trong, cũng là đứng đầu cự đầu, cũng là bị ổi người. Đã như vậy, ta liền chém Lý Giai Vĩ, lấy người đầu, tiêu diệt thần hồn. Cũng coi là còn mục trần trong lòng một phần dành cho nhập linh bài tình nghĩa. Hắn nói huyết ma sơn chủ mục trần nghe không gặp, nhiếp bách kiếm các người nhưng là không khỏi cảm khái. Mộ Diệp Thần như vậy hành vi, coi là thật chính là đại trượng phu cũng có. Có chút là, có chút không là. Trong nhà gỗ nhỏ, Mục Trần ánh mắt lạnh như băng, nói, ngươi coi là thật xác định, nguyện ý tiếp theo chuyện này. Tự nhiên nguyện ý. Này cùng tiểu nhân vô sỉ, ta tất đem giết giết liền. Diệp Thần thận trọng nhớ lại. Được, Mục Trần chưa đủ gật đầu, nói, năm xưa ta nguyện ý dốc hết gia tài, để cho 18 bên ngoài thành người ra tay, nhưng không một người nguyện ý ra tay. Nếu ngươi nguyện ý ra tay, lão phu liền tặng cho ngươi một chuôi cấp 7 tiên khí, đây là lão phu những năm gần đây, duy nhất coi như vật có giá trị. Nói xong, hắn nhanh chóng lấy ra một chuôi chiến chùy, cấp 7 tiên khí, uy năng vô cùng. Đã cảm ơn. 10 ngày bên trong, ta tất lấy Lý Giai Vĩ đầu người, phai mở thần hồn. Diệp Thần nhận lấy chiến chùy liền phải rời khỏi. Được, ngươi chu diệt Lý Giai Vĩ sau đó, ta bố trí nhập trên linh bài bộ phận linh hồn có thể cảm ứng được. Mục Trần ngưng mắt nhìn Diệp Thần xuống núi bóng người, khẽ gật đầu nói, thằng nhóc này là hào kiệt, đại trượng phu vậy, không giống vậy cùng gian trá tiểu nhân. Diệp Thần thu hồi chiến chùy, nhắc tới, trên người mình trừ đi Trảm Long Vấn Thiên Kiếm, Cửu U Thí Thiên Thương và Tinh Thần Kiếm, những linh khí này ra, còn có một chuôi cấp 4 tiên khí Giết Quỷ Kiếm, một chuôi tam phẩm thần vương khí Bắt Cá Kiếm, ngược lại là phải tìm một thời gian, đem những vũ khí này dung luyện một phen. Chí ít, đoán tạo thần quân là mình sư tôn, lại ở bên cạnh, lần nữa chế tạo những vũ khí này, khiến cho dung luyện xuất hành vũ khí, là tuyệt đối có thể được. Hắn đi tới vạn ma thang tầng chót, mắt nhìn xuống phía dưới hàng ngàn hàng vạn người, không có lời nói, ngược lại là từng bước một đạp xuống liền vạn ma thang, đi tới thứ 50 cấp 9 lúc, yêu long hồng võ đã nửa quỳ ở bên cạnh. Vốn là tinh hồng giao long, đã cởi đổi là thật long. Lại là lên cấp đến nhập thần cảnh nhị tầng thiên, lại có cấp 2 tiên khí nơi tay, chân long khu, cho dù tam phẩm nhập thần cảnh, cũng có thể đánh một trận. Chỉ bất quá này long và trong cơ thể huyết long hư ảnh căn bản không cách nào như nhau. Nếu như nói cái này giao long là côn lôn hư sản vật, vậy trong cơ thể hắn huyết long hư ảnh cho người cảm giác liền là tới từ thời đại thượng cổ. Nghịch thiên huyết mạch, chỉ bất quá trước mắt không có chân chính lớn lên. Yêu Long quỳ ôm quyền nói, Hồng Võ, chính thức gặp qua chủ nhân. Đi thôi, Diệp Thần nói nhỏ một câu, liền dẫn hắn đi xuống trăm cấp vạn ma thang, ánh mắt quét qua ngăn trở đường đi rất nhiều cường giả, nói, chư vị đây là ý gì? Nếu như tìm ta có chuyện, thường nói đi. Nếu là muốn khiêu chiến, ta cũng sẽ tiếp. Không không không, Tinh Kiếm Môn lão tổ hơi mỉm cười nói, trước đây, chúng ta đều đã chứng kiến Diệp Thần tiểu huynh đệ. Thành công xông qua trăm cấp vạn ma thang, lại xông qua 108 tòa trận pháp, không biết đúng hay không lấy được nhập linh bài. Làm sao, các ngươi muốn cướp? Diệp Thần ánh mắt quét nhìn qua những người này, cao nhất một người cũng chỉ nhập thần cảnh thất tầng thiên, nhập thần cảnh ngược lại có mấy chục người, cũng không phải một cổ cường đại lực lượng, mình còn không từng để ở trong mắt. Không không không, ngươi hiểu lầm. Diệp tiểu huynh đệ, ngươi có thể xông qua 108 tòa trận pháp. Đại biểu tự thân cũng có nhập thần cảnh ngũ tầng thiên chiến lực. Tinh Kiếm Môn lão tổ nhẹ sờ râu, cười nói, chúng ta khởi sẽ tự tìm không thoải mái. Hắn chắp tay một cái, cười nói, Diệp tiểu huynh đệ khai sáng 1800 năm qua ghi chép, là cái đầu tiên leo lên huyết ma núi người. Chúng ta đều có ý kết giao, cố ý bày tiệc rượu, mời tiểu hữu vào tiệc, tâm sự một phen. Chúng ta chỉ là có lòng kết giao. Tiểu hữu hôm nay đã là đế tôn cảnh, căn cốt không tới 30 tuổi, chiến lực cũng không nói nhỏ ta đám lão quái vật. Kết giao một phen, vậy là có thể được chứ? Chúng ta tu luyện ngàn năm, đến nay bất quá là nhập thần cảnh trung kỳ thôi. Cho dù mạnh nhất một người, cũng không quá nhập thần cảnh hậu kỳ, không thể so với linh thành người trong, lại càng không so chung võ vị diện và cao võ vị diện người. Nhưng là trước mắt Diệp Thần, cũng không bị mỗi người hạn chế. Chiến lực xa xa vượt qua cảnh giới,
tương lai tất nhiên thành tựu hợp đạo cảnh. Chúng ta giờ phút này kết giao cho hắn, ở nơi này cùng tuyệt đại thiên kiêu nhỏ yếu lúc trợ giúp tại hắn. Ngày sau, hắn thành tựu vạn cổ bất bại cuộc chiến lực lúc, khởi sẽ quên chúng ta. Được, ta đang tốt có ít thứ muốn hỏi các ngươi. Diệp Thần cũng biết, Linh Thành sự việc mình biết được không nhiều, vừa vặn hỏi một chút những ông già này, liền nói, buổi tối ta đi liền dự tiệc, buổi chiều ta còn muốn đem tiên khí dung luyện một phen. Được được được, kiếm môn trong thành luyện khí phòng liền mướn cho Diệp tiểu huynh đệ. Rất nhanh, rất nhiều nhân vật lớn hướng dẫn Diệp Thần lần nữa tiến vào kiếm môn thành, đồng thời đem quý báu nhất luyện khí phòng mướn đi ra, cũng dành cho rất nhiều vật liệu luyện khí. Nơi đây mặc dù vẫn còn ở Côn Lôn hư, nhưng nơi này luyện khí phòng tựa hồ cũng có thể tự đi chế tạo tiên khí, nhưng tuyệt đại đa số đều là hạ phẩm tiên khí. Giống như là một cấp 2 tiên khí, ngược lại không thiếu. Nhưng là cấp 4 trở lên tiên khí, trừ đi những môn phái kia lão tổ ra, cơ hồ không có người có, khó trách Huyết Ma Sơn chủ Mục Trần mới đem cấp 7 tiên khí coi là chân bảo tặng cho mình, để đáp tạ mình diệt trừ Lý Giai Vĩ thủ lao. Luyện khí trong phòng, Diệp Thần dựa theo đoán tạo thần quân hướng dẫn, bắt đầu đem chấn hồn kiếm, phá dương kiếm, là máu phá hư đao, tinh thần kiếm và gãy lìa thí tiên kiếm, chu diệt đao, giết quỷ kiếm, cấp 7 tiên khí búa tạ và bắt cá kiếm dung luyện. Những vũ khí này, rất nhiều đều là kèm theo mình thật lâu binh khí. Bất quá Trảm Long Vấn Thiên kiếm cùng với Cửu U Thí Thiên Thương hắn không có cùng nhau luyện chế. Bởi vì cái này hai cái vũ khí đối với Diệp Thần ý nghĩa phi phàm. Còn như thí tiên kiếm, chu diệt đao vân là chiến lợi phẩm của mình, vậy khiến cho muốn gì được nấy, theo thực lực mình và cảnh giới tăng lên, những binh khí này đã không theo kịp mình độ tiến triển, thà vứt bỏ, không bằng lần nữa dung luyện ra mới binh khí. 4 giờ trôi qua, một kiếm một thương ra lò, tóe ra từng đạo hủy diệt khí cơ và giết hại khí cơ, thẳng ngất trời khung trên dưới. Có chấn thiên khả năng, hám oai. Bên ngoài là tinh kiếm môn lão tổ các người, đều cảm giác cả người rung động. Một thương một kiếm, kiếm dài 3 thước 4 tấc, cả người lưu chuyển tinh thần ánh sáng, có cực mạnh khí sát phạt và mất đi lực, khắc vẽ trên 100 tòa trận pháp, có gấp đôi khí huyết lực lượng tăng phúc, chính là cấp 4 thần vương khí, đặt tên là giết thần kiếm. Giết thần kiếm, chính là dung hợp chấn hồn kiếm, phá dương kiếm, thí tiên kiếm, tinh thần kiếm, giết quỷ kiếm và bắt cá kiếm nơi dung luyện. So với so bắt cá kiếm, tăng lên cấp 1, nhưng uy năng nhưng tăng lên rất nhiều. Trường thương thân súng thì điêu khắc có rồng đồ đằng, dài đến 1 trượng do có thừa, thân súng quanh quẩn mạnh mẽ ma khí, có bất diệt kiếm đạo và tịch diệt chi đạo lực lượng, một nhát thương đâm ra giống vậy có mất đi kẻ địch thọ nguyên khả năng, khắc họa hơn 100 tòa trận pháp, có gấp đôi linh hồn lực lượng tăng phúc. Có thể chuyên về một môn thần hồn của địch nhân, chính là cửu phẩm tiên khí diệt hồn ma thần thương. Diệt hồn ma thần thương, dung luyện liền cấp 7 tiên khí búa tạ, là máu phá hư đao, chu diệt đao cùng 3 dạng binh khí thành. Mặc dù dung luyện binh khí không nhiều, nhưng uy năng vô cùng mạnh mẽ, chỉ ít dùng đoán tạo thần quân nói mà nói, thần vương khí dưới, tất cả tiên khí tất cả không phải diệt hồn ma thần thương đối thủ. Sau đó... Giết thần kiếm và diệt hồn ma thần thương, chính là Diệp Thần dành riêng vũ khí. Diệp Thần thu hồi 2 chuôi thần binh, có cái này khác biệt binh khí, ta giết Lý Giai Vĩ, sẽ hơn nữa dễ dàng. Một kiện cửu phẩm tiên khí, chủ công linh hồn. Một kiện cấp 4 thần vương khí, chủ công khí huyết. 2 người kiêm bị, 2 người đều có thể làm bộ là tuyệt sát thủ đoạn. Chính là nhập thần cảnh cửu tầng thiên Lý Giai Vĩ, vậy được chết. Cung nghênh Diệp tiểu huynh đệ à. Tiệc rượu liền chờ ngươi liền à. Tinh kiếm môn lão tổ tựa như quen, tiến lên nắm Diệp Thần cổ tay, đi nói, Diệp tiểu huynh đệ à, lần này tiệc rượu, hội tụ 7-8 cái lão già kia, đều là và ta vậy lão tổ, thành chủ cấp nhân vật khác. Cũng muốn hỏi một chút, người muốn đi đâu cái cao võ vị diện? Dĩ nhiên, chúng ta cũng muốn đưa ngươi ít thứ, chỉ là vậy hy vọng ngươi hỗ trợ một chút. Diệp Thần ánh mắt thâm thúy, nói ta đây là vậy có một số việc, muốn hỏi một chút các vị tiền bối. À, tinh kiếm môn lão tổ hướng dẫn Diệp Thần đi tới tiệc rượu trong, ánh mắt quét qua mọi người nói, Diệp tiểu huynh đệ có chuyện muốn còn muốn hỏi, chúng ta những ông già này, biết không khỏi hết sức nói không khỏi đáp đi. Diệp Thần bình thản hỏi, các vị,
có thể biết hiểu linh thành ở giữa Khôn Kiếm Môn môn chủ, Lý Giai Vĩ. Lời này vừa nói ra, Tinh Kiếm Môn môn chủ, lão tổ các người, thần sắc đều là biến đổi, có chút thâm thúy, vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Thần xem, tựa hồ là muốn đang tại sao, cũng có dường như nhìn ra chút rất nhiều nguyên do. Tinh Kiếm Môn lão tổ khẽ vuốt râu, cười nói, Diệp tiểu huynh đệ, chắc là đáp ứng Huyết Ma Sơn chủ, một ít chuyện tình chứ. Hắn tự mình cho Diệp Thần rót rượu, cười nói, vị này Khôn Kiếm Môn môn chủ, hiện nay đã là linh thành tám lớn một trong những cự đầu, chính là chúng ta cũng không dám trêu chọc. Diệp tiểu huynh đệ mặc dù chiến lực sánh bằng nhập thần cảnh ngũ tầng thiên, nhưng là không đủ. Vị này Lý Giai Vĩ môn chủ, 300 năm trước, đã là nhập thần cảnh cửu tầng thiên. Nghe đang bế quan không, mới vừa xuất quan, cũng không biết là hay không đột phá đến thần vương cảnh. Tóm lại, Diệp tiểu huynh đệ không phải đối thủ, còn chưa muốn tự tìm phiền toái thật tốt. Diệp thần, người đế tôn cảnh nhất tầng thiên, chiến lực sánh bằng nhập thần cảnh ngũ tầng thiên. Là tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng đây không phải là ngươi coi trời bằng vung căn bản. Nhập thần cảnh cửu tầng thiên, có thể so với nhập thần cảnh ngũ tầng thiên cường đại quá nhiều, giữa chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực. Chúng ta nhập thần cảnh tầng 7 tầng 8 trời, cũng không dám đi tìm Lý Giai Vĩ phiền toái, sợ bị cái này âm hiểm tiểu nhân giết chết, ngươi coi như xong đi. Những lời này, Tinh Kiếm Môn lão tổ không có nói rõ đi ra, dẫu sao muốn kết giao Diệp thần. Nói ra cũng không là một chuyện. Một vị khác mặt mũi hiền lành ông già nhưng là hơi mỉm cười nói, Diệp tiểu huynh đệ à, người có biết linh thành thiên thần bảng? Không biết, Diệp thần hỏi, đây là cái đồ gì? Ghi chép nhập thần cảnh cường giả bảng danh sách à? Đúng, vậy mặt mũi hiền lành ông già thận trọng nói, linh thành thiên thần bảng, ghi chép có linh thành trăm vị nhập thần cảnh cường giả, yếu nhất một người cũng là nhập thần cảnh ngũ tầng thiên. Nhưng là chiến lực sánh vai nhập thần cảnh tầng 6 trời, tay cầm một chuôi cấp 6 tiên khí, không tầm thường nhập thần cảnh thất tầng thiên không thể ngăn cản. Nhưng mà, người biết Lý Giai Vĩ ở phía trên, hạng bao nhiêu không? Là tên thứ 10. Nhập thần cảnh cửu tầng thiên, tay cầm bát phẩm tiên khí trường kiếm, người mặc bát phẩm tiên khí khôi giáp, đôi tiên khí nơi tay. Lại là 8 đại phái một trong Khôn Kiếm Môn môn chủ. Tu vi thậm chí so 8 phái một ít lão tổ cũng cao hơn ra không thiếu, thậm chí tin đồn hắn tu vi đã sắp đến gần tại thần vương cảnh. Hắn khẽ thở dài một tiếng, nói, ngươi có biết cái gì là thần vương cảnh sao? Đại đạo hóa thành thần vương nói, không thuộc về thiên địa quản hạt. Tu chi đạo chính là trình độ cao nhất, phàm là chết một người, cũng sẽ thiên địa biến hóa, trên trời hạ xuống mưa máu, cái này nhóm cường giả linh thành cũng không có. Nhưng Lý Giai Vĩ nhưng là công nhận gần gũi nhất thần vương cảnh cường giả. Kiếm Môn thành thành chủ uống hết mấy ly, nói ta biết Huyết Ma Sơn chủ, nhất định là để cho ngươi đi giết Lý Giai Vĩ. Như là bình thường nhập thần cảnh cửu tầng thiên, còn không phải đặc biệt nguy hiểm. Hết lần này tới lần khác cái này Lý Giai Vĩ, sở trường dùng độc, vô sỉ cực kỳ, năm đó mưu hại liền Huyết Ma Sơn chủ, thần vương cảnh cường giả cũng thua ở dưới tay của hắn. Huống chi một mình ngươi đế tôn cảnh nhất tầng thiên đâu. Hắn đến gần Diệp thần, nhẹ vỗ nhẹ Diệp thần bả vai, giống như là trưởng bối vậy nói, chúng ta không muốn ngươi đi tìm chết. Có lẽ ngươi có lá bài tẩy, sau lưng có cường giả, nhưng vị cường giả kia không thể nào thời thời khắc khắc đi theo ngươi chứ. Một khi Lý Giai Vĩ ghi hận lên ngươi, muốn đối với ngươi hạ độc, ngươi sau đó như ở linh thành một ngày, ngày dạ ẩm dùng thức ăn nước uống, cũng phải đề phòng hắn hạ độc. Thậm chí có thể ở bên đường mua chai nước, có thể trong nước cũng sớm bị hắn xuống độc. Đúng, Tinh Kiếm Môn môn chủ thở dài nói, chúng ta sở dĩ nói như vậy, chủ yếu là coi trọng tiềm lực của ngươi, muốn phải giao hảo ngươi. Dẫu sao, ngươi như vậy tuyệt đại thiên kiêu, hằng cổ không gặp. Chúng ta đều muốn ở ngươi trên mình đầu tư, tương lai ngươi trở thành một khối cự kình, chỉ cần tùy tiện cho chúng ta một ít đồ là đủ rồi. Cái gọi là tài trợ, cái gọi là trợ giúp. Nhất định là muốn giúp người đang gặp nạn, nhất định là muốn ở Diệp thần cái này cùng thiên kiêu, còn chưa cường đại lên lúc, thừa dịp còn sớm tài trợ. Nếu là tương lai Diệp thần thành tựu hợp đạo cảnh, là một khối cự kình, bọn họ chính là bán toàn bộ gia tài đi kết giao Diệp thần cũng chưa chắc sẽ xem bọn họ một mắt. Không thể không nói, những thứ này linh ngoài thành cường giả, mỗi cái đều là lanh mắt hạng người.
Dĩ nhiên, cũng có thể là hưu quạnh quá lâu, lại không cách nào tiến vào linh thành, không thể không đầu tư một ít trẻ tuổi tuyệt thế thiên tài, kỳ vọng những thứ này tuyệt thế thiên tài mạnh mẽ sau đó, có thể để cho bọn họ tiến vào linh thành ngồi không gian truyền tống trận, đi những thứ khác thế giới. Gia vị lời của tiền bối, ta rõ ràng. Chỉ là đã đáp ứng huyết ma tiền bối sự việc, ta nhất định biết làm đến. Diệp Thần khinh thường nói, huống chi, Lý Giai Vĩ cái này cùng tu vi cao siêu hạng người, nhưng thời thời khắc khắc làm hạ độc bỉ ổi thủ đoạn, cái này cùng tiểu nhân chưa trừ diệt, nếu như người khác đầu phục huyết linh tộc, ta Côn Lôn hư đều đưa nguy đã. Hắn biết Lý Giai Vĩ loại người này, vì có thể mạnh mẽ, thậm chí ở nhập thần cảnh bát tầng thiên lúc, liền dám đi ám toán thần vương cảnh huyết ma sơn chủ. Một khi người huyết linh tộc lần nữa chạy tới, Lý Giai Vĩ tất nhiên sẽ gia nhập huyết linh tộc, đến lúc đó liền là đối phó Côn Lôn hư đầu ngựa, lấy Lý Giai Vĩ loại này ám toán tội thủ đoạn, Hàn Vân, Diệp Lăng Thiên bọn họ hơn phân nửa không phải là đối thủ. Dứt khoát, ở mình đi tìm Kỷ Tư Thanh các nàng trước đem cái này bị ổi tiểu nhân giải quyết, vậy coi xong thành huyết ma sơn chủ nguyện vọng. Tất cả vị tiền bối, không cần đa nghi. Các ngươi muốn đầu tư tâm tình ta hiểu. Diệp Thần lời nói bình thản. Ánh mắt quét qua trước mắt gần 10 vị nhập thần cảnh cao thủ, nói các ngươi chỉ cần nói cho ta, Lý Giai Vĩ ra bây giờ ở địa phương nào, sở trường khiến cho dùng vũ khí gì cho giỏi, ta tiến vào linh thành sau đó, sẽ tới cửa khiêu chiến Lý Giai Vĩ, đem chu diệt. Cái này, ngươi cái này, rất nhiều môn chủ, thành chủ rơi vào do dự bồi hồi tình cảnh. Bên cạnh nhưng nhanh chóng chạy tới một người thanh niên, đi tới tinh kiếm môn lão tổ bên tai truyền âm vừa nói. Rất nhanh, tinh kiếm môn lão tổ nhưng là đánh nhịp định âm nói, lão phu giúp đỡ ngươi. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng nói, không nghĩ tới, Diệp tiểu huynh đệ lại là Côn Lôn hư quang minh điện đường vương chủ, Côn Lôn hư người thứ nhất, thủ đoạn như vậy thiên phú, bách chiến cuộc đời còn lại, ta tin tưởng ngươi có thể đánh chết Lý Giai Vĩ. Giữa lúc tinh kiếm môn chủ lúc nói chuyện, những thứ khác cao cấp cường giả vậy mỗi người nhận được tình báo. Bọn họ phái đi Côn Lôn hư điều tra Diệp Thần người, đã trở về, hơn nữa mang về vô cùng là trọng đại tình báo. Trước mắt Diệp Thần, không chỉ là tuyệt đại thiên kiêu, lại là Côn Lôn hư người thứ nhất, Côn Lôn hư lớn nhỏ tất cả tông phái, thế lực hết sức nghe Diệp Thần hiệu lệnh. Cái này cùng phân lượng, đã xa xa vượt qua bọn họ dự trù, nguyên lấy là chỉ là tài trợ thiên kiêu, không nghĩ tới nhưng là có thể cùng Côn Lôn hư thương lượng một ít những thứ khác kết minh công việc. Dẫu sao Côn Lôn hư đã ra mấy vị nhập thần cảnh võ giả. Tinh kiếm môn lão tổ phái đi ra ngoài thám tử, tiến vào Côn Lôn hư thời điểm, đã cảm giác được mấy vị nhập thần cảnh cường giả hơi thở, dẫu sao vậy coi là đế tôn cảnh hậu kỳ cường giả, tới một cái liền thông báo mình thân phận, một phen giải thích và trao đổi dưới, mới biết thiên kiêu Diệp Thần, lại là Côn Lôn hư đứng đầu. Quang Minh Điện Điện Chủ, Quang Minh Điện Đường Vương Chủ. Côn Lôn hư đứng đầu. Ba thân phận, mỗi một tầng cũng lớn dọa người. Thủ hạ còn có rất nhiều nhập thần cảnh cường giả, ví dụ như nhập thần cảnh thất tầng Thiên Hàn Vân, nhập thần cảnh tầng 6 Ngày Huyết Hồng Thiên, nhập thần cảnh ngũ tầng Thiên Diệp Phong, nhập thần cảnh ngũ tầng Thiên Diệp Vô Địch, nhập thần cảnh tứ tầng Thiên Hàn Sương đợi một chút 8-9 vị nhập thần cảnh cường giả là thủ hạ, tựa hồ còn có không ít người cũng đang đột phá. Đúng lúc, thám tử đến Côn Lôn hư lúc, Hàn Vân, Diệp Vô Địch, Diệp Phong, Huyết Hồng Thiên các người đều đã đột phá hoàn thành. Bọn họ những cường giả thế hệ trước này, rất nhiều đều là sống sót mấy ngàn năm tồn tại, tu vi đã sớm đến mức tận cùng, chỉ là vẫn không có tiên khí dùng cho đột phá, hôm nay có 7 phẩm 8 phẩm tiên khí, thậm chí cửu phẩm tiên khí tương trợ, vừa đột phá dĩ nhiên là nhập thần cảnh 6 thất tầng thiên. Nhất là Hàn Vân, thời đại thượng cổ chính là đế tôn cảnh bát tầng thiên, sớm ở trước 2000 năm. Cũng đã là đế tôn cảnh cửu tầng thiên đỉnh phong. Lần này một lần hành động đột phá đến nhập thần cảnh thất tầng thiên, tay cầm cửu phẩm tiên khí, đã tạm đời Diệp Thần bảo vệ Côn Lôn hư. Linh Nhất Đan Tôn, Diệp Lăng Thiên các người cũng đang hỏa tốc luyện đan, luyện khí, đế cấp đan dược đã thành công luyện ra, bán tiên khí đã luyện chế thành công, Diệp Thần rời đi còn không có mấy ngày, Côn Lôn hư đã phát sinh biến hóa lớn, nhưng vậy hết thảy đều hệ tại Diệp Thần bản thân. Xem ra, chư vị là biết ta thân phận. Vậy thì thản nói vô ích đi, ta có thể lấy Côn Lôn hư đứng đầu thân phận cùng các ngươi nói chuyện.
Diệp Thần thần sắc bình thản, vô hình chung nhưng cho người một cổ cực lớn áp lực, thật giống như ở cùng vị đế vương trò chuyện vậy. Hắn nói, ta tính toán qua các phái tất cả thành cường giả, đế tôn cảnh hơn ngàn, nhập thần cảnh vậy trên trăm. Nếu như các vị đang ngồi ở đây, có hứng thú cùng ta Côn Lôn Hư kết minh, là ta Côn Lôn Hư ngăn cản mấy năm qua đến huyết linh tộc người. Ta Diệp Thần bảo đảm, ở ta lên cấp hỗn nguyên cảnh, không, thần vương cảnh lúc liền sẽ phá vỡ linh thành bảo vệ, để cho chư vị cũng tiến vào linh thành, ngồi không gian truyền tống trận rời đi, đi mỗi người muốn đi được cao vũ thế giới, để cầu tu vi lên đột phá. Hắn thấy mọi người ánh mắt đều có chút ngưng trọng, liền từ từ nói, tin tưởng các vị phái người đi Côn Lôn Hư dò xét ta, cũng biết ta đến nay bất quá 30 tuổi, tu luyện không tới 10 năm, đã có như thực lực này. Ta có thể hướng các vị bảo đảm. Trong 10 năm, ta tất thành hợp đạo cảnh cường giả, tạo hóa cảnh, tinh khiếu cảnh cũng sẽ không nói hạ. Ta chỉ cần các ngươi hiệp phòng Côn Lôn Hư mà thôi. Hắn thần giác buộc vòng quanh một nụ cười, nói các vị muốn có được đồ, mơ tưởng cầu mong đồ chính là mở linh thành, để cho các ngươi đi những địa phương khác, tìm cơ hội, sẽ đi đột phá. Chư vị nhỏ nhất một vị, cũng đều trăm ngàn tuổi đi. Đã trải qua qua ta Côn Lôn Hư bị lấn áp thời đại, mặc dù thượng cổ cuộc chiến các ngươi hai bên đều không tham dự, cũng không có được bất kỳ chỗ tốt và chỗ xấu, nhưng các vị tu vi đình trệ, đã ngoài ngàn năm liền đi. Lời này vừa nói ra, mọi người cũng cúi đầu. Đúng là, tu vi ngàn năm đình trệ, một mực không cách nào tấn thăng. Đổi thành những người khác sợ rằng đều đã điên rồi, nếu không chưa đến nỗi tự mình tới kết giao Diệp Thần. Được. Ta đáp ứng ngươi. Tinh một vị trong đó cao cấp cường giả đứng dậy, nói, 10 năm đúng không? Hắn hít sâu một hơi, nói ta tinh kiếm môn nguyện ý tại Côn Lôn Hư kết minh, trong vòng 10 năm là Côn Lôn Hư ngăn cản huyết linh tộc kẻ địch, 10 năm sau ngươi Diệp Thần đưa chúng ta tiến vào linh thành, đi những thứ khác cao vũ thế giới. Nhưng nếu là 10 năm sau, ngươi không làm được, đừng trách ta ngược lại tương trợ huyết linh tộc. Được, Diệp Thần ánh mắt kiên định. Nói, một lời đã định. 10 năm. Không tới biết bao lâu. Tới hơn 5-3 năm mà thôi, ta tất thành hợp đạo cảnh. Ta cũng đáp ứng. Huyết linh tộc cái này cao vũ thế giới, cũng không phải là toàn bộ tại Côn Lôn Hư là địch. Chỉ là huyết kiếm môn cùng Côn Lôn Hư là địch thôi. Một ông cụ khác cũng là đứng dậy, ánh mắt thâm thúy, từ từ nói, lần trước Ngụy Vô Thành các người đến. Tựa hồ ngồi không phải huyết kiếm môn dành riêng truyền tống trận, đi được một tòa truyền tống trận khác. Ý nghĩa, bọn họ cũng không phải là mỗi trăm năm đi người Côn Lôn Hư. Mỗi trăm năm đi người Côn Lôn Hư, hẳn là ở một năm sau, lấy tới trước người tu vi cao nhất nhập thần cảnh 2 tam tầng thiên, mặc dù có biến hóa, vậy rất nhiều nhập thần cảnh tầng 8 tầng 9 trời, không thể nào là thần vương cảnh hạ xuống. Ta đã từng ở linh thành vùng lân cận nghe nhóm người này. Ở những địa phương khác trấn áp phản loạn, trong thời gian ngắn có tới hay không? Chỉ cần lần sau huyết linh tộc người tới không phải thần vương cảnh, vậy lần kế phải dùng không gian truyền tống trận liền cần thật dài thời gian, đoạn này thời gian vượt qua xa ngươi Diệp Thần cùng chúng ta quyết định thời gian, tìm được. Ngược lại cũng là, tìm được, mọi người vậy gật đầu, nói ta nguyện ý kết minh. Ta cũng nguyện ý. Lão phu nguyện ý. Ha ha ha, thà khô chết. Không bằng điên cuồng một cái, lão phu vậy nguyện ý. Rất nhanh, những thứ này linh thành vùng lân cận lánh đời thế lực lão tổ rối rít biểu thị nguyện ý kết minh. Đối với bọn họ mà nói, dù sao hưu quạnh mấy ngàn năm, không bằng điên cuồng một cái, chỉ cần ngăn trở lần kế tới Côn Lôn Hư huyết linh tộc người, chính là chu đáo, còn như lại lần kế, đó chính là Diệp Thần chuyện, cùng bọn họ không liên quan. Được. Minh ước đã định. Diệp Thần lợi dụng truyền âm phương pháp, cho biết liền Quang Minh Điện trong Hàn Vân và Diệp Lăng Thiên chuyện nơi đây. Hắn liền hỏi tiếp, Lý Giai Vĩ sự việc ta hiểu được, không biết các vị có biết Linh Vận Tiên Tôn người này. Linh Vận Tiên Tôn, một vị tiên phong đạo cốt ông già kinh ngạc mấy phần, liền nói, người này đại khái mấy ngày trước đi qua Linh Thành, người tìm nàng chuyện gì à? Diệp Thần hỏi, nàng hồi huyết linh tộc. Không biết. Người nọ lắc đầu một cái tiếp tục nói, trông coi đi thông huyết linh tộc không gian truyền tống trận, là Khôn Kiếm môn trách nhiệm, lui tới ghi chép chúng ta cũng không biết, cho nên ngươi chỉ có thể đi hỏi Khôn Kiếm môn người. Còn như Lý Giai Vĩ,
hắn sở trường tối tăm độc chi đạo, đại đạo trong có kịch độc, có thể ăn mòn địch nhân đại đạo, thậm chí địch linh hồn người và thân xác. Một khi chúng độc công lực giảm nhiều không nói, đồng thời còn sẽ một ngày một đêm không cách nào nhúc nhích, chính là bởi vì cái này, huyết ma sơn chủ không cách nào nhúc nhích, không cách nào vận công mới sẽ bị hắn chặt đứt. Thần vương nói, người muốn cắt nhớ. Được. Vậy ta đại khái là rõ ràng. Diệp thần đứng dậy tới ôm quyền nói, các vị, ta đi trước linh thành. Còn không chờ các vị lời nói, Diệp thần tung người mà nhảy, hóa thành một đạo sáng bóng biến mất không gặp. Dẫu sao có nhập linh bài bên trong ghi lại linh thành chỗ. Không biết qua bao lâu, Diệp thần thấy được một tòa thật to trận pháp chi địa, chung quanh đều có vòng sáng người bảo hộ, không hỗn nguyên cảnh không thể phá, tòa thành trì này chính là linh thành. Mưa gió sắp phun trào. Đây chính là Côn Lôn Hư địa phương thần bí nhất, câu thông Côn Lôn Hư và cao võ vị diện tồn tại, linh thành. Diệp thần lẩm bẩm một câu, đưa tay ra muốn đụng chạm trước mặt trận pháp, nhưng phát hiện một cổ cực kỳ hoảng sợ lực lượng đánh thẳng tới. Hắn thân thể bay rớt ra ngoài, nếu như không phải là luyện thể, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trận pháp này lực cực kỳ khủng bố. Không hổ là thừa tái không gian truyền tống trận địa phương. Diệp thần con người hơi chăm chú, hắn rất rõ ràng, cái này bị dự là Côn Lôn Hư địa phương thần bí nhất, lại là Côn Lôn Hư và cao võ vị diện nối liền điểm, tuyệt không đơn giản. Thậm chí có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng là Diệp thần không có quá thời gian dài cân nhắc khác, Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết tung tích không rõ, bất kể như thế nào, hắn đều phải bước vào linh thành. Diệp thần linh thức phóng thích mở, mặc dù không phát hiện được bên trong tình trạng, nhưng là lại có thể đại khái phác họa một cái đường danh. Không tính là bát ngát, nhưng là năng lượng ba động cực mạnh. To lớn như vậy một tòa thành trì, sánh vai Hoa Hạ Ma Đô, nhưng chỉ ở dù sao cũng nhân khẩu, lộ vẻ được đặc biệt trống trải. Diệp thần đi tới linh thành trận pháp trước cửa, lại nữa mạnh xông, mà là trình huyết ma sơn chủ nhập linh bài, quang vòng thông suốt mở ra một đạo vào miệng, cung cấp Diệp thần tiến vào, sau khi tiến vào vào miệng liền biến mất. Hiển nhiên, một khối nhập linh bài chỉ có thể một người ra vào. Mới vừa bước vào linh thành, Diệp thần liền cảm giác linh khí chung quanh so với so Côn Lôn Hư muốn đậm đà được hơn, thậm chí có thể nói là khủng bố. Dù là huyết linh bí cảnh và nơi luyện thể cũng không có như thế kinh khủng linh khí. Không chỉ như vậy, Diệp thần phát hiện trên đường phố tùy ý cũng có thể gặp đế tôn cảnh cường giả, thậm chí đều có không thiếu nhập thần cảnh cường giả lui tới. Mặc dù linh thành người mạnh nhất là nhập thần cảnh tầng 9 thiên, nhưng là nhập thần cảnh và đế tôn cảnh cường giả, tuyệt đối nếu so với phía ngoài cộng lại còn muốn hơn. Linh thành mặc dù ở Côn Lôn Hư, nhưng là một mực thuộc về khép kín trạng thái, chắc hẳn huyết linh tộc cũng không cách nào tước đoạt, cái này cũng đưa đến phần lớn người tới đây tị nạn và sinh tồn. Ta vốn cho là ta cảnh giới và thực lực ở Côn Lôn Hư đã quá mạnh, bây giờ nhìn lại, người giỏi có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên. Sợ rằng ta là linh thành cảnh giới thấp nhất một nhóm người kia đi. Diệp thần lắc đầu một cái, tự giễu nói. Hắn tìm một lộ thiên quán trà ngồi xuống, ngoài mặt uống trà, thực tế lại là tìm kiếm hết thảy đối với mình hữu dụng tin tức. Hắn tới linh thành không phải là vì những thứ khác, mà là vì Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết. Hắn không muốn trì hoãn nữa. Ngay tại lúc này, một giọng nói truyền vào Diệp thần trong tai. Khôn kiếm môn môn chủ 8.000 năm sinh nhật. Thâu rộng rãi linh thành anh tài, nạp làm đệ tử à. Cơ hội không thể mất thời gian không trở lại à. Một cái võ giả trong tay cầm một phần tương tự báo đồ ở đâu bán ra, thỉnh thoảng hô, cuồng kiếm môn môn chủ bước vào nhập thần cảnh tầng 8 trời, thanh hồng môn đại đệ tử cùng khôn kiếm môn môn chủ con riêng cấu kết à. Mau tới xem, khắp nơi đều là tin tức à. Diệp thần hơi nhíu mày. Người này đã có điểm giống như là Hoa Hạ bán báo. Còn như vậy văn kiện, hẳn ghi chép tin tức dùng được đi, kêu kiểu mẫu cũng lớn hơn tương tự. Hắn liền đi lên ngăn lại đối phương, nói, bao nhiêu tiền một phần tin tức? Ha ha ha, quý khách à! Một khối hạ phẩm tiên đá một phần tin tức. Bao hàm tất cả đại môn phái kỳ văn chuyện lý thú, thậm chí nhà nào trưởng môn nữ nhi và nhà nào trưởng môn nhi tử có quan hệ đặc thù. Nhà nào lão tổ tu luyện xảy ra vấn đề đợi một chút, những tin tức này, cái gì cần có đều có.
Người này ngưng mắt nhìn Diệp Thần, vô cùng nghiêm túc tự thuật. Xem ra, hắn đặc biệt làm phương diện này sự việc rất dài. Mà trước mắt Diệp Thần lạ mặt rất, sợ rằng mới tới không lâu. Cho nên hắn mở miệng liền là một khối hạ phẩm tiên đá. Linh Thành mặc dù thuộc về Côn Lôn hư nội bộ, nhưng là nối liền cao võ vị diện tồn tại, linh thạch hiển nhiên cấp bậc thấp rất nhiều, cho nên giao dịch chính là tiên đá khởi bước. Diệp Thần từ Ngụy Vô Thành trong tay đã từng không thiếu cái gọi là tiên đá. Có không gian truyền tống trận tin tức à? Ngài là, người này lại lần nữa đưa mắt nhìn Diệp Thần, cười nói, người quả nhiên là ngoại giới người à, muốn ngồi không gian truyền tống trận à? Phải, tin tức vậy bao hàm ở bên trong, giá tiền không thay đổi, tám đại phái mỗi người trông chừng 16 tọa không gian truyền tống trận tình huống đều có. Giao giao. Một viên hạ phẩm tiên đá rơi vào ở trên tay hắn. Diệp Thần nhận lấy phần kia báo, tìm một khách sạn, tỉ mỉ tra cứu đứng lên, Khôn Kiếm Môn cùng tám phái quả nhiên nắm giữ tất cả không gian lớn truyền tống trận quyền sử dụng. 16 tọa không gian truyền tống trận. Cũng không phải là chỉ là truyền tống đến Huyết Kiếm Môn. Có chính là truyền tống đến huyết linh tộc những gia tộc khác, những môn phái khác nơi đó. Trực tiếp đi thông huyết linh tộc huyết kiếm môn truyền tống trận chỉ có một tòa, những thứ khác 15 tòa mỗi người không cùng, dẫu sao có cường giả không muốn đi huyết kiếm môn phạm vi thế lực, sẽ đi những môn phái khác nơi đó. Huyết kiếm môn lệ thuộc tại huyết linh tộc Bắc Cung gia tộc dưới. Không nghi ngờ chút nào, cái thế lực này trời xanh tính tàn bạo, có người sợ đi bị làm thịt. Cho nên, ở lúc ban đầu lúc thì có đại năng ở huyết linh tộc chi địa. Những thứ khác mấy chục đại gia tộc phạm vi thế lực bên trong, đều lưu lại không gian truyền tống trận, dành cho đời sau người nhiều giống lựa chọn. Không gian truyền tống trận trước không nóng này. Ngược lại là phải đi Khôn Kiếm Môn, trước diệt Lý Giai Vĩ, lại ở nơi đó tìm ra Linh Vận Tiên Tôn dấu vết. Cũng không biết vị này Linh Vận Tiên Tôn, rốt cuộc ngồi cái nào không gian truyền tống trận. Diệp Thần tự lẩm bẩm. Đừng xem cái này 16 tọa không gian truyền tống trận đều ở đây Linh Thành bên trong, nhưng là mỗi một cái đi thông phương hướng, lẫn nhau bây giờ cũng cách nhau mấy vạn dặm, ở giữa lại có hơn cái thế lực, hung thú đợi một chút, lấy Diệp Thần cảnh giới bây giờ, một khi đi nhầm không gian truyền tống trận, lại muốn đi tìm Linh Vận Tiên Tôn coi như khó khăn. Lý Giai Vĩ. Ngày mai là 8.000 tuổi sinh nhật, tám phái trưởng môn, đạo truyền đệ tử tất cả sẽ đến chúc thọ. Có thể ở 8.500 tuổi trước, bước vào thần vương cảnh. Diệp Thần đọc phía trên tin tức, Lý Giai Vĩ người này, hai kiện tám kiện tiên khí, đại đạo lại có kịch độc, ngược lại không có thể cùng hắn bình thường giao chiến, dùng mất đi chi đạo có lẽ có chút cơ hội. Nhập thần cảnh tầng 9 thiên. Thọ nguyên 50.000 năm. Lấy ta bây giờ mất đi chi đạo, chỉ cần một phút, liền có thể hao hết sạch hắn thọ nguyên. Diệp Thần âm thầm quyết định kế sách. Tối nay chỉnh bị, ngày mai liền muốn đi tiệc rượu tìm Lý Giai Vĩ. Lý Giai Vĩ này cùng tiểu nhân, đối mặt người khác đến cửa khiêu chiến, có lẽ tình nguyện hao tổn tên mặt mũi cũng sẽ không tiếp theo, đến lúc đó muốn tìm một lý do, để cho Lý Giai Vĩ nghênh chiến, nếu không sẽ đưa tới những thứ khác bảy phái trưởng môn căm thù, cũng không thể thật diệt Linh Thành tám phái trưởng môn nhân. Dĩ nhiên, Diệp Thần cũng nghĩ tới đánh lén ban đêm. Nhưng là vừa nghĩ tới nơi này trận pháp, hắn vẫn là buông tha. Hắn nói, vốn là sát đạo, vì sao phải lén lén lút lút. Lần này đi, hắn làm xấu nhất dự định. Linh Thành cố nhiên thần bí, hắn đối với Linh Thành mà nói chẳng qua là một cái từ bên ngoài đến người. Nhưng là vậy thì như thế nào? Hắn một cái từ bên ngoài đến người cũng phải rất miễn cưỡng mở một đường máu. Ngày thứ hai. Khôn Kiếm Môn cung điện bên ngoài, một chùm chuỗi pháo tre vang khắp. Từng cái anh đẹp trai người đẹp, bưng các loại vui mừng vật phẩm đi vào, rồi sau đó phân tán hai bên, đi tới từng ngọn tiệc rượu bên, đem vật phẩm buông xuống. Những vật phẩm này có chính là linh quả, thức ăn mỹ vị đợi một chút, cũng là dùng để chiêu đãi khách nhân. Bảy phái trưởng môn cũng chia đừng ở giữa trưa thời khắc đến. Cả người áo đỏ Lý Giai Vĩ, tự mình đi ra nghênh tiếp. Vị này Khôn Kiếm Môn lão tổ tóc đen như thác nước, nhưng là một bộ thanh niên mạc dạng, chỉ là có chút mỏ nhọn tai khỉ, vừa thấy liền biết không phải có thể tùy tiện đối phó người, thân có cao hay không, nhưng là long hành hổ bộ đi ở trong điện, cười nói, mấy người các ngươi lão gia, cuối cùng là tới.
Tới, vào tiệc. Ngày hôm nay bổn trưởng môn 8.000 tuổi sinh nhật, khoảng cách thần vương cảnh tiến thêm một bước. Có 50.000 năm thọ nguyên, mới 8.000 tuổi, so sánh với nhân loại bình thường tuổi thọ mà nói, hắn cũng chính là 18-19 mà thôi. Lý Giai Vĩ tự mình nghênh đón hai vị nữ lý trưởng môn vào ngồi, cười nói, hai vị, ngày hôm nay ăn thật ngon thật tốt uống, buổi tối ta cùng các ngươi tham khảo đời người à. Trưởng môn Lý nói chuyện vẫn là như vậy dí dỏm. Coi là thật một cái thanh bào cô gái khẽ mỉm cười, trong mắt nhưng có chút chán ghét ý, nàng chính là thanh hồng môn môn chủ Thanh Nhữ Tuyết, nhập thần cảnh tầng 8 ngày tu vi, nhưng cũng không dám đắc tội Lý Giai Vĩ, dẫu sao một cái nhập thần cảnh tầng 9 ngày tiểu nhân. Đắc tội quá mức nguy hiểm, tùy thời có thể bị đối phương hạ độc đánh lén. Trưởng môn Lý hay là đi chiêu đãi những người khác đi. Một cái khác áo bào đen cô gái từ từ nói, tuy là thần kỳ chán ghét, lại không có đắc tội Lý Giai Vĩ. Nàng là Lam Thủy môn môn chủ, nam như xương, giống vậy nhập thần cảnh tầng 9 trời, nhưng cũng không dám đắc tội Lý Giai Vĩ cái này cùng thực lực cường đại tiểu nhân. Các ngươi à, cuối cùng là tới à. Lão gia, Lý Giai Vĩ cười lớn đi ra đón tiếp mấy vị khác trưởng môn. Lý Giai Vĩ tự mình nghênh đón 5 vị trưởng môn, vỗ ngực của bọn họ, một bộ lão đại ca mạc giảng, nói, mấy người các ngươi lão già kia à, thiệt là, cũng lúc nào mới đến à. Vẫn còn ở trước mặt lão tử ra oai. Chẳng lẽ là cảm thấy ta độc đạo không đủ sâu? Lý Giai Vĩ thanh âm đột nhiên lạnh xuống. Hôm nay xong lại là hắn mừng rỡ người. Có thể trước mặt mấy người nhưng mặt mày ủ rột, để cho hắn khó chịu đến trình độ cao nhất. Lời này vừa nói ra, chung quanh rất nhiều đệ tử rối rít đưa mắt nhìn bọn họ, đại điện ngay tức thì yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều không tính là bảo, cũng nhìn Lý Giai Vĩ, không dám lời nói. Những thứ khác nhập thần cảnh võ giả, mỗi cái đều là hào kiệt, người tài, muốn chém giết đều là chính diện tác chiến. Nơi nào giống như là Lý Giai Vĩ loại này tiểu nhân vô sỉ, lén lút đánh lén hạ độc. Một vị nhập thần cảnh tầng 9 ngày cường giả cái thế. Tự mình đánh lén hạ độc, ai có thể tránh khỏi à? Làm sao sẽ? Một cái trưởng môn sắc mặt cười khổ, nói, chúng ta tới trễ. Hắn là cuồng đao môn môn chủ cuồng vô cùng, là nhập thần cảnh tầng 8 trời, nhưng là mặt lộ cười khổ, hơi yếu thế. Hắn chiến lực còn không bằng Lý Giai Vĩ, nếu là lại bị hạ độc, sợ rằng phải dẫm vào huyết ma sơn chủ vết xe đổ, như vậy một vị cùng cấp cường giả khác muốn cho bọn họ hạ độc. Bọn họ vậy được dè đặt, năm đó huyết ma sơn chủ chúng độc lúc cảnh tượng, đến nay rành rành trong mắt đâu. Cuồng vô cùng nhanh chóng đè xuống ngoài ra một vị trưởng môn tay, âm thầm truyền âm nói, Lý Giai Vĩ cái này tiểu nhân vô sỉ, công lực rất cao, nghe lại cùng huyết linh tộc huyết kiếm môn có cấu kết. Không nên đắc tội hắn. Ninh đắc tội quân chủ, chớ đắc tội với tiểu nhân. Vị này trưởng môn âm thầm than thở một tiếng, ôm quyền nói, trưởng môn Lý, chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng trưởng môn Lý sinh nhật. Chúc mừng trưởng môn Lý sinh nhật. Mấy vị khác trưởng môn cũng là biểu không khỏi lòng, mặc dù ôm quyền chúc mừng Lý Giai Vĩ sinh nhật, nhưng trong lòng lại là 10.000 cái không muốn. Không có biện pháp, thực lực không bằng người. Nếu là đắc tội Lý Giai Vĩ, dựa theo Lý Giai Vĩ chừng mắt phải trả tính cách, có thể ẩn núp trên 100 năm thời gian cho mình hạ độc, suy nghĩ một chút ngày thường ăn uống có thể cũng sẽ bị hạ độc, căn bản khó lòng phòng bị. Trước mặt rơi tất cả lớn mặt của trưởng môn tử. Tất cả đại trưởng môn cũng không có lời nói cái gì, cũng không cách nào lời nói cái gì. Được. Các ngươi những ông già này, lăn đến các ngươi chỗ ngồi. Lão tử ngày hôm nay 8.000 tuổi sinh nhật. Không muốn bị ảnh hưởng tâm tình. Lý Giai Vĩ mắt nhìn trong điện hơn 1.000 võ giả, coi trời bằng vung. Hắn cười to nói, các ngươi tất cả mọi người cho ta ăn uống đàng hoàng, phàm là có người dám ăn không vui, tự gánh lấy hậu quả. Trưởng môn Lý 8.000 tuổi sinh nhật, chúng ta nhất định ăn phải hài lòng. Mọi người nhanh chóng hồi phục, sắc mặt cũng không tốt xem. Lý Giai Vĩ ở Linh Thành thì có người điên danh xưng là. Vậy sống nhiều năm như vậy lão quái vật làm sao có thể thái độ như thế đối với người, nhưng là Lý Giai Vĩ chính là như vậy tính cách. Bọn họ đã sớm thói quen. Nhà mình trưởng môn bị đối đãi như vậy, nếu không phải thực lực không bằng hắn, đã sớm phấn khởi phản kích.
bảy đại trưởng môn đều ở đây trên một cái bàn, những thứ khác hộ pháp, trưởng lão, đệ tử đợi một chút đều ở đây riêng mình tiệc rượu lên, trên mặt nổi ăn được đặc biệt vui vẻ, bối bên trong nhưng là nguyền rủa Lý Giai Vĩ. Thậm chí tất cả mọi người tại chỗ đều hy vọng cái này tiệc nhanh lên kết thúc. Bởi vì bọn họ hoàn toàn bao phủ ở một người điên dưới bóng mờ. Rào rào. Giữa lúc tiệc tiến hành được một nửa thời điểm, tiếng xé gió vang lên, một thanh trường kiếm đĩa bay tới. Để cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, một kiếm này trực tiếp xuyên thủng Lý Giai Vĩ thân truyền đại đệ tử ngực. Trường kiếm khí huyết mạnh mẽ, thẳng đem vị này đại đệ tử đóng đinh tại đại điện trong, máu tươi chảy như dòng nước đầy đất. Giờ khắc này, toàn bộ tiệc đổi mùi. Đây là khiêu khích trắng trợn. Ai có thể nghĩ tới sẽ có người ở Lý Giai Vĩ tiệc rượu lên động thủ, điên rồi phải không? Ai? Lá gan không nhỏ à? Thật can đảm. Tất cả mọi người đều đứng lên, hoảng sợ nhìn vị này đại đệ tử. Đế tôn cảnh tầng 5 ngày thiên tài, cứ như vậy bị một kiếm đóng đinh tại trên đại điện. Liền linh hồn đều bị phai mờ. Không biết hắn là Lý Giai Vĩ thân truyền đại đệ tử. Thậm chí phường gian tin đồn vẫn là Lý Giai Vĩ con riêng. Ai dám như vậy? Trước mặt khiêu khích Lý Giai Vĩ, không muốn sống. Mọi người chỉ gặp một người thanh niên, chậm rãi đi vào đại điện bên trong. Thanh niên người mặc đồ dạo phố, cõng trường thương, eo bước trường kiếm, trán bây giờ tràn đầy anh khí và đáy mắt vậy lạnh tựa như hàn băng tinh mang. Chính là Diệp Thần. Diệp Thần ánh mắt đưa mắt nhìn chung quanh người. Cuối cùng rơi vào Lý Giai Vĩ trên mình, khóe miệng phác họa một đạo độ cong, như thế vui mừng tiệc, ta cũng nên đưa chút lễ vật. Thi thể kia máu tươi chảy coi như là ta đưa cho Lý Giai Vĩ lễ vật. Lời này vừa nói ra, mọi người thất kinh, càng tựa như hóa đá. Ở Lý Giai Vĩ ngày vui, đưa một cổ thi thể làm lễ vật. Thằng nhóc này là điên rồi phải không? Tự tìm cái chết. Mọi người lại nhìn về phía Diệp Thần trên người tu vi. Nhưng là phát hiện Diệp Thần chỉ bất quá đế tôn cảnh sơ kỳ. Mấu chốt Diệp Thần khí tức trên người hiển nhiên đột phá không bao lâu à. Linh thành thấp nhất ngưỡng cửa nhưng mà đế tôn cảnh. Một người mới vừa đột phá không bao lâu con kiến hôi lại có thể tự mình đến cửa phá quán. Loại người này không là tên điên chính là tự tìm cái chết người. Mọi người mặc dù đối với Lý Giai Vĩ không có hảo cảm, nhưng là nhìn về phía Diệp Thần đã cùng xem một cổ thi thể không có khác biệt. Thậm chí liền thương hại cũng không có. Rốt nát tiểu bối, lấy là bước vào đế tôn cảnh chính là côn lôn hư thiên. Nhưng không biết đế tôn cảnh chẳng qua là con đường tu luyện mới vừa bắt đầu mà thôi. Ngay tại lúc này, Lý Giai Vĩ một đệ tử bên người kịp phản ứng, bước ra một bước, tức giận nói, ngươi là cái gì phế vật rác rưởi, ngươi có biết nơi này là địa phương nào? Ngươi có biết hôm nay là ngày gì? Diệp Thần ánh mắt không có rơi vào người kia trên mình. Mà là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lý Giai Vĩ, quỷ dị cười một tiếng. Không có một tia nhiệt độ. Nếu muốn biết ta tên chữ, ta liền nói cho ngươi. Ta tên là Diệp Thần, hôm nay thay thế huyết ma sơn chủ mục Trần tới khiêu chiến Lý Giai Vĩ. Lý Giai Vĩ đệ tử chết, chính là chiến thư. Ta đã điều tra rõ người đệ tử gian dâm bắt cóc không chuyện ác nào không làm, đáng chết. Diệp Thần rút ra giết thần kiếm. Chỉ Lý Giai Vĩ nói, còn như ngươi cái này tiểu nhân vô sỉ, uổng là một môn trưởng môn, yêu thích âm thầm hạ độc, lại là sở trường đánh lén người khác, rất không biết xấu, hôm nay đánh một trận, ta phải giết ngươi. Thanh âm bình thản nhưng lại gợn sóng vĩ đại, thật giống như đế vương tuyên dương vậy. Đại điện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Thần và Lý Giai Vĩ. Thanh Nhữ Tuyết nhưng là cười lạnh một tiếng, hơi nói nhỏ, nam như xương. Người xem, nhanh như vậy lại có người khiêu khích Lý Giai Vĩ. Lý Giai Vĩ người trưởng môn này làm thật đúng là lo lắng à, mình con riêng bị đóng đinh tại trên đại điện, cũng là đáng đời. Tự nhiên đáng đời. Lý Giai Vĩ hai cha con gian dâm bắt cóc cũng không phải là gần đây đoạn thời gian này. Nam Như Sương chợt trước mắt sáng lên, nói, đợi một chút, hắn nói huyết ma sơn chủ. Nhiều năm trước vị kia thần vương cảnh cường giả. Chẳng lẽ... Cái này Diệp Thần là đệ tử của hắn, cố ý báo thù. Không gặp được, Thanh Nhữ Tuyết nói, đế tôn cảnh nhất tầng thiên, huyết ma sơn chủ làm sao có thể dạy dỗ cho ra loại rác dưới này đệ tử, lại xem Lý Giai Vĩ như thế nào xử lý đi.
Mọi người xì xào bàn tán. Lý Giai Vĩ giờ phút này nhưng là cả khuôn mặt đều tối. Hắn nhìn về phía thi thể trên đất, cả người cũng thuộc về mờ mịt trạng thái. Hắn là Khôn Kiếm môn môn chủ. Hắn là linh thành tám lớn một trong những cự đầu. Làm sao sẽ? Tại sao có thể có dám can đảm ở ta sinh nhật lên, người giết hắn? Một giây kế tiếp, một hồi gầm thét tiếng vang khắp. Diệp thần, ngươi là phương nào xúc sinh? Lý Giai Vĩ thốt nhiên giận dữ, nói, đế tôn cảnh nhất tầng thiên. Ngươi cái này cùng con kiến hôi phế vật cũng dám tới khiêu khích bổn trưởng môn. Tất cả đệ tử, lên cho ta, đem Diệp thần bầm thây vạn đoạn, tán cùng linh thành trên dưới. Lão tử muốn Diệp thần chết không có chỗ chôn. Lý Giai Vĩ gầm thét xong rồi, hơi ngồi xuống, tinh tế nhìn cái này cái thi thể. Nhưng phát hiện bất kỳ đan dược vậy không làm nên chuyện gì. Diệp thần một kích kia bùng nổ lực lượng, không thể nào có người còn sống. Thi thể này coi như là mình người thân cận nhất, sâu mình chân truyền. Mặc dù ở bên ngoài dựa vào mình danh tiếng ngông cường, nhưng người bình thường cũng không dám truy cứu. Thậm chí ngoại giới truyền lưu người này là con tư sanh của hắn. Có thể gặp quan hệ không bình thường. Nhưng chính là người như vậy, làm sao liền chết? Trưởng môn có lệnh, giết Diệp thần. Trưởng môn có lệnh, giết Diệp thần. Khoảnh khắc gian, trong đại điện bạo khởi trên trăm vị Khôn Kiếm môn đệ tử. Đế tôn cảnh cường giả cực kỳ chi hơn, nhập thần cảnh giai đoạn trước cũng có mấy vị. Thậm chí chính giữa còn có nhập thần cảnh tầng 2 ngày đạo truyền đệ tử, cũng là Lý Giai Vĩ một trong đệ tử. Những đệ tử này, cũng không phải là Côn Lôn hư những người đó có thể chống lại. Những người này, chiến pháp thành thạo, trong chốc lát liền đem đại điện hóa thành chiến trường, bức bách những thứ khác các phái đệ tử, trưởng môn các người bước lui ra đại điện. Rào rào, Diệp thần chém ngang ra một kiếm, đem đại điện một chia làm hai. Trong quá trình lại là đem mấy vị đế tôn cảnh Khôn Kiếm môn đệ tử chu diệt. Máu tươi cùng thi hài khắp nơi. Những thứ khác bảy phái người lui đi ra bên ngoài, quan sát hết thảy trước mắt. Không ít người âm thầm kinh ngạc, cái này Diệp thần chiến lực, rất mạnh à. Giết! Đệ tử chân truyền bên ngoài, đạo truyền đệ tử ở bên trong. Vị kia nhập thần cảnh tầng 2 ngày đệ tử cũ chỉ huy những người khác, những đệ tử khác vậy như hắn chỉ huy vậy. Mấy vị nhập thần cảnh tiền kỳ đệ tử, tạo thành vòng chiến vây lại Diệp thần, hơn vị đế tôn cảnh đệ tử chân truyền thì ở vòng ngoài tiếp ứng. Nhiều cường giả như vậy vây công Diệp thần. Các loại ánh đao kiếm ảnh lóe lên không ngừng, đại điện vậy hoàn toàn hóa thành một mảnh phế tích, nhập thần cảnh đệ tử gần người đến gần Diệp thần, liền không tới một giây đồng hồ liền bị Diệp thần một quyền oanh bạo. Binh bịch bịch, binh bịch bịch, đạo đạo tiếng nổ này thay nhau vang lên. Vô số máu tươi phiêu sái xuống, một bộ phó thân thể vỡ ra. Ước chừng ba vị nhập thần cảnh tiền kỳ Khôn Kiếm môn đạo truyền đệ tử chết. Nhập thần cảnh giai đoạn trước người, căn bản không ngăn được Diệp thần một chiêu. Toàn bộ đại điện cực kỳ quỷ dị. Bọn họ cho tới nay đều là nghe nói nhập thần cảnh nghiền ép đế tôn cảnh, nhưng chưa từng gặp qua đế tôn cảnh nghiền ép nhập thần cảnh à. Thậm chí có không ít người dụi mắt một cái, cho là mình hoa mắt. Nhưng chung quanh cuồng bạo lên đợt khí không thể không để cho bọn họ cho rằng là sự thật. Thiên băng hóa kiếm. Diệp thần khẽ quát một tiếng, cầm chặt giết thần kiếm, toát ra một cổ cực hạn ánh sáng rực rỡ, quét qua thiên địa trên dưới, mũi kiếm bắn nhanh suốt đạo đạo hàn băng, ở vào bầu trời trong hóa thành từng chuôi băng kiếm, nếu như mưa mảnh rủ xuống xuống. Phốc phốc, phốc. Còn lại mấy vị mới vừa bước vào nhập thần cảnh không bao lâu đệ tử thân xác đều bị băng kiếm xuyên thủng. Máu tươi phiêu bay xuống, đem đất mặt đập ra từng đạo trong cái hố sâu. Ngay chớp mắt, Diệp thần nếu như ma thần vậy, thân hình lóe lên ra, bắn chết hơn vị nhập thần cảnh đệ tử, ngay sau đó một kiếm đâm ra, bốn phương vân động, vô số kiếm khí xông ra, nếu như thủy triều lên xuống sóng biển vậy tầng tầng chồng lên, trực tiếp chìm ngập những cái kia đế tôn cảnh đệ tử. Tích tí tách bót, binh bịch bịch, nếu như thả pháo bông vậy, từng cái đế tôn cảnh thân xác vỡ ra. Nhiều cường giả như vậy, đối phó một cái đế tôn cảnh nhất tầng thiên. Lại có thể hoàn toàn là thế yếu. Hoặc là chết, hoặc là chính là trọng thương ngã gục, căn bản không phải Diệp thần đối thủ. Diệp thần như một cây tùng xanh vậy, đứng ở đại điện ngay chính giữa,
xoay mình một nhát thương đâm ra, một đạo màu đen thương cương vạch qua giữa không trung, thật giống như ngược dòng bị tiêu diệt vong linh vậy, đem còn dư lại đế tôn cảnh đệ tử chân truyền toàn bộ chu diệt. Chỉ còn lại một phiến mưa máu. Giờ khắc này, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Khôn kiếm môn trăm vị đệ tử, một sớm một chiều bây giờ tiêu diệt. Tất cả trưởng môn cũng thu hồi lòng khinh thị, ngưng mắt nhìn Diệp Thần rung động trong lòng không dứt. Mấy vị nhập thần cảnh đạo truyền đệ tử. Nhiều như vậy đế tôn cảnh đệ tử chân truyền à. Vây công một người, trước sau không tới một phút, toàn bộ tiêu diệt. Này cùng chiến lực, sợ rằng đã sánh bằng nhập thần cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ chứ. Trước mắt cái này kêu Diệp Thần thanh niên người, nhìn căn cốt không tới 30 tuổi, sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ là cao võ vị diện tới thiên kiêu à? Nhưng cũng không đúng à, cao võ vị diện ra đời người không thể nào thấp như vậy cảnh giới à? Trước mắt Diệp Thần, cũng chỉ có đế tôn cảnh nhất tầng thiên à? Giữa lúc mọi người vẫn còn ở kinh ngạc lúc, Lý Giai Vĩ nhưng chậm rãi đứng lên thân tới, quanh thân quanh quẩn đạo đạo ma quang. Sau lưng lại sinh ra một đạo màu đen phi gió, trước ngực lưu chuyển năm màu sáng bóng, một bộ bát phẩm tiên khí chiến giáp hiện lên, trong tay xuất hiện một chuôi bốn xích trường kiếm, đồng dạng là bát phẩm tiên khí. Hắn khua kiếm chỉ Diệp Thần, hai con ngươi nếu như u minh vậy, phẫn nộ quát tiểu súc sinh, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi. Bỏ mặc ngươi là ai, cũng không để ý ngươi đứng sau lưng dạng gì tồn tại, ngươi cũng không nên tới nơi này. Lão tử ngày hôm nay phải đem ngươi lột da rút gân. Muốn ngươi sống không bằng chết. Ta muốn ngươi hối hận bước vào linh thành. Cho tới bây giờ, chỉ có ta Lý Giai Vĩ giết người khác, không có người khác có thể giết người ta. Ngay lập tức gian, Lý Giai Vĩ đánh tới, một kiếm giơ lên trời, vạn đạo kiếm mang thoáng hiện, từ tất cả phương hướng đánh tới, để cho Diệp Thần muốn tránh cũng không được. Quyền trong Phật Quốc, kiếm môn hiển hóa. Diệp Thần hơi kinh hãi, tự nhiên không dám khinh thường. Hắn một kiếm một quyền, tất cả bộc phát ra mạnh nhất chiến lực. Trong tay hắn giết thần kiếm toát ra ánh sao, huyết quang và ma quang, nhiều giống lực lượng lẫn nhau hội họp, bắn nhanh ra muôn vàn kiếm khí, hóa thành một vòng kiếm môn, sau lưng trôi lơ lửng ra sát lục chi đạo, bất diệt kiếm đạo và mất đi chi đạo, vô số kiếm khí dính ba đạo lực, sau đó giết ra. Đồng thời tay trái đánh ra một quyền. Vô số mất đi Phật văn trào hiện ra, đem bầu trời cũng che đậy. Dấu quyền bên trong hóa ra một tòa Phật quốc, muôn vàn mất đi Phật văn đồng thời nhắc tới kinh văn, phối hợp kiếm khí và dấu quyền giết ra. Một kiếm này, một quyền này, đủ để bắn chết tầm thường nhập thần cảnh tầng 5 trời, thậm chí nhỏ yếu nhập thần cảnh tầng 6 trời, vậy được tại chỗ tiêu diệt, chết không có chỗ chôn. Vèo vèo vèo, binh bịch bịch, hai bên kiếm khí. Kiếm quang, Phật quốc va chạm chung một chỗ. Một khắc sau, vạn đạo kiếm mang lần nữa thoáng hiện, tan vỡ Phật quốc đánh nát kiếm môn, Lý Giai Vĩ lại là một quyền đánh trúng Diệp Thần. Diệp Thần khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi, thân thể lại là nặng nề đập xuống. Vạn trượng bụi đất cuốn lên. Hắn biết Lý Giai Vĩ khủng bố, nhưng không biết như thế khủng bố à. Đáng chết! Diệp Thần nhanh chóng bỏ dậy, hướng phía sau thối lui. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị lui về phía sau thời điểm, một hồi cuồng bạo gầm thét truyền tới. Tiểu súc sinh, loại cảm giác này như thế nào? Tuyệt không ngừng vọng, trò chơi vừa mới bắt đầu. Hôm nay ta sẽ dùng đầu lâu ngươi, thành tựu ta lễ thọ. Lý Giai Vĩ tự thân đuổi giết lên, không giết Diệp Thần, thề không bỏ qua. Rất nhiều khôn kiếm môn các trưởng lão thấy một màn này cũng là mặt coi thường. Cái đừng trưởng lão nói, chính là đế tôn cảnh, thật là buồn cười, vậy dám can đảm tới ta khôn kiếm môn cản rỡ. Năm đó huyết ma sơn chủ, trưởng môn không độc chết hắn cũng cho hắn mặt. Lại còn dám để cho người đánh tới giết chúng ta vĩ đại trưởng môn, thật là đáng chết. Không sai, khôn kiếm môn đại trưởng lão, tức giận không thôi nói, cùng ngày hôm nay làm thịt Diệp Thần tên tiểu súc sinh này, chúng ta liền đi một chuyến huyết ma núi. Chu diệt huyết ma sơn chủ. Muốn chúng ta vĩ đại trưởng môn, dùng cao quý thủ đoạn, lực áp những thứ khác thất đại môn phái, khai sáng chúng ta khôn kiếm môn thịnh thế. Hôm nay, cái gì hạng người xấu, vậy dám can đảm tới xúc phạm trưởng môn. Thật là đáng chết. Diệp Thần. Chó má đồ, trưởng môn bắt ngươi sau đó,
bổn trưởng lão cửa muốn đích thân đem ngươi lột ra rút kiếm. Ngươi không dứt dám can đảm giết trưởng môn người, lại là giết phái ta trăm vị chân truyền, đạo truyền đệ tử. Đáng chết! Hèn mọn đồ, thật là đáng chết! Khôn kiếm môn trưởng lão, hộ pháp đợi một chút thẳng đuổi theo. Những thứ khác bảy phái trưởng môn chố mắt nhìn nhau, Thanh Nhữ Tuyết nói, chúng ta làm thế nào? Giúp thằng nhóc kia, vẫn là giúp Lý Giai Vĩ. Ngược lại là cái này Diệp Thần, vượt cấp năng lực thật rất mạnh, đế tôn cảnh nhất tầng thiên nhưng đánh ra nhập thần cảnh cực hạn chiến lực. Có chút thú vị. Chờ một chút đi, Lam Như Sương thở dài nói, Lý Giai Vĩ người này trừng mắt phải trả, tiểu nhân vô sỉ một cái, nếu như giết không chết hắn, lấy hắn tính cách nhất định trả thù chúng ta. Nếu như Diệp Thần có thể đánh bại Lý Giai Vĩ, chúng ta liền ra tay, giúp hắn chém chết Lý Giai Vĩ. Thậm chí, hôm nay diệt khôn kiếm môn. Không sai, cuồng đao môn trưởng môn ánh mắt thâm thúy nói, lão phu chưa bao giờ gặp qua đế tôn nhất tầng thiên có thể chiến nhập thần cảnh thiên kiêu, Diệp Thần người này sau lưng nhất định có cường giả, rất có thể là thần vương cảnh, thậm chí hỗn nguyên cảnh đại năng, mới có thể dạy dỗ ra như vậy tuyệt thế thiên tài. Nếu như vị tiền bối kia ra tay, đánh cho bị thương Lý Giai Vĩ, chúng ta liền nhân cơ hội ra tay, tương trợ Diệp Thần. Bảy phái trưởng môn vậy đồng thời đi theo lên. Lý Giai Vĩ và Diệp Thần ở Linh Thành trong tác chiến, ảnh hưởng đến không nhỏ, Diệp Thần nhưng là bị Lý Giai Vĩ đánh được liền liên tục đánh bại lui. Dẫu sao cảnh giới chênh lệch quá xa. Cũng may Diệp Thần thân xác khủng bố, còn có ma khí và huyết long hộ thân, chưa đến nỗi quá mức chật vật. Nếu không đã sớm hóa là xương máu. Tiểu súc sinh, loại cảm giác này thống khổ sao? Lý Giai Vĩ cuồng bạo lực phun trào, trực bức Diệp Thần. Vốn cho là Diệp Thần sẽ cầu xin tha thứ, cũng hoặc là buông tha. Lại không nghĩ rằng, Diệp Thần vào lúc này lại có thể nhắm mắt. Ừ, Lý Giai Vĩ khẽ nhíu mày, không hiểu nổi Diệp Thần ý tưởng. Bất quá hắn lực lượng không có chút nào thu liễm. Hắn trong mắt tràn đầy điên cuồng và là máu. Hắn đang hưởng thụ giết hại. Sau đó ngay tại ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, Diệp Thần mở mắt ra. Khóe miệng phác họa một đạo độ cong. Ngay tại chờ ngươi. Một giây kế tiếp, Diệp Thần ngón tay bắt pháp quyết, một cái đại đạo trực tiếp nổi lên. Mất đi chi đạo. Bùng nổ, Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, gần người gần sát Lý Giai Vĩ, một quyền đánh vào Lý Giai Vĩ trong quả đấm, mất đi lực xông ra, đồng thời hết sức cố gắng tước đoạt Lý Giai Vĩ đại đạo lực. Dùng cho bổ sung mình đại đạo, tăng lên từ cảnh giới của mình. Hô hô hô! Hô hô! Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, Lý Giai Vĩ hơi thở ở suy giảm. Ngắn ngủi mấy chục giây bây giờ, Lý Giai Vĩ già rồi không biết nhiều ít tuổi. Ngươi lại có thể nắm trong tay mất đi chi đạo, làm sao có thể? Giờ khắc này Lý Giai Vĩ sắc mặt đại biến, thậm chí có chút kinh hoàng. Mất đi chi đạo cũng không phải là một cái đế tôn cảnh tùy tùy tiện tiện nắm trong tay. Càng là mấu chốt là thằng nhóc này bằng chừng ấy tuổi, mất đi chi đạo lại như thế khủng bố. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Hắn không để ý tới hết thảy, thân thể lộn, lại là đem Diệp Thần đánh bay ra ngoài. Diệp Thần lăn dưới đất lên, quần áo vỡ vụn mấy phần, sau lưng trôi lơ lửng mất đi chi đạo nhưng là lại lần nữa tăng cường. Sau đó vậy truyền ra một cổ vô cùng là khí tức mạnh mẽ, giờ phút này, hắn thu nạp Lý Giai Vĩ đại đạo lực, nhưng là bước vào đế tôn cảnh tầng 2 ngày. Nhất định chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Lại tới, Diệp Thần nếm được ngon ngọt, trực tiếp xông lên đi giết. Giờ khắc này, hắn lại nữa sợ hãi. Thậm chí nhìn về phía Lý Giai Vĩ ánh mắt giống như đối đãi con mồi vậy. Trong thiên hạ, ai dám như vậy? Mà xa xa, Lý Giai Vĩ có chút bối rối, trán bây giờ tràn đầy cổ quái. Thằng nhóc này rốt cuộc cái gì lai lịch? Hắn khí tức trên người quá mức cổ quái, không giống như là huyết linh tộc cường giả, lại càng không xem Côn Lôn hư những cái kia rác dưới. Linh Thành cũng không có như vậy thiên tài. Mấu chốt, thằng nhóc này lại lợi dụng mất đi chi đạo, tới hấp thu ta lực lượng tiến hành đột phá. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 62.